Phẩm Kiều Trần Như, phẩm thứ 13, phần 1. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo ông Kiều Trần Như rằng: sắc ấm là vô thường, nhờ phá trừ sắc vô thường này mà đạt được sắc giải thoát thường còn. Thọ tưởng hành thức cũng là vô thường, nhờ phá trừ những thọ tưởng hành thức vô thường này mà đạt được thọ tưởng hành thức giải thoát thường còn. Kiều Trần Như, sắc tức là khổ, nhờ phá trừ cái sắc là khổ này mà đạt được cái sắc giải thoát an vui. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc tức là không, nhờ phá trừ cái sắc là không này mà đạt được cái sắc giải thoát, chẳng phải không? Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là vô ngã, nhờ phá trừ cái sắc vô ngã này mà đạt được cái sắc giải thoát chân ngã. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là bất tịnh, nhờ phá trừ cái sắc bất tịnh này mà đạt được cái sắc giải thoát thanh tịnh. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là tướng của sanh già bệnh chết, nhờ phá trừ cái sắc là tướng của sanh già bệnh chết này mà đạt được cái sắc giải thoát, chẳng phải tướng của sanh già bệnh chết. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là nhân của vô minh cho đến sanh, nhờ phá trừ cái sắc là nhân của vô minh cho đến sanh này mà đạt được cái sắc giải thoát, chẳng phải nhân của vô minh cho đến sanh. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là nguyên nhân của bốn sự điên đảo, nhờ phá trừ cái sắc điên đảo này mà đạt được cái sắc giải thoát, chẳng phải nguyên nhân của bốn sự điên đảo. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là nguyên nhân của vô số pháp xấu ác như thân nam thân nữ, ham muốn sự ăn uống, ái dục, tham lam, sân hận, tật đố, tâm xấu ác, tâm keo kiệt, bủn xỉn. Những sự ăn uống nuôi sống bằng cách nhai nuốt, nuôi sống bằng thức, nuôi sống bằng tư tưởng, nuôi sống bằng cảm xúc, sự sanh ra bằng trứng, bằng bào thai, bằng sự ẩm ướt, bằng cách biến hóa, cho đến năm món dục lạc, năm sự ngăn che, những pháp như vậy đều có nguyên nhân từ sắc. Nhờ phá trừ sắc này mà đạt được cái sắc giải thoát, không có vô số sự xấu ác như vậy. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là trói buộc, nhờ phá trừ cái sắc trói buộc mà đạt được cái sắc giải thoát không trói buộc. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là sự lưu chuyển, nhờ phá trừ cái sắc lưu chuyển mà đạt được cái sắc giải thoát không lưu chuyển. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc chẳng phải nơi quay về nương dựa, nhờ phá trừ cái sắc này mà đạt được cái sắc giải thoát là nơi quay về nương dựa. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là ung nhọt đau đớn đáng ghê tởm, nhờ phá trừ cái sắc như ung nhọt này mà đạt được cái sắc giải thoát không phải ung nhọt. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc không phải vắng lặng yên tĩnh, nhờ phá trừ cái sắc không vắng lặng yên tĩnh này mà đạt được cái sắc niết bàn vắng lặng yên tĩnh. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, nếu ai rõ biết những điểm như trên, người ấy đáng gọi là Sa Môn Bà La Môn, thành tựu trọn vẹn các pháp của Sa Môn Bà La Môn. Kiều Trần Như, nếu lìa pháp Phật thì không hề có Sa Môn Bà La Môn, cũng không có các pháp của Sa Môn Bà La Môn. Tất cả ngoại đạo chỉ tự xưng một cách giả dối, không hề có đạo hạnh chân thật. Tuy họ khởi sanh tư tưởng rằng trong nhóm của họ có Sa Môn và Bà La Môn, nhưng thật không thể có. Vì sao vậy? Nếu không có các pháp Sa Môn Bà La Môn, làm sao nói là có Sa Môn Bà La Môn? Ta thường ở giữa đại chúng này lên tiếng thuyết giảng chánh pháp rền vang như tiếng sư tử giống. Các ông cũng nên ở giữa đại chúng lên tiếng thuyết giảng chánh pháp rền vang như tiếng sư tử giống. Bấy giờ có vô số ngoại đạo nghe những lời ấy rồi sanh lòng giận dữ, nghĩ rằng: này ông Cồ Đàm nói rằng trong chúng ta không có Sa Môn và Bà La Môn, cũng không có các pháp Sa Môn và Bà La Môn. Chúng ta phải làm sao tìm mọi cách thích hợp để nói với ông Cổ Đàm rằng trong số chúng ta cũng có Sa Môn và có pháp Sa Môn, cũng có Bà La Môn và có pháp Bà La Môn. Lúc ấy trong chúng ngoại đạo có một phạm trí đứng lên nói rằng: thưa các vị, lời nói của ông Cổ Đàm chẳng khác nào lời của người điên. Làm sao có thể khảo xét? Những người điên ở thế gian khi thì ca hát nhảy múa, lúc lại khóc lóc cười đùa hoặc chửi mắng hoặc ngợi khen. Đối với kẻ oán người thân đều không thể phân biệt. Sa Môn Cổ Đàm cũng giống như vậy, hoặc có khi nói là sanh trong gia đình vua Tịnh Phạn, có khi lại nói là không sanh, có khi nói là sanh ra rồi liền đi 7 bước, có khi lại nói là không đi, có khi nói là tuổi nhỏ học tập các môn học thế gian, có khi lại nói là người tự mình rõ biết tất cả, có khi ở trong cung điện thọ hưởng khoái lạc sanh ra con trai, có khi lại chán ngán chê trách đó là xấu xa hèn hạ,
Có khi chính mình tu tập khổ hạnh 6 năm, có khi lại của trách sự khổ hạnh của các đạo khác. Có khi nói là theo học với các ông uất đầu làm phất à là là, được nghe nhận những điều chưa biết. Có khi lại nói rằng các ông ấy không hiểu biết chi cả. Có khi nói là chứng đắc an đậu đà la tam miệu tam bồ đề dưới gốc cây bồ đề. Có khi lại nói là không có đến chỗ cây ấy, không có chứng đắc gì cả. Có khi nói rằng thân này của ta tức là Niết Bàn. Có khi lại nói thân này diệt mất rồi mới là Niết Bàn. Những lời cổ đàm nói ra như vậy thật không khác gì lời của người điên. Sao các vị lại vì đó mà ưu sầu, bối rối? Những người Bà La Môn liền đáp rằng: Thưa ông, chúng tôi hôm nay làm sao có thể không ưu sầu? Trước kia, sau khi xuất gia, Sa Môn Cổ Đàm thuyết dạy những lẽ vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Những đệ tử của chúng tôi nghe vậy lấy làm sợ sệt. Làm sao chúng sanh lại là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh? Nên họ chẳng tin theo lời ấy. Nay ông Cổ Đàm lại đến rừng Sa La này vì đại chúng mà thuyết dạy rằng có những pháp thường là ngã tịnh. Những đệ tử của chúng tôi nghe được lời này rồi, ắt sẽ bỏ chúng tôi mà đi tin theo lời dạy của Cổ Đàm. Vì nhân duyên ấy mà chúng tôi vô cùng sầu khổ. Bấy giờ lại có một vị Bà La Môn nói rằng: Này các vị, hãy lắng nghe cho kỹ lời tôi nói đây. Sa Môn Cổ Đàm xưng là người tu hạnh từ bi, lời nói ấy là hư dối không chân thật. Nếu có lòng từ bi, sao lại dạy các đệ tử của chúng ta thọ nhận giáo pháp của ông ấy? Kết quả của sự tu hạnh từ bi là thuận theo ý người khác. Này ông ấy làm trái ý nguyện của chúng ta, sao có thể nói là từ bi? Nếu nói rằng Sa Môn Cổ Đàm không bị tám pháp của thế gian đắm nhiễm, cũng là lời hư dối. Nếu nói Cổ Đàm có ít ham muốn, lòng tự biết đủ, vì sao hôm nay lại cướp mất những lợi ích của chúng ta? Nếu nói rằng Cổ Đàm thuộc dòng họ cao quý, đó cũng là lời hư dối. Vì sao vậy? Xưa nay chưa từng nghe thấy việc Chúa sư tử lớn tàn hại loài chuột nhỏ. Nếu Cổ Đàm thuộc dòng họ cao quý, sao hôm nay lại gây rối loạn, phiền não cho chúng ta? Nếu nói rằng Cổ Đàm có đầy đủ thế lực mạnh mẽ, đó cũng là lời hư dối. Vì sao vậy? Giờ này chưa từng nghe thấy việc chim chúa kim xí đi tranh giành với chim quạ. Nếu nói Cổ Đàm thật có sức mạnh thì việc gì lại cùng chúng ta tranh đấu? Nếu nói rằng Cổ Đàm có đủ trí tha tâm, đó cũng là lời hư dối. Vì sao vậy? Nếu có đủ trí tha tâm thì do nhân duyên gì lại không biết được tâm của chúng ta? Thưa các vị, thuở trước tôi từng được nghe các bậc trí giả kỳ cựu nói rằng sau 100 năm nữa thế gian sẽ có một con yêu tinh huyễn hoặc xuất hiện, chính là ông Cổ Đàm này đó. Này yêu tinh huyễn hoặc ấy đang ở rừng Sa La này, không bao lâu nữa sẽ tự hoại diệt mất, vậy các vị không nên sầu não. Bấy giờ có một người thuộc phái Ni Kiền đáp lại: Thưa các vị, nay tôi sầu khổ không phải vì việc đệ tử cúng dường cho tôi, mà chỉ vì người thế gian ngu si tâm tối, không có mắt nhìn, chẳng phân biệt được đâu là ruộng phước, nên từ bỏ những vị Bà La Môn kỳ cựu có trí mà chạy theo cúng dường những người tuổi trẻ. Vì thế nên tôi sầu khổ. Sa Môn Cổ Đàm rất giỏi chú thuật, người sức chú thuật, nên có thể làm cho một thân hóa làm vô số thân, lại làm cho vô số thân trở lại thành một thân, hoặc có thể tự thân hóa thành kẻ nam, người nữ, bò, dê, voi, ngựa. Sức tôi có thể diệt trừ chú thuật như vậy. Khi chú thuật của Sa Môn Cổ Đàm bị diệt rồi, các vị sẽ được cúng dường trở lại rất nhiều, thọ hưởng sự an vui. Bấy giờ lại có một vị Bà La Môn nói rằng: Này các vị, Sa Môn Cổ Đàm thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, vì thế các vị chớ nên tranh hơn thua với ông ấy. Đám đông ngoại đạo đáp rằng: Kẻ ngu si kia, sao ông lại nói rằng Sa Môn Cổ Đàm có đầy đủ công đức lớn? Ông ấy sanh ra vừa được 7 ngày thì mất mẹ, đó có thể gọi là tướng phước đức hay sao? Vị Bà La Môn kia đáp: Khi bị mắng chửi mà không tức giận, khi bị đánh đập mà không đánh trả, nên biết rằng đó chính là tướng phước đức lớn. Thần ông ấy có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng thần thông, cho nên biết rằng đó là tướng phước đức. Lòng không kiêu ngạo, thường tùy ý người khác mà hỏi han, lời nói ra nhẹ nhàng, êm dịu, không thô tục, tuổi tác và trí khí đang lúc thanh xuân cường tráng, cũng không hấp tấp nóng nảy. Ở cương vị sẽ làm vua trị nước, có nhiều của cải nhưng không tham tiếc, buông bỏ tất cả như nhổ bãi nước bọt ra đi xuất ra. Cho nên tôi nói rằng Sa Môn Cổ Đàm thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. Chúng ngoại đạo đáp rằng: Lành thay, quả thật đúng như lời ông nói, Sa Môn Cổ Đàm thành tựu vô lượng thần thông biến hóa. Chúng ta không so đo với ông ta việc ấy. Nhưng Sa Môn Cổ Đàm sanh ra tánh tỉnh nhu nhuyễn, không chịu nổi sự khổ hạnh,
sanh trưởng trong cung cấm, không thấu rõ những việc ngoài đời. Ông ấy chỉ biết nói lời êm dịu mà thôi, không thông thạo các môn kỹ nghệ, sách sử, luận nghị. Hãy mời ông ấy cùng chúng ta tranh biện rõ ràng những điều cốt yếu trong chánh pháp. Nếu ông ấy thắng, chúng ta sẽ theo hầu hạ ông ấy. Nếu chúng ta thắng, ông ấy sẽ phải phụng sự chúng ta. Bây giờ có vô số ngoại đạo cùng họp nhau, đồng lòng đi đến chỗ vua Ả Xà Thế, nước Ma Già Đà. Nhìn thấy họ, nhà vua liền hỏi: Này các vị thầy đều tu tập thánh đạo, là người xuất gia, lìa bỏ của cải cùng những việc gia đình, nhân dân trong nước này đều cùng nhau cúng dường, cung kính chiêm ngưỡng các vị, không ai dám xúc phạm. Vì sao các vị lại đồng lòng họp nhau đến đây? Này các vị đều thọ nhận những pháp khác nhau, giữ giới khác nhau, xuất thân từ hoàn cảnh gia đình khác nhau. Mỗi vị lại tùy theo giới luật và giáo pháp của riêng mình mà xuất gia tu đạo. Này có nhân duyên thế tục trì mà các vị một lòng hợp lại cùng nhau như đám lá rụng bị cơn gió xoáy gom về một chỗ. Hãy nói ra nhân duyên gì mà các vị đến đây. Chấm đây vẫn thường hết lòng ủng hộ những người xuất gia chẳng tiếc thân mạng. Bấy giờ tất cả ngoại đạo đồng tâu lên rằng: Đại vương xin hãy nghe cho kỹ. Nay đại vương là cây cầu lớn của giáo pháp, sự khuyến khích lớn của giáo pháp, là đòn cân lớn của giáo pháp, là nơi chứa đựng tất cả công đức, là tánh chân thật của tất cả công đức, là con đường của giáo pháp chân chánh. Ngài là ruộng tốt để gieo hạt giống, là căn bản của tất cả đất nước, là gương sáng của cả nước, là hình tượng của tất cả chư thiên, là bậc cha mẹ của tất cả nhân dân trong nước. Đại vương, thân ngài là kho báu chứa tất cả công đức của thế gian. Vì sao gọi là kho chứa công đức? Đức vua phân xử việc nước, không phân biệt kẻ oán người thân, giữ tâm bình đẳng vô tư như đất, nước, lửa, gió. Vì thế nên tôn xưng vua là kho chứa công đức. Đại vương, tuy hiện tại đời sống của chúng sanh là ngắn ngủi, nhưng công đức của vua lâu dài như những vị vua trưởng thọ an vui thuở xưa, lại cũng như các vua Đỉnh Xanh, Thiện Kiến, Nhẫn Nhục, Na Hầu Sa, Gia Gia Đế, Thi Tỳ, Nhất Xoa Kiêu. Những vị vua ấy đều có đầy đủ pháp lành, nay đại vương cũng đầy đủ pháp lành như họ. Đại vương, nhờ có nhà vua mà đất nước được an vui, nhân dân giàu mạnh, cho nên tất cả người xuất gia đều ưa thích đất nước này, cùng đến đây giữ giới tinh cần, tu tập đạo chân chánh. Đại vương, trong kinh chúng tôi có nói, nếu người xuất gia ở tại nước nào mà chỉ giới tinh tấn, chuyên cần tu tập đạo chân chánh, thì vua nước ấy cũng có phần công đức tụ thiện. Đại vương, tất cả giặc cướp vua đều đã dẹp yên, những người xuất gia không còn phải sợ sệt. Nay chỉ còn duy nhất một kẻ đại ác là Sa Môn Cổ Đàm. Vua chưa khảo xét người ấy, chúng tôi rất lo sợ. Người ấy ỷ mình xuất thân dòng tộc cao quý, có thân hình đẹp đẽ, lại nhờ phước báo bố thí đời trước nên được cúng dường nhiều, liền dựa vào những việc đó mà sanh ra hết sức kiêu mạn, hoặc nhân ở chú thuật mà sanh kiêu mạn. Vì nhân duyên ấy nên không chịu khổ hạnh mà vẫn thọ lãnh chứa chữ mọi thứ áo quần mền gối mềm mại tốt đẹp. Vì thế tất cả những kẻ xấu ác khắp thế gian vì sự lợi dưỡng mà tụ họp đến chỗ ông ấy làm quyến thuộc, chẳng chịu tu hành khổ hạnh. Ông ấy dùng sức chú thuật mà điều phục ca diếp với bọn các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiến Liên. Này ông ấy lại đến chỗ của chúng tôi trong rừng Sa La, lớn tiếng thuyết dạy rằng thân này là thường lạc ngã tịnh để dụ dỗ đệ tử của chúng tôi. Đại vương, trước đây Cổ Đàm thuyết dạy về vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, chúng tôi còn có thể nhịn được. Nhưng này ông ấy lớn tiếng thuyết dạy là thường lạc ngã tịnh, chúng tôi thật không nhịn được nữa. Xin đại vương cho phép chúng tôi cùng với ông Cổ Đàm kia mở cuộc tranh biện. Vua A Xà Thế liền đáp rằng: Này các vị, này các ông đã nghe ai xúi dục mà trong lòng cuồng loạn chẳng yên, khác nào như nước nổi sóng, như lửa cuồn cuộn, như khỉ chuyển cành. Việc này thật đáng hổ thẹn. Người có trí nghe được ắt lấy làm thương xót, kẻ ngu si nghe được ắt phải chê cười. Những điều các ông nói đó chẳng phải tướng trạng của người xuất gia. Nếu các ông mắc phải các bệnh thời khí hay ung nhọt, ta đều có thuốc để trị. Nếu các ông vướng phải bệnh quỷ thần thì chú thuật kỳ bà nhà ta có thể trừ khử. Nhưng này các ông lại muốn dùng móng tay mà cào cấu núi Tu Di, dùng răng trong miệng mà cắn nghiến kim cương, thật không thể cứu chữa. Này các vị, ví như có người ngu si thấy chúa sư tử lúc đói đang nằm ngủ lại toàn đánh thức, hoặc như người lấy ngón tay đưa vào miệng rắn độc, lại như người muốn dùng tay chạm vào đống tro che phủ than lửa, này các ông cũng ngu si giống như vậy. Này các vị, ví như con chồn hoang muốn giống tiếng sư tử, như con muỗi đọ sức nhanh chậm với chìm kim xí, như con thỏ muốn lội qua biển và đưa chân chạm đến đáy, này các ông cũng điên cuồng giống như vậy. Nếu như các ông có nằm mộng thấy mình thắng được Sa Môn Cổ Đàm thì giấc mộng ấy cũng chỉ là điên cuồng huyễn hoặc, không thể tin được.
Này các ông khởi lên ý định ấy, chẳng khác gì con thiêu thân lao vào đống lửa lớn. Này các ông nên nghe lời trẫm, đừng nói thêm nữa. Tuy các ông ngợi khen trẫm là bình đẳng như đòn cân, nhưng thật không nên để cho người ngoài nghe được lời ấy. Lúc ấy bọn ngoại đạo lại tâu rằng, đại vương hẳn là huyễn thuật của Sa Môn Cổ Đàm đã đến được chỗ ngài rồi chăng, nên mới khiến ngài sanh lòng hồ nghi, chẳng tin vào các vị thánh nhân. Đại vương không nên khinh miệt những vị đại sĩ ở đây. Đại vương, mặt trăng khi tròn khi khuyết, nước trong biển cả đều mặn, núi Ma La Diên kia, những sự vật ấy do ai làm ra? Há chẳng phải những vị Bà La Môn của chúng tôi đó sao? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiền A Kiệt Đà ngăn dòng nước sông Hoàng suốt 12 năm trong lỗ tai ông ấy sao? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiền Cổ Đàm thiện thần thông lớn trong suốt 12 năm tự biến mình thành thân đế thích, biến thân đế thích thành thân con dê đực, lại biến ra 1.000 cái nữ căn trên thân đế thích? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiền Kỳ Nậu chỉ trong một ngày uống cạn nước bốn biển khiến đất đai khô kiệt? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiên Bà Tẩu vì vị trời tự tại mà tạo ra ba con mắt đó sao? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiên A-la-la làm cho thành Ca La Phú hóa ra vùng đất chai mặn đó sao? Đại vương, trong đạo Bà La Môn có các vị tiên thần lực lớn lao như vậy, hiện có thể khảo xét vì sao đại vương lại có lòng khinh miệt? Vua đáp, các vị, nếu các vị không tin lời ta, cố ý muốn làm, thì Đức Chánh Giác Như Lai hiện đang ở trong rừng Sa La gần đây, các ông có thể đến để tùy ý chất vấn. Đức Như Lai sẽ vì các ông mà phân biệt giải đáp phù hợp với tâm ý của các ông. Bấy giờ vua A Xà Thế với các người ngoại đạo và đồ chúng quyến thuộc của họ cùng đi đến chỗ Phật. Vua cúi đầu vào mặt làm lễ sát dưới chân Phật rồi đi quanh Phật ba vòng theo chiều bên phải. Lễ nghi cung kính vừa xong, vua lui lại đứng sang một bên bạch Phật rằng, Thế Tôn, những ngoại đạo này muốn được tùy ý chất vấn, xin Như Lai tùy ý giải đáp. Phật dạy, được, xin đại vương cứ tạm trở ở đó, ta tự biết lúc thích hợp để giải đáp cho họ. Lúc ấy trong chúng hội có một Bà La Môn tên Xà Đề Thủ Na lên tiếng hỏi, Cổ Đàm, có phải ông nói rằng Niết Bàn là pháp thường còn? Phật đáp, đại Bà La Môn, quả đúng như vậy. Bà La Môn ấy nói tiếp, Cổ Đàm, nếu nói rằng Niết Bàn là thường, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Như pháp thế gian, từ hạt sanh quả tiếp nối nhau chẳng dứt, như từ đất sét mà tạo ra bình, từ sợi chỉ mà dệt thành áo. Cổ Đàm thường nói, nhờ tu tập pháp quán tưởng vô thường mà đạt được Niết Bàn, nhân là vô thường, quả làm sao là thường? Cổ Đàm lại nói, giải thoát khỏi lòng tham trong dục giới tức là Niết Bàn, giải thoát khỏi lòng tham trong sắc giới và vô sắc giới tức là Niết Bàn, diệt trừ vô minh với tất cả phiền não tức là Niết Bàn. Từ dục cho tới vô minh phiền não đều là vô thường, nhân là vô thường thì quả Niết Bàn đạt được đó lẽ ra cũng phải là vô thường. Cổ Đàm lại nói, do nhân đã tạo mà được sanh lên cõi trời, do nhân đã tạo mà phải đọa xuống địa ngục, do nhân đã tạo mà được giải thoát, vì thế các pháp đều do nhân mà sanh. Nếu do nhân sanh mà được giải thoát thì giải thoát ấy sao có thể nói là thường? Cổ Đàm cũng nói, sắc do duyên sanh nên gọi là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Như vậy nếu giải thoát là sắc thì nên biết đó là vô thường, nếu là thọ tưởng hành thức thì cũng như vậy. Còn nếu lìa cả năm ấm sắc thọ tưởng hành thức mà có giải thoát thì nên biết giải thoát ấy tức là hư không. Nếu là hư không thì không thể nói là do nhân duyên sanh. Vì sao vậy? Vì hư không là thường còn, là duy nhất, là khắp cả mọi nơi. Cổ Đàm cũng nói do nhân mà sanh tức là khổ. Nếu đã là khổ, vì sao lại nói giải thoát là an lạc? Cổ Đàm lại nói vô thường tức khổ, khổ tức vô ngã. Nếu là vô thường khổ vô ngã tức là bất tịnh. Tất cả các pháp do nhân sanh ra đều là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Vì sao lại nói Niết Bàn tức là thường lạc ngã tịnh? Nếu Cổ Đàm nói rằng Niết Bàn là thường cũng là vô thường, là lạc cũng là khổ, là ngã cũng là vô ngã, là tịnh cũng là bất tịnh, như vậy chẳng phải là nói hai lời đó sao? Tôi từng được nghe những vị trí giả kỳ cựu trước đây nói rằng nếu Phật ra đời thì không nói hai lời. Này nếu là như vậy thì Cổ Đàm đã nói hai lời. Cổ Đàm lại nói Phật chính là thân này của ta hiện nay, nghĩa ấy thế nào? Phật dạy, Bà La Môn, theo những gì ông vừa nói, nay ta sẽ hỏi ông cứ tùy ý trả lời. Bà La Môn đáp, lành thay Cổ Đàm, xin ông cứ hỏi. Phật hỏi, Bà La Môn, tánh của ông là thường hay vô thường? Bà La Môn đáp, tánh của tôi là thường. Phật hỏi, Bà La Môn, tánh ấy có thể làm nhân cho tất cả các pháp trong thân và ngoài thân hay chăng? Đáp, đúng vậy, Cổ Đàm. Phật lại hỏi, Bà La Môn, làm nhân như thế nào? Bà La Môn đáp, Cổ Đàm, do nơi tánh sanh ra đại, do nơi đại sanh ra mạng, do nơi mạng sanh ra 16 pháp,
đó là địa thủy hỏa phong không, năm căn nhận biết gồm mắt tai mũi lưỡi thân, năm căn tạo nghiệp gồm tay chân miệng nói và hai căn nam nữ và căn tâm bình đẳng. 16 pháp vừa kể do nơi năm pháp mà sanh, đó là hình sắc âm thanh mùi hương vị nếm và xúc chạm. Cả 21 pháp này có căn bản là ba pháp nhiễm, thô và đen. Nhiễm gọi là ái, thô gọi là sân, đen gọi là vô minh. Cổ đạo 25 pháp này đều do nơi tánh sanh ra. Đức Phật lại hỏi: Bà La Môn, pháp đại và tất cả các pháp kia là thường hay vô thường? Vị Bà La Môn đáp: Cổ đạo, theo pháp của chúng tôi thì tánh là thường, còn pháp đại và tất cả các pháp kia đều là vô thường. Phật dạy: Bà La Môn, theo pháp của các ông như vậy thì nhân là thường, quả là vô thường. Vậy pháp của ta dạy nhân tuy vô thường nhưng quả lại thường, có gì là sai? Này Bà La Môn, trong pháp của các ông có phân biệt hai loại nguyên nhân chăng? Đáp: Thưa có. Phật hỏi: Thế nào là có hai nguyên nhân? Bà La Môn đáp: Một là nguyên nhân sanh ra, hai là nguyên nhân soi rõ. Phật lại hỏi: Thế nào là nhân sanh ra, thế nào là nhân soi rõ? Bà La Môn đáp: Nguyên nhân sanh ra là như từ đất sét làm thành cái bình, nguyên nhân soi rõ như là ánh đèn soi rõ đồ vật. Đức Phật hỏi: Hai loại nhân này vẫn cùng một tánh là làm nhân cho pháp khác. Nếu là một tánh, vậy có thể lấy nhân sanh ra làm nhân soi rõ hoặc ngược lại hay chăng? Bà La Môn đáp: Không thể. Cổ Đàm: Phật lại hỏi: Nếu nhân sanh ra không thể làm nhân soi rõ hoặc ngược lại, vậy có thể nói là có tướng trạng của nhân hay chăng? Bà La Môn đáp: Tuy không thể thay thế cho nhau nhưng vẫn có tướng trạng của nhân. Phật lại hỏi: Bà La Môn, đối tượng soi rõ của nhân soi rõ ấy có đồng nhất với tự thân nó chăng? Đáp: Thưa Cổ Đàm, không. Phật dạy: Trong giáo pháp của ta cũng vậy, tùy từ nơi vô thường mà đạt được niết bàn, nhưng niết bàn chẳng phải vô thường, không đồng nhất với vô thường. Bà La Môn, do nhân rõ biết mà đạt được cho nên là thường lạc ngã tịnh, do nhân sanh ra mà có cho nên là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Vì thế chỗ thuyết dạy của Như Lai tuy có phân thành hai nghĩa nhưng sự phân hai này không thật có hai nghĩa, cho nên Như Lai không hề nói hai lời. Như lời ông vừa nói là đã từng nghe những bậc trí giả kỳ cựu trước đây nói rằng nếu Phật ra đời thì không nói hai lời. Lời ấy đúng thay, chỗ thuyết dạy của tất cả chư Phật ba đời trong mười phương đều không có sai biệt, cho nên nói rằng Phật không nói hai lời. Thế nào là không sai biệt? Nếu là có thì tất cả chư Phật đều nói là có. Nếu là không thì tất cả chư Phật đều nói là không, cho nên gọi là một nghĩa đồng nhất. Bà La Môn, Đức Như Lai Thế Tôn, tuy có lúc gọi tên sự việc dùng đến hai lời, nhưng đó đều là vì để làm rõ một lời. Thế nào là dùng đến hai lời để làm rõ một lời? Như nói về mắt và hình sắc là hai, nói sanh ra nhãn thức là một, cho đến ý và các pháp sanh ra các thức khác cũng giống như vậy. Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na nói: Cổ Đàm thật khéo phân biệt những ý nghĩa như vậy, nhưng nay tôi còn chưa hiểu chỗ nói ra hai lời để làm rõ một lời. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na mà tuyên thuyết bốn chân đế. Sau đó Phật dạy: Này Bà La Môn, nói khổ đế đó cũng là hai, cũng là một, cho đến đạo đế cũng là hai, cũng là một. Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na liền nói: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu rồi. Phật hỏi: Thiện nam tử, ông hiểu như thế nào rồi? Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na thưa: Bạch Thế Tôn, khổ đế đối với tất cả phàm phu là hai, đối với thánh nhân là một, cho đến đạo đế cũng giống như vậy. Phật dạy: Lành thay, ông đã hiểu. Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nay con được nghe chánh pháp, đã được sự thấy biết chân chánh, con xin quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cụ xin Đức Đại Tử nhận cho con được xuất gia. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kiều Trần Như: Ông hãy vì Xà Đề Thủ Na mà cạo bỏ râu tóc, cho phép ông ấy xuất gia. Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, liền cạo tóc cho Xà Đề Thủ Na. Ngay lúc vừa đưa dao cạo, cả râu và tóc và phiền não đều đồng thời rơi rụng hết. Xà Đề Thủ Na ngay nơi chỗ ấy, khi ấy liền chứng đắc thánh quả A-la-hán. Tiếp đó lại có một vị phạm trí họ Bà Tư Trá lên tiếng hỏi rằng: Cổ Đàm, theo lời ông nói thì có phải Niết Bàn là thường chăng? Phật đáp: Đúng vậy, phạm trí. Bà Tư Trá nói: Cổ Đàm, ông cũng nói rằng không có phiền não là Niết Bàn. Phật đáp: Đúng vậy, phạm trí. Bà Tư Trá nói: Trong thế gian có bốn trường hợp được gọi là không. Một là pháp chưa xuất hiện gọi là không, như cái bình khi còn là đất sét thì gọi là không có bình. Hai là pháp đã dứt mất gọi là không, như cái bình đã vỡ thì gọi là không có bình. Ba là tướng trạng khác biệt, nên đã là tướng này thì không là tướng kia, như trong tướng bò không có ngựa, trong tướng ngựa không có bò.
bốn là những sự vật hoàn toàn không có nên gọi là không, như lông rùa, sừng thỏ. Cổ đàm nếu do diệt trừ hết phiền não mà gọi là niết bàn, thì niết bàn tức là không. Nếu niết bàn đã là không, sao lại nói rằng có thường lạc ngã tịnh? Phật dạy thiện nam tử, niết bàn như vậy chẳng phải trường hợp là không trước khi xuất hiện như cái bình lúc còn là đất sét, cũng chẳng phải trường hợp là không vì dứt mất như cái bình sau khi đã vỡ, cũng chẳng phải là không vì hoàn toàn không có như lông rùa, sừng thỏ. Niết bàn rơi vào trường hợp là không vì tướng trạng khác biệt. Thiện nam tử, theo lời ông vừa nói, tùy trong tướng trạng của bò không có ngựa nhưng không thể nói bò cũng là không. Tùy trong tướng trạng của ngựa không có bò nhưng không thể nói ngựa cũng là không. Niết bàn cũng thế, trong phiền não không có niết bàn, trong niết bàn không có phiền não, vậy nên gọi là tướng trạng khác biệt. Nếu là tướng này thì không có tướng kia. Bà Tư Trá nói, cổ đàm, nếu nói rằng cái không vì tướng trạng khác biệt là niết bàn, thì cái không vì tướng trạng khác biệt đó không có thường lạc ngã tịnh. Vì sao cổ đàm nói rằng niết bàn là thường lạc ngã tịnh? Phật dạy, thiện nam tử, cứ theo lời ông nói, thì trong cái không vì tướng trạng khác biệt đó có đủ ba trường hợp không? Bỏ ngựa đó trước kia vốn không rồi, sau mới có, đó là trường hợp không trước khi xuất hiện, đã có rồi, về sau diệt mất trở lại thành không, đó là trường hợp không vì dứt mất, còn trường hợp không vì tướng trạng khác biệt thì như ông vừa nói. Thiện nam tử, ba trường hợp không ấy đều không có trong niết bàn, cho nên niết bàn là thường lạc ngã tịnh, như bệnh ở thế gian, một là bệnh nhiệt, hai là bệnh thời khí, ba là bệnh hàn, ba loại bệnh này có ba loại thuốc trị, bơ làm từ sữa trị được bệnh nhiệt, dầu gió trị được bệnh thời khí, mật ngọt trị được bệnh hàn. Ba loại thuốc ấy có thể trị được ba loại bệnh hại người. Thiện nam tử, trong bệnh nhiệt không có bơ, trong bơ không có bệnh nhiệt, trong bệnh phong không có dầu gió, trong dầu gió không có bệnh phong, cho đến trong mật ngọt không có bệnh hàn, trong bệnh hàn không có mật ngọt. Vì thế nên các loại thuốc này mới có thể trị bệnh. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, có ba loại bệnh là tham, sân và si. Ba loại bệnh này có ba loại thuốc trị. Pháp quán bất tịnh là thuốc trị bệnh tham, pháp quán từ bi là thuốc trị bệnh sân, trí tuệ khởi sanh từ pháp quán nhân duyên là thuốc trị bệnh si. Thiện nam tử, vì muốn trừ tham nên thực hành pháp quán không tham, vì muốn trừ sân nên thực hành pháp quán không sân, vì muốn trừ si nên thực hành pháp quán không si. Trong ba loại bệnh ấy không có ba thứ thuốc, trong ba thứ thuốc ấy không có ba loại bệnh. Thiện nam tử, vì trong ba loại bệnh không có ba thứ thuốc nên đó là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Vì trong ba thứ thuốc không có ba loại bệnh nên có thể gọi là thường lạc ngã tịnh. Bà Tư Trá liền thưa hỏi, Thế Tôn, Như Lai vì tôi nói lẽ thường và vô thường, thế nào là thường, thế nào là vô thường? Phật dạy, thiện nam tử, sắc là vô thường, giải thoát ra khỏi sắc là thường, cho đến thức là vô thường, giải thoát ra khỏi thức là thường. Thiện nam tử, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể quan sát từ sắc cho đến thức đều là vô thường, nên biết rằng người ấy đã đạt được pháp thường. Bà Tư Trá bạch rằng, Thế Tôn, nay con đã rõ biết về pháp thường và pháp vô thường. Phật hỏi, thiện nam tử, ông rõ biết pháp thường và pháp vô thường như thế nào? Bà Tư Trá thưa, bạch Thế Tôn, nay con biết rằng hình sắc của con đây là vô thường, đạt được sự giải thoát ra khỏi sắc là thường, từ sắc cho đến thức cũng đều như vậy. Phật dạy, thiện nam tử, lành thay, nay ông đã trả được món nợ mang thân này. Đức Phật quay sang bảo Kiều Trần Như, ông Bà Tư Trá đã chứng quả A-la-hán, hãy đưa cho ông ấy bộ y ba tấm và bình bát khất thực. Bấy giờ Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, trao đủ y bát. Thọ lãnh y bát rồi, Bà Tư Trá liền nói, Đại Đức Kiều Trần Như, nay tôi nhân nơi cái thân xấu ác này mà đạt được quả báo tốt lành. Cảm phiền Đại Đức thay tôi đến chỗ Thế Tôn thưa rõ tấm lòng tôi. Trước đây tôi là kẻ xấu ác xúc phạm Như Lai, dám gọi chồng Phật bằng họ Cổ Đàm. Nguyện Đại Đức thay tôi sám hối tội ấy. Nay tôi không thể ở lâu trong thân độc hại này, sẽ vào Niết Bàn. Bấy giờ Kiều Trần Như liền đến trước Phật bạch rằng, Thế Tôn, tỳ kheo Bà Tư Trá sanh lòng hổ thẹn, tự nói rằng mình đã ngu si dại dột xúc phạm Như Lai, dám gọi chồng Phật bằng họ Cổ Đàm. Ông ấy không thể ở lâu trong thân độc hại, nên muốn xả thân nhờ con thay mặt sám hối. Phật dạy Kiều Trần Như, tỳ kheo Bà Tư Trá đã thành tựu căn lành trước vô lượng chư Phật quá khứ, nay ông ấy vâng nhận lời ta sống theo đúng pháp. Nhờ sống theo đúng pháp nên đạt được chánh quả, các ông nên cúng dường nhục thân vị ấy. Lúc ấy nghe lời Phật dạy, Kiều Trần Như trở lại nơi tỳ kheo Bà Tư Trá, xả bỏ xác thân, thiết lễ, cúng dường.
Bấy giờ khi xác thân đang được hỏa thiêu thì kheo bà Tư Trá liền hóa hiện đủ mọi phép thần thông. Những kẻ ngoại đạo thấy việc ấy rồi liền lớn tiếng nói rằng bà Tư Trá đã đạt được chú thuật của Sa Môn Cổ Đàm, không bao lâu nữa ông này sẽ thắng được Sa Môn Cổ Đàm kia. Bấy giờ trong chúng ngoại đạo có một phạm trí tên là Tiên Ni lên tiếng hỏi rằng Cổ Đàm có thật ngã chăng? Đức Như Lai lặng thinh, phạm trí Tiên Ni lại hỏi Cổ Đàm thật không có ngã chăng? Đức Như Lai vẫn lặng thinh, phạm trí Tiên Ni lại hỏi đến lần thứ nhì, thứ ba như vậy, Đức Như Lai vẫn lặng thinh không đáp. Phạm trí Tiên Ni liền nói, Cổ Đàm nếu tất cả chúng sanh đều có ngã, thì cái ngã ấy phải bao trùm khắp mọi nơi, là do một đấng sáng tạo làm ra. Vì cớ gì Cổ Đàm không nói như thế mà lặng thinh chẳng đáp? Đức Phật hỏi, Tiên Ni, ông nói cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi, có phải vậy chăng? Phạm trí Tiên Ni đáp, Cổ Đàm chẳng riêng gì tôi, tất cả những người có trí đều nói như vậy. Phật dạy, thiện nam tử, nếu cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi, thì lẽ ra phải cùng lúc thọ nhận quả báo trong năm cảnh giới. Nếu là cùng lúc thọ nhận quả báo trong năm cảnh giới, vì nhân duyên gì những phạm trí các ông tránh không tạo ác để khỏi vào địa ngục và tu tập các pháp lành để được thân cõi trời? Tiên Ni nói, Cổ Đàm, trong pháp của chúng tôi có hai loại ngã, một là cái ngã trong thân tạo tác, hai là cái ngã trong thân thượng tồn. Vì cái ngã trong thân tạo tác nên phải lìa xa pháp xấu ác để không vào địa ngục và tu các pháp lành để sanh lên cõi trời. Phật dạy, thiện nam tử, theo như ông vừa nói thì cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi. Như vậy nếu nói cái ngã ấy ở trong thân tạo tác thì nên biết rằng nó là vô thường. Còn nếu nó không ở trong thân tạo tác thì sao có thể nói là bao trùm khắp? Tiên Ni nói, Cổ Đàm, theo lập luận về ngã của chúng tôi thì cái ngã ấy cũng ở trong thân tạo tác mà cũng là pháp thường. Cổ Đàm, ví như có người gây ra hỏa hoạn, khi nhà cháy thì chủ nhà đã thoát ra khỏi. Vậy không thể nói rằng nhà bị cháy thì ông chủ cũng chết cháy. Giáo pháp về ngã của chúng tôi cũng vậy. Thân tạo tác này tuy là vô thường, nhưng khi vô thường xảy đến thì cái ngã trong thân đã thoát ra khỏi. Vì thế cái ngã theo chúng tôi là bao trùm khắp cũng là thường còn. Phật dạy, thiện nam tử, như lời ông vừa nói, cái ngã là bao trùm khắp cũng là thường còn, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Sự trùm khắp có hai loại, hoặc là thường hoặc là vô thường, lại có hai loại, hoặc là hình sắc hoặc là không hình sắc. Cho nên nếu nói đến tất cả mọi sự hiện hữu trong thì trong đó là thường cũng là vô thường, là hình sắc cũng là không hình sắc. Nếu nói chủ nhà đã thoát ra khỏi căn nhà bị cháy nên không gọi là vô thường, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nhà không phải chủ, chủ không phải nhà. Cái bị cháy và người ra khỏi đám cháy là hai thực thể khác nhau, cho nên mới thoát ra được như vậy. Về cái ngã thì không phải như thế. Vì sao vậy? Vì cái ngã mà cái mà các ông nói đó, tức là hình sắc tức là ngã, ngã tức là không hình sắc tức là ngã. Sao lại nói rằng trong khi hình sắc là vô thường thì cái ngã đã thoát ra khỏi? Thiện nam tử, nếu ông cho rằng tất cả chúng sanh đều cùng chung một cái ngã, như vậy là trái ngược với cả pháp thế gian và xuất thế gian. Vì sao vậy? Pháp thế gian có những tên gọi phân biệt như cha, mẹ, con trai, con gái. Nếu cái ngã là một thì cha tức là con trai tức là cha, mẹ tức là con gái tức là mẹ, kẻ oán tức là người thân tức là kẻ oán, cái này tức là cái kia tức là cái này, không còn có sự phân biệt. Cho nên nếu nói tất cả chúng sanh cùng chung một cái ngã, tức là trái ngược với cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tiên Ni liền nói, tôi không nói tất cả chúng sanh cùng chung một cái ngã, mà nói là mỗi người có riêng một cái ngã. Phật dạy, thiện nam tử, nếu nói mỗi người có riêng một cái ngã, tức là có nhiều cái ngã, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Như trước đây ông đã nói, cái ngã bao trùm khắp. Nếu cái ngã là bao trùm khắp, thì cội gốc nghiệp quả của tất cả chúng sanh đáng lẽ phải đồng như nhau. Khi chư thiên nhìn thấy điều gì thì Phật cũng thấy như vậy. Khi chư thiên tạo tác việc gì thì Phật cũng tạo tác như vậy. Khi chư thiên nghe được điều gì thì Phật cũng nghe được như vậy. Tất cả các pháp cũng đều như thế. Nếu chỗ chư thiên thấy không phải chỗ Phật thấy thì không nên nói rằng cái ngã bao trùm khắp mọi nơi. Nếu cái ngã không bao trùm khắp thì đó là vô thường. Tiên Ni nói, Cổ Đàm, cái ngã của tất cả chúng sanh tuy bao trùm khắp mọi nơi nhưng pháp và phi pháp không trùm khắp. Vì nghĩa ấy nên Phật tạo tác khác, chư thiên tạo tác khác. Do đó Cổ Đàm không nên nói rằng khi Phật thấy điều gì thì chư thiên lẽ ra cũng thấy như vậy, khi Phật nghe điều gì thì chư thiên lẽ ra cũng nghe như vậy. Phật hỏi, thiện nam tử, pháp và phi pháp chẳng phải do nghiệp tạo thành đó sao? Tiên Ni đáp, Cổ Đàm, đúng là do nghiệp tạo thành.
Phật dạy, thiện nam tử, nếu pháp và phi pháp đều do nghiệp tạo thành, tức là đồng một pháp như nhau, sao lại nói là khác nhau? Vì sao vậy? Trong chỗ đã thành nghiệp của Phật có cái ngã được làm chư thiên, trong chỗ đã thành nghiệp của chư thiên có cái ngã được làm Phật. Vì thế thì Phật tạo tác điều gì thì chư thiên cũng tạo tác như vậy, pháp và phi pháp lẽ ra cũng phải như vậy. Thiện nam tử, cho nên đối với tất cả chúng sanh, nếu pháp và phi pháp là như vậy thì chỗ nhận lãnh quả báo lẽ ra không khác biệt nhau. Thiện nam tử, từ nơi hạt giống mà sanh ra quả, hạt giống ấy không hề suy xét phân biệt, ta sẽ tạo thành quả cho hàng bà la môn thôi, không tạo thành quả cho những giai cấp sát lợi, tỳ xá, thủ đà. Vì sao vậy? Từ nơi hạt giống mà sanh ra quả không hề có ngăn ngại gì, bởi sự phân biệt bốn giai cấp như thế, pháp và phi pháp cũng giống như vậy. Không thể phân biệt rằng ta sẽ tạo thành quả đối với Phật mà thôi, không tạo thành quả đối với chư thiên, hoặc tạo thành quả đối với chư thiên mà thôi, không tạo thành quả đối với Phật. Vì sao vậy? Vì nghiệp quả là bình đẳng. Tiền Lỷ nói, Cổ Đàm, ví như trong một căn phòng có trăm ngàn ngọn đèn, tùy tìm đèn khác nhau mà ánh sáng đều như nhau. Tìm đèn khác nhau là ví như pháp và phi pháp, ánh sáng như nhau là ví như cái ngã của tất cả chúng sanh. Phật dạy, thiện nam tử, ông dùng ánh sáng đèn để ví với cái ngã của tất cả chúng sanh, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Căn phòng với ngọn đèn là hai thực thể khác nhau. Ánh sáng của đèn vừa là ở nơi tìm đèn mà cũng là chiếu khắp căn phòng. Cái ngã mà ông nói đó, nếu cũng giống như vậy thì ở cả hai bên pháp và phi pháp lẽ ra đều có ngã. Và trong cái ngã lẽ ra cũng có cả pháp và phi pháp. Nếu pháp và phi pháp không cùng có ngã thì không thể nói rằng bao trùm khắp mọi nơi. Còn nếu cả hai đều có ngã, làm sao có thể dùng tim đèn với ánh sáng ngọn đèn để làm ví dụ? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng tim đèn và ánh sáng quả thật khác nhau, vậy do nhân duyên gì khi tim đèn kêu cao thì ánh sáng mạnh, khi tim đèn khô kiệt thì ánh sáng mất đi? Vì vậy không nên đem pháp và phi pháp mà nói mà ví với đèn và tim đèn. Việc tìm đèn có ánh sáng như nhau mà ví với cái ngã của tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Pháp, phi pháp và ngã, cả ba thứ ấy chỉ là một thôi. Tiền Đi nói, Cổ Đàm, ngài dẫn ra ví dụ ngọn đèn, việc đó thật là không tốt. Vì sao vậy? Nếu ví dụ ngọn đèn là ví dụ hay, thì cũng là do tôi đã dẫn ra trước rồi. Nếu là ví dụ không hay, sao ngài còn lặp lại? Phật dạy, thiện nam tử, ta đưa ra ví dụ đó hoàn toàn không lưu tâm đến việc nó là hay hay không hay. Việc ví dụ ấy là hay hoặc không hay, chỉ do nơi ý của ông nói ra đó thôi. Trong ví dụ ấy, ta cũng nêu rõ rằng có ánh sáng chiếu ra xa tim đèn, nhưng cũng có ánh sáng ở ngay tại tim đèn. Vì tâm ông không bình đẳng nên mới nói rằng đèn và tim đèn, ví với pháp và phi pháp, ánh sáng ví với cái ngã. Vì thế, ta mới vặn hỏi ông về lẽ, ngay nơi tim đèn có ánh sáng, rời xa tim đèn cũng có ánh sáng. Pháp tức là ngã tức là pháp. Phi pháp tức là ngã tức là phi pháp, cũng như tim đèn với ánh sáng vốn không phải hai thực thể khác biệt. Tại sao nay ông chỉ nhận biết một bên, không nhận một bên? Vì thế, ví dụ như vậy là không tốt đối với lập luận phía ông. Đến nay ta mới quay lại dùng chính cái ví dụ ấy để dạy bảo ông. Thiện nam tử, ví dụ ông đưa ra như vậy là không thành ví dụ. Vì không thành ví dụ nên đối với lập luận phía ta là tốt, mà đối với lập luận phía ông là không tốt. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng đối với tôi không tốt, đối với ông cũng phải không tốt, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Hãy nhìn như việc của người thế gian, có khi tự dùng sức mình làm hại mình, có khi mình làm ra mà kẻ khác dùng lấy. Ví như ông đưa ra cũng giống như vậy. Đối với ta là tốt mà đối với ông là không tốt. Tiên Ni Cổ Đàm. Tiên Ni nói, Cổ Đàm, ngài vừa trách tôi có tâm không bình đẳng, nay lời ngài nói ra cũng không bình đẳng. Vì sao vậy? Này Cổ Đàm, nhận lấy việc tốt về mình, việc không tốt về tôi, từ đó suy ra thật không bình đẳng. Phật dạy, thiện nam tử, sự không bình đẳng của ta có thể phá trừ sự không bình đẳng của ông, nhờ đó nên ông được bình đẳng. Vậy sự không bình đẳng của ta là tốt, sự không bình đẳng của ta phá trừ sự không bình đẳng của ông, giúp ông được bình đẳng, như vậy cũng tức là ta bình đẳng. Vì sao vậy? Vì được sự bình đẳng không khác các bậc thánh nhân. Tiền Ni nói, Cổ Đàm, cái ngã thường còn nên là bình đẳng, sao ngài lại nói là phá trừ sự không bình đẳng của tôi? Tất cả chúng sanh đều có ngã bình đẳng như nhau, sao ngài lại nói tôi là không bình đẳng? Phật dạy, thiện nam tử, ông cũng có nói việc sẽ thọ thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sẽ thọ thân cõi người cõi trời. Nếu cái ngã trước đã là trùm khắp năm cảnh giới, vì sao lại nói là sẽ thọ thân trong các cảnh giới khác nhau ấy? Ông cũng nói rằng cha mẹ hợp nhau rồi mới sanh con.
Nếu đứa con vốn đã có trước, sao lại nói rằng hợp nhau rồi mới có? Cho nên một người có thể thọ thân ở trong năm cảnh giới, ở một trong năm cảnh giới. Nếu năm cảnh giới ấy trước vốn đã có thân, vậy do nhân duyên gì phải vì sự thọ thân mà tạo nghiệp lành trái nghiệp ác? Cho nên ta nói là không bình đẳng. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu ngã tạo tác, vì nhân duyên gì tự nó tạo tác sự khổ, vốn là điều mà nó không ưa muốn. Nhưng nay chúng sanh thật có chịu khổ, nên biết rằng ngã không phải là chủ thể tạo tác các nghiệp. Nếu nói sự khổ này chẳng phải do ngã tạo tác, vì sự khổ không do nhân sanh ra, thì tất cả các pháp lẽ ra cũng đều như vậy, đều không do nhân sanh ra. Vậy nhân duyên gì lại nói rằng tất cả các pháp là do ngã tạo tác? Thiện nam tử, sự khổ vui của chúng sanh quả thật là do nhân duyên sanh ra. Sự khổ vui ấy có thể gây ra lo lắng hay vui mừng. Đang khi lo lắng không có vui mừng, đang khi vui mừng không có lo lắng. Khi thì lo, khi thì mừng, người có trí làm sao lại nói như vậy là thường? Thiện nam tử, ông nói ngã là thường còn. Nếu nói là thường, vì sao nói rằng có 10 thời kỳ phát triển khác nhau? Nếu ngã là pháp thường, lẽ ra không có từ thời kỳ tượng hình trong bào thai cho tới thời kỳ giả suy, như hư không kia là pháp thường, dù là một thời kỳ cũng còn không có, huống chi lại có đến 10 thời kỳ phát triển khác nhau. Thiện nam tử, cái ngã đó không phải là thời kỳ tượng hình trong thai, cho đến cũng không phải là thời kỳ giả suy, vì sao nói rằng có 10 thời kỳ khác nhau? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, thì ngã ấy cũng có lúc thạnh lúc suy, vì chúng sanh cũng có lúc thạnh lúc suy, nếu ngã là như vậy, sao lại là thường? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, vì sao một người có sự nhanh nhạy với việc này, chậm lụt với việc kia? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, ngã ấy có thể tạo tác nghiệp của thân, nghiệp của miệng. Nếu nghiệp của thân và nghiệp của miệng là do ngã tạo tác, tại sao miệng lại nói rằng có ngã chăng, không có ngã chăng? Vì sao tự cái ngã ấy lại sẽ nghi ngờ chính nó là có hay không có? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng lìa khỏi con mắt mà có sự thấy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu lìa con mắt mà có sự thấy nào khác thì đâu cần đến con mắt này, cho đến sự xúc chạm của thân cũng vậy. Nếu ý ông cho rằng tùy cái ngã có thể thấy nhưng phải nhân nơi con mắt, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Như có người nói rằng hoa tu man na có thể đốt cháy xóm làng, rồi giải thích rằng làm thế nào có thể đốt cháy là nhân nơi lửa mà có thể đốt cháy. Lập luận của ông về sự thấy của cái ngã cũng vô lý như vậy. Tiền Nì nói, cổ đàm như người cầm liềm có thể cắt cỏ, cái ngã nhân nơi năm giác quan là mắt tai mà có thể thấy nghe cho tới xúc chạm cũng giống như vậy. Phật dạy, thiện nam tử, cái liềm với người cầm liềm là hai thực thể khác nhau, nên khi người cầm liềm thì có thể làm được việc cắt cỏ, còn như lìa khỏi các căn thì hoàn toàn không riêng có cái ngã nào khác. Vậy sao có thể nói rằng cái ngã nhân nơi các căn mà làm được những việc thấy nghe? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng nhờ cầm liềm mà có thể cắt cỏ, cái ngã cũng giống như thế. Vậy cái ngã đó có tay hay là không tay? Nếu là có tay, sao chẳng tự cầm lấy? Nếu là không có tay, sao lại nói rằng ngã là chủ thể tạo tác tất cả? Thiện nam tử, công năng cắt được cỏ là ở nơi cái liềm, không ở nơi ngã, không ở nơi người cắt. Nếu cái ngã hay người cắt có thể cắt được cỏ, sao phải nhờ đến cái liềm? Thiện nam tử, người cắt cỏ có hai hành vi, một là vơ nắm lấy cỏ, hai là cầm liềm cắt. Cái liềm chỉ có duy nhất một công năng là cắt được mà thôi. Chúng sanh tiếp xúc với các pháp cũng giống như vậy. Việc con mắt có thể thấy được hình sắc là do sự hòa hợp các điều kiện mà sanh ra. Nếu là do nhân duyên hòa hợp mà có sự thấy, người có trí sao lại nói rằng trong sự thấy đó có ngã? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng cái thân tạo tác, cái ngã thọ nhận, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Vì trong thế gian không có việc chư thiên tạo nghiệp mà Phật thọ quả. Nếu nói rằng chẳng phải do thân tạo tác, cái ngã cũng không do nhân đã tạo mà thọ quả báo. Vì sao hàng phạm trí các ông lại do nơi nhân duyên để cầu sự giải thoát? Như thân này của ông, nếu trước không do nhân duyên sanh ra, thì sau khi đạt được giải thoát rồi, lẽ ra cũng không do nhân duyên mà sanh thân. Giống như thân, tất cả phiền não lẽ ra cũng đều như vậy. Tiền Ni nói, cổ đàm có hai loại ngã, một là cái ngã có nhận biết, hai là cái ngã không nhận biết. Cái ngã không nhận biết có thể nhận được thân, cái ngã có nhận biết có thể lìa bỏ thân, cũng như cái bình bằng đất sét nặn ra chưa nung, sau khi nung rồi thì mất đi màu sắc trước đó, màu sắc ấy cũng chẳng bao giờ sanh ra trở lại. Phiền não của người trí cũng giống như vậy, đã dứt trừ rồi thì chẳng bao giờ sanh ra trở lại.
Phật dạy thiện nam tử, ông nói về nhận biết đó, đó là trí nhận biết hay ngã nhận biết? Nếu trí có thể nhận biết, sao ông lại nói cái ngã nhận biết? Nếu cái ngã có thể nhận biết, sao rốt cùng lại phải cần dùng đến phương tiện là trí? Nếu ý ông cho rằng cái ngã nhân ở trí mà nhận biết thì cũng vô lý, như ví dụ hoa tù màn nà đốt cháy xóm làng đã bị bác bỏ. Thiện nam tử, ví như cây gai nhọn, bản tánh của nó là có thể đâm, không thể nói là thân cây cầm gai đâm. Trí cũng giống như vậy, bản tánh của trí tự có thể nhận biết, sao lại nói rằng cái ngã sử dụng trí để biết? Thiện nam tử, theo giáo pháp của các ông, khi ngã đạt được giải thoát, đó là cái ngã không nhận biết được giải thoát hay cái ngã có nhận biết được giải thoát? Nếu cái ngã không nhận biết được giải thoát thì nên biết rằng vẫn còn đầy đủ phiền não. Nếu là cái ngã có nhận biết được giải thoát thì nên biết rằng đã sẵn có năm tỉnh thức và các căn. Vì sao vậy? Vì lìa ngoài các căn không riêng có sự biết nào khác nữa. Nếu có đủ các căn sao có thể gọi là giải thoát? Còn nếu nói rằng tánh của cái ngã này là thanh tịnh, lìa khỏi năm căn, vì sao lại nói là cái ngã trùng khắp năm cảnh giới đều có? Lại do nhân duyên gì mà vì sự giải thoát nên tu tập các pháp lành? Thiện nam tử, ví như có người muốn nhổ gai trong hư không, thật là làm chuyện vô lý, vì làm gì có gai để nhổ, ông cũng giống như vậy. Nếu cái ngã là thanh tịnh, vì sao lại nói đến việc dứt trừ phiền não? Nếu ý ông cho rằng không do nơi nhân duyên mà đạt được giải thoát, vì sao tất cả chúng sanh không được giải thoát? Tiên Ni nói, cổ đàm, nếu là không có ngã thì chủ thể nào có thể nhớ lại những chuyện đã qua? Phật hỏi, Tiên Ni, nếu là có ngã, do duyên cớ gì người ta lại cũng có lúc quên đi chuyện cũ? Thiện nam tử, nếu khả năng nhớ lại đó là ngã, vậy do nhân duyên gì người ta lại nhớ lại những điều xấu ác, lại có khi nhớ những việc không muốn nhớ, có khi không nhớ được những việc muốn nhớ? Tiên Ni lại nói, cổ đàm, nếu là không có ngã thì chủ thể nào nhìn thấy, nghe biết? Phật dạy, thiện nam tử, trong có sáu căn, ngoài có sáu trần, trong ngoài hòa hợp sanh ra sáu loại thức. Sáu thức ấy do nhân duyên của mỗi thức mà có tên gọi khác nhau. Thiện nam tử, ví như lửa chỉ có một loại, nhưng khi đốt củi gọi là lửa củi, khi đốt cỏ khô gọi là lửa cỏ khô, khi đốt trấu gọi là lửa trấu, khi đốt phân bò khô gọi là lửa phân bò. Ý thức của chúng sanh cũng vậy, nhận đầy các yếu tố, con mắt, hình sắc, ánh sáng và ý muốn thấy nên gọi là nhãn thức. Thiện nam tử, nhãn thức ấy không ở nơi con mắt, cho đến cũng không ở nơi ý muốn thấy. Do cả bốn yếu tố hòa hợp nói trên mới sanh ra nhãn thức, cho đến ý thức lại cũng như vậy. Nếu là do nhân duyên hòa hợp sanh ra, thì người trí không nên nói rằng sự thấy là ngã, cho đến sự xúc chạm là ngã. Thiện nam tử, cho nên ta nói rằng từ nhãn thức cho đến ý thức, tất cả các pháp thể đều như huyễn hóa. Vì sao là như huyễn hóa? Vì trước vốn không mà nay thành có, đã có rồi trở lại thành không. Thiện nam tử, ví như dùng bơ, bột, đường, gừng, tiêu, tất bạt, bồ đào, hồ đào, thạch lựu, tùy tử, các thứ ấy hòa hợp gọi là hoàn thuốc hoàn hỷ. Liệu khỏi sự hòa hợp ấy không có hoàn thuốc hoàn hỷ, sáu căn bên trong hòa hợp với sáu trần bên ngoài, đó gọi là chúng sanh, là tự ngã, là người khác, là thần thức. Liệu khỏi sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài thì không hề riêng có những thực thể được gọi là chúng sanh, tự ngã, người khác, thần thức đó. Tiên Ni nói, cổ đàm, nếu không có ngã, vì sao lại nói tôi thấy, tôi nghe, tôi khổ, tôi vui, tôi lo, tôi mừng? Phật dạy, thiện nam tử, nếu do những câu nói tôi thấy, tôi nghe mà cho là có ngã, vậy duyên cớ gì người thế gian cũng nói tội lỗi ông đã làm không phải chỗ thấy, nghe của tôi? Thiện nam tử, ví như bốn binh chủng hợp lại thành quân đội. Bốn binh chủng ấy tuy không phải một, nhưng cũng gồm chung mà nói rằng quân ta mạnh mẽ, quân ta thắng địch. Chỗ tạo thành do sự hòa hợp của sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài cũng giống như vậy. Tuy không phải là một thể, nhưng cũng có thể rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi khổ, tôi vui, tôi lo, tôi mừng. Tiên Ni nói, cổ đàm, theo như ngài vừa nói, sáu căn bên trong hợp với sáu trần bên ngoài gọi đó là ngã. Vậy chủ thể nào phát ra âm thanh lời nói rằng tôi làm, tôi chịu? Phật dạy, Tiên Ni, do nhân duyên là vô minh tham ái sanh ra nghiệp, do nghiệp sanh ra sự hiện hữu, do sự hiện hữu mà sanh ra vô số các trạng thái của tâm, tức là tâm sở, do các tâm sở sanh ra đủ mọi suy niệm vọng tưởng, do những suy niệm vọng tưởng này làm chuyển động luồng khí trong người. Khí chuyển động tùy theo tâm mà xúc chạm đến cổ họng, lưỡi, răng, môi, tạo thành âm thanh tương ứng. Do chúng sanh có tư tưởng điên đảo,
khi nghe âm thanh phát ra liền nói rằng đó là những tiếng tôi làm, tôi chịu, tôi thấy, tôi nghe. Thiện nam tử như cái chuông nhỏ gắn trên đầu ngọn cờ, do nhân duyên là gió mà phát ra âm thanh. Khi gió mạnh thì âm thanh lớn, gió nhẹ thì âm thanh nhỏ, thật không có ai làm ra âm thanh ấy. Thiện nam tử ví như sắt đang nóng đỏ cho vào nước liền phát ra nhiều loại âm thanh, các âm thanh ấy thật không có ai làm ra cả. Thiện nam tử, phàm phu không thể suy xét phân biệt như vậy, nên nói rằng có ta và vật của ta, rằng có bản ngã tạo tác, có bản ngã nhận chịu. Tiền ni liền thưa hỏi, như cổ đàm nói không có cái ta và vật của ta, vậy duyên cớ gì ngài lại nói có thường lạc ngã tịnh? Phật dạy thiện nam tử, ta cũng không nói rằng sáu căn bên trong, sáu trần bên ngoài và sáu thức là thường lạc ngã tịnh, nhưng ta thuyết dạy rằng trừ dứt sáu thức do sáu căn trong hợp với sáu trần ngoài sanh ra, đó gọi là thường. Vì là thường nên gọi là ngã, có thường có ngã nên gọi là lạc, vì là thường ngã lạc nên gọi là tịnh. Thiện nam tử, chúng sanh chán bỏ sự khổ, dứt trừ nguyên nhân của sự khổ ấy, tùy ý lìa xa, đó gọi là vô ngã. Vì nhân duyên ấy, này ta thuyết dạy sự chân thật về thường lạc ngã tịnh. Tiện ni nói, bạch Thế Tôn, nguyện đức đại từ vì con thuyết dạy, này con phải làm thế nào để đạt được những sự thường lạc ngã tịnh như thế? Phật dạy, thiện nam tử, tất cả người thế gian từ xưa vốn đã luôn có đủ sự kiêu mạn rất lớn, thường làm tăng trưởng sự kiêu mạn ấy, lại cũng tạo ra những nguyên nhân của kiêu mạn, những nghiệp kiêu mạn, vì thế mà ngày nay phải thọ nhận quả báo kiêu mạn, không thể lìa xa tất cả phiền não để đạt được thường lạc ngã tịnh. Cho nên chúng sanh muốn lìa xa tất cả phiền não thì trước hết phải thường lìa xa sự kiêu mạn. Tiên ni bạch Phật, bạch Thế Tôn, quả đúng vậy, đúng vậy. Lời Phật dạy không sai, còn trước đây thật có nhiều kiêu mạn, do nhân duyên kiêu mạn, nên mới dám gọi chồng Đức Như Lai bằng họ Cổ Đàm. Này còn đã lìa bỏ sự kiêu mạn rất lớn ấy, nên mới thành tâm thưa thỉnh, cầu nghe chánh pháp, nguyện Đức Như Lai dạy bảo cho phải làm thế nào để đạt được thường lạc ngã tịnh. Phật dạy, thiện nam tử, hãy lắng nghe cho kỹ, nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt, giảng nói. Thiện nam tử, nếu có thể nhận thức rằng tất cả pháp đều là không phải ta, không phải người khác, không phải chúng sanh, liền lìa xa tất cả các pháp ấy. Tiên ni thưa, bạch Thế Tôn, con đã rõ biết đạt được cách nhìn theo chánh pháp. Phật hỏi, thiện nam tử, vì sao ông nói là đã rõ biết đạt được cách nhìn theo chánh pháp? Tiên ni thưa, bạch Thế Tôn, cái gọi là xác đó không phải ta, không phải người khác, không phải chúng sanh, cho đến thức cũng là như vậy, còn quán xét như vậy nên đạt được cách nhìn theo chánh pháp. Bạch Thế Tôn, này con rất muốn xuất gia tu đạo, xin Phật chấp thuận. Phật dạy, lành thay đó tỳ kheo. Lời Phật vừa dứt, tiên ni tức thời được chọn đủ phạm hạnh thanh tịnh, chứng được thánh quả A La Hán. Trong chúng ngoại đạo lại có một phạm trí họ Ca Diếp lên tiếng hỏi rằng: Cổ Đàm, thân này tức là mạng sống hay thân với mạng sống là khác nhau? Đức Như Lai lặng thinh, phạm trí lại hỏi đến lần thứ hai, thứ ba, Phật vẫn lặng thinh. Phạm trí Ca Diếp liền nói: Cổ Đàm, như khi một người đã bỏ thân đời này chưa được thân đời sau, trong khoảng trung gian ấy chẳng phải thân và mạng sống là khác nhau hay sao? Nếu là khác nhau, vì sao Cổ Đàm không nói là khác nhau mà lặng thinh chẳng đáp? Phật nói: Thiện nam tử, ta có dạy rằng thân và mạng sống đều do nhân duyên, chẳng phải không do nhân duyên. Lại cũng giống như thân và mạng sống, tất cả các pháp đều do nhân duyên như vậy. Phạm trí lại nói: Cổ Đàm, tôi thấy ở thế gian có những pháp không do nhân duyên. Phật hỏi: Phạm trí, ông thấy như thế nào mà nói rằng thế gian có những pháp không do nhân duyên? Phạm trí đáp: Tôi thấy lửa mạnh thiêu trái cây cối núi rừng, gió thổi những tảng lửa bay rơi xuống chỗ khác, đó chẳng phải là không do nhân duyên sao? Phật dạy: Thiện nam tử, ta nói lửa ấy cũng do nhân mà sanh, chẳng phải không do nhân. Phạm trí nói: Cổ Đàm, những tảng lửa khi bay đi không do nơi than củi, sao lại nói rằng do nơi nhân duyên? Phật dạy: Thiện nam tử, tuy không có than củi, nhưng là nhân nơi gió mà bay đi, do nhân duyên là gió nên tảng lửa từ đám lửa bay ra không dứt. Phạm trí hỏi: Cổ Đàm, như có một người đã bỏ thân đời này chưa được thân đời sau, vậy mạng sống của người này trong khoảng trung gian ấy lấy gì làm nhân duyên? Phật dạy: Phạm trí, vô minh và tham ái là nhân duyên, do nhân duyên là vô minh và tham ái nên mạng sống được duy trì. Thiện nam tử, có khi do nhân duyên nên thân tức là mạng sống tức là thân, có khi do nhân duyên nên thân khác với mạng sống,
Người trí không nên chỉ nói một chiều rằng thân khác với mạng sống. Phạm Trí bạch rằng, Thế Tôn xin Ngài vì tôi phân biệt giảng nói khiến tôi thấu hiểu được rõ ràng về nhân quả. Phật dạy, Phạm Trí, nhân tức là năm ấm, quả cũng là năm ấm. Nếu chúng sanh nào không đốt lửa thì sẽ không thể có khói. Phạm Trí thưa, bạch Thế Tôn, con đã nhận biết được rồi, con đã hiểu rõ được rồi. Phật hỏi, thiện nam tử, ông nhận biết như thế nào, ông hiểu rõ như thế nào? Phạm Trí thưa, bạch Thế Tôn, lửa đó là phiền não có thể thiêu đốt trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, cõi người. Khói đó là quả báo của phiền não vì là vô thường, bất tịnh, xấu xa, nhơ nhớp, đáng chán ghét nên gọi là khói. Nếu chúng sanh nào không gây tạo phiền não, những người ấy quyết sẽ không có quả báo của phiền não. Cho nên Như Lai nói không đốt lửa sẽ không thể có khói. Bạch Thế Tôn, con đã đạt được sự thấy biết chân chánh, nguyện Phật từ bi, thương xót cho phép con xuất gia. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Kiều Trần Như rằng hãy nhận cho Phạm Trí này xuất gia thọ giới. Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, liền hội họp chúng tăng để nhận cho Phạm Trí, họ Ca Diếp xuất gia thọ giới cổ túc. Trải qua 5 ngày, Phạm Trí Ca Diếp liền chứng được thánh quả A-La-Hán. Trong chúng ngoại đạo lại có một Phạm Trí tên là Phú Na lên tiếng hỏi: Cổ Đàm, có phải Ngài thấy thế gian là pháp thường tồn nên nói là thường chăng? Ý nghĩa như vậy là chân thật hay hư dối, là thường hay vô thường, hay cũng là thường cũng là vô thường, hay chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, là có giới hạn hay không giới hạn, hay vừa có giới hạn lại vừa không giới hạn, hay chẳng có giới hạn cũng chẳng phải không giới hạn. Thân này tức là mạng sống, hay thân và mạng sống là khác nhau, sau khi Như Lai diệt độ rồi, là như đi mất hay không như đi mất, hay vừa như đi mất vừa không như đi mất, hay là không phải như đi mất cũng không phải không như đi mất. Phật dạy Phú Na, ta không nói ý nghĩa thế gian thường tồn đó là hư dối hay chân thật, ta cũng không nói thế gian là vô thường hay cũng là thường cũng là vô thường, là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, là có giới hạn hay không giới hạn, là vừa có giới hạn vừa không có giới hạn, là chẳng phải có giới hạn cũng chẳng phải không giới hạn. Hoặc thân này tức là mạng sống, hay thân và mạng sống khác nhau, hoặc Như Lai diệt độ rồi, như đi mất hay chẳng như đi mất, hoặc vừa như đi mất vừa không như đi mất, hoặc không phải như đi mất cũng chẳng phải không như đi mất. Phú Na lại hỏi, Cổ Đàm, này Ngài thấy được những điểm sai trái tai hại nào mà không nói đến những điều như trên? Phật dạy Phú Na, nếu có người nói rằng thế gian là thường tồn rồi cho đó là điều duy nhất chân thật, còn ngoài ra đều là hư dối, đó là định kiến. Do định kiến này nên chỗ mà người ấy thấy biết gọi là kiến hành, gọi là chỗ thấy biết tạo nghiệp, gọi là chỗ thấy biết vướng mắc, gọi là chỗ thấy biết trói buộc, gọi là chỗ thấy biết gây ra sự khổ não, gọi là chỗ thấy biết chấp giữ, gọi là chỗ thấy biết gây ra sự sợ sệt, gọi là chỗ thấy biết nóng nảy, gọi là chỗ thấy biết buộc ràng chẳng chịt. Này Phú Na, kẻ phàm phu bị cái định kiến như thế buộc trói chẳng chịt, không thể liệt ra sanh già bệnh chết, trôi lăn trong xéo nẻo, chịu vô số khổ não. Cho đến cái định kiến rằng sau khi Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất cũng chẳng phải không như đi mất cũng là như vậy. Ngài Phú Na, ta thấy những định kiến ấy có sự sai trái tai hại như thế, nên không vướng mắc vào, cũng không thuyết dạy những điều ấy với người khác. Phú Na lại thưa hỏi, Cổ Đàm, nếu Ngài đã thấy được những sai trái tai hại như vậy, nên không vướng mắc vào, cũng không thuyết giải những điều ấy với người khác. Vậy này Cổ Đàm, thấy biết những gì, vướng mắc những gì, thuyết giải những gì? Phật dạy, thiện nam tử, sự vướng mắc và chỗ thấy biết là pháp sanh tử. Như Lai đã lìa khỏi pháp sanh tử nên không có vướng mắc. Thiện nam tử, Như Lai là bậc có thể thấy biết rõ ràng và có thể thuyết giải, không có sự vướng mắc. Phú Na lại thưa hỏi, Cổ Đàm, thế nào là có thể thấy biết rõ ràng, thế nào là có thể thuyết giải? Phật dạy, thiện nam tử, ta có thể thấy rõ các sự thật là khổ, nguyên nhân của khổ, tức là tập, sự dứt trừ hoàn toàn các nguyên nhân của khổ, tức là diệt, và con đường dẫn đến sự diệt khổ, tức là đạo, có thể phân biệt thuyết giảng về bốn chân lý ấy. Ta thấy rõ như vậy nên có thể lìa ra hết thảy mọi kiến chấp, hết thảy mọi tham ái, hết thảy mọi sự lưu chuyển trong sanh tử, hết thảy mọi sự kiêu mạn. Vì thế ta có đủ phạm hạnh thanh tịnh, sự vắng lặng an tĩnh không gì hơn được, và đạt được pháp thân thường tồn. Pháp thân này cũng không thuộc về các phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Phú Na lại hỏi, thưa Cổ Đàm, do nhân duyên gì mà pháp thân thường tồn đó không thuộc về các phương hướng Đông Tây Nam Bắc? Phật dạy, thiện nam tử, nay ta sẽ hỏi ông cứ tùy ý mà trả lời. Này thiện nam tử,
Ý ông nghĩ sao nếu trước mặt ông đốt lên một đống lửa lớn khi lửa đang cháy? Ông có biết là cháy hay không? Phố Na đáp, thưa cổ đàm, có biết như vậy. Phật hỏi, khi lửa ấy tắt, ông có biết là tắt hay không? Phố Na đáp, thưa cổ đàm, có biết như vậy. Phật hỏi, nếu có người hỏi ông rằng đống lửa trước mặt ông đó khi đốt lên thì lửa từ đâu đến? Khi tắt rồi thì lửa đi về đâu? Ông sẽ đáp thế nào? Phú Na đáp, thưa cổ đàm, tôi sẽ đáp rằng lửa ấy khi sanh ra là dựa vào các duyên hòa hợp. Khi các duyên trước đó đã hết, các duyên mới chưa đến thì lửa phải tắt. Phật nói, nếu lại hỏi sau khi tắt lửa đi về phương nào thì ông đáp thế nào? Phú Na đáp, thưa cổ đàm, tôi sẽ đáp rằng lửa ấy vì hết duyên nên phải tắt, chẳng đi đến phương nào cả. Phật dạy, thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Nếu có sắc vô thường cho đến thức vô thường, đó là nhân nơi tham ái mà cháy. Nói cháy đó tức là sự thọ thân trong 25 cảnh giới hiện hữu. Vì thế nên khi đang cháy, có thể nói rằng lửa ấy ở nơi phương Đông, phương Tây, phương Nam hoặc phương Bắc. Khi tham ái hiện tại dứt rồi, quả báo trong 25 cảnh giới hiện hữu không còn cháy nữa. Vì lửa ấy không còn cháy nữa nên không thể nói là có các phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Thiện nam tử, Như Lai đã diệt trừ sắc vô thường cho đến thức vô thường, nên thân Như Lai là thường. Nếu thân Như Lai là thường thì không thể nói là có các phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Phú Na nói, bạch Thế Tôn, nay con xin nói ra một thí dụ, mong được Thế Tôn nhận nghe. Phật dạy, lành thay, lành thay, ông cứ tùy ý nói ra. Phú Na thưa, bạch Thế Tôn, như phía ngoài thôn lớn kia có một khu rừng xa la. Trong rừng ấy có một cây lớn sinh ra trước cả khu rừng, đã được 100 năm tuổi. Lúc ấy người giữ rừng thường tưới nước cho cây và tùy theo thời tiết mà chăm sóc. Cây ấy ngày càng già đi, hư hoại dần, rồi vỏ cây, cành lá, thẻ đều rơi rụng, chỉ còn lại duy nhất phần lõi cây chân thật. Thế Tôn, Đức Như Lai cũng thế, những gì già cũ đều đã trở sạch, chỉ còn duy nhất là pháp chân thật. Bạch Thế Tôn, nay con rất muốn được xuất gia tu tập chánh đạo. Đức Phật liền gọi, lành thay, hãy đến đây, tỷ kheo. Lời Phật vừa dứt, Phú Na lập tức trở thành người xuất gia, rước sạch mọi phiền não, chứng đắc quả A-la-hán. Lại có một phạm trí tên Thanh Tịnh lên tiếng hỏi rằng, cổ đàm, tất cả chúng sanh do không hiểu biết pháp nào mà thấy rằng thế gian là thường, hoặc thấy là vô thường, hoặc cũng là thường, cũng là vô thường, hoặc chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho đến thấy rằng Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất, cũng chẳng phải không như đi mất. Phật dạy, thiện nam tử, tất cả chúng sanh vì không hiểu biết về sắc, cho đến không hiểu biết về thức nên thấy rằng thế gian là thường, cho đến thấy rằng Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất, cũng chẳng phải không như đi mất. Phạm trí lại hỏi, cổ đàm, chúng sanh nhờ hiểu biết pháp nào mà không thấy rằng thế gian là thường, cho đến không thấy rằng Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất, cũng chẳng phải không như đi mất. Phật dạy, thiện nam tử, chúng sanh nhờ hiểu biết về sắc, cho đến hiểu biết về thức, nên không thấy rằng thế gian là thường, cho đến không thấy rằng Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất, cũng chẳng phải không như đi mất. Phạm trí thưa, bạch Thế Tôn, xin ngài vì con phân biệt giảng nói về sự thường và vô thường của thế gian. Phật dạy, thiện nam tử, nếu người nào buông bỏ mọi nghiệp cũ, không tạo tác nghiệp mới, người ấy có thể rõ biết về thường và vô thường. Phạm trí thanh tịnh thưa, bạch Thế Tôn, con đã nhận biết, con đã hiểu rõ. Phật hỏi, thiện nam tử, ông nhận biết như thế nào, hiểu rõ như thế nào? Phạm trí thưa, bạch Thế Tôn, nói cũ đó là vô minh và tham ái, nói mới đó là sự chấp thủ và hiện hữu. Nếu người nào lìa xa vô minh và tham ái, không tạo tác các nghiệp chấp thủ và hiện hữu, người ấy rõ biết một cách chân thật về thường và vô thường. Bạch Thế Tôn, nay con đã đạt được cách nhìn thanh tịnh đúng theo chánh pháp, xin quy y Tam Bảo nguyện Đức Như Lai cho phép con xuất gia. Phật bảo Kiều Trần Như, hãy cho vị phạm trí này xuất gia thọ giới. Bấy giờ Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, liền đưa phạm trí thanh tịnh đến trước chư tăng làm pháp kiết ma cho vị này xuất gia. 15 ngày sau, phạm trí thanh tịnh rất sạch phiền não, chứng đắc quả A-la-hán. Phẩm Kiều Trần Như, phẩm thứ 13, phần 2. Khi ấy lại có vị phạm trí tên Độc Tử đứng lên nói, cổ đàm, nay tôi muốn hỏi, ngài có cho phép chăng? Đức Như Lai lặng thinh, Độc Tử lại hỏi đến lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, Đức Như Lai vẫn lặng thinh, không đáp. Độc Tử lại nói, cổ đàm, tôi với ngài là chỗ thần hữu đã lâu, ngài với tôi nghĩa tình như một. Này tôi muốn hỏi tại sao ngài lặng thinh? Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng, vị phạm trí này tánh tình nho nhã, hiền lành, thẳng thắn, thường vì sự hiểu biết mới đến thưa hỏi, chứ không có ý quấy rối.
Nếu ông ấy thưa hỏi, ta sẽ tùy ý đáp. Phật liền nói, lành thay, độc tử. Ông cứ tùy chỗ nghi ngờ mà hỏi, ta sẽ giải đáp. Độc tử liền hỏi, Cổ Đàm thế gian này có pháp thiện hay chăng? Phật đáp, Phạm Trí có pháp thiện. Lại hỏi, có pháp bất thiện hay chăng? Phật đáp, Phạm Trí có pháp bất thiện. Độc tử liền nói, Cổ Đàm xin ngài vì tôi giảng giải giúp tôi hiểu biết được về các pháp thiện và bất thiện. Phật dạy, thiện nam tử, về những nghĩa ấy ta có thể phân biệt giảng rộng, nhưng nay sẽ vì ông mà giảng giải sơ lược. Thiện nam tử, tham dục là bất thiện, giải thoát khỏi tham dục là thiện. Sân khỏe và ngu si cũng vậy, đều là bất thiện, giải thoát khỏi hai pháp này là thiện. Giết hại là bất thiện, không giết hại là thiện, cho đến tà kiến cũng là như vậy. Thiện nam tử, nay ta đã giảng với ông ba loại pháp thiện và bất thiện là tham sân si, cũng đã giảng 10 loại pháp thiện và bất thiện. Nếu trong các đệ tử của ta ai có thể phân biệt được ba pháp thiện và bất thiện ấy cho đến 10 pháp thiện và bất thiện, nên biết rằng người ấy có thể dứt hết tham dục, sân khỏe, ngu si, tất cả phiền não dứt trừ, sự tái sanh trong tất cả các cảnh giới hiện hữu. Phạm Trí thưa rằng, Cổ Đàm, trong pháp Phật liệu có một tỳ kheo nào có thể dứt hết tham dục, sân khỏe, ngu si, tất cả phiền não dứt trừ, sự tái sanh trong tất cả các cảnh giới hiện hữu hay không? Phật dạy, thiện nam tử, trong pháp Phật không chỉ có 1, 2, 3 cho đến 500, mà có đến vô số các vị tỳ kheo có thể dứt hết tham dục, sân khỏe, ngu si, tất cả phiền não, dứt trừ sự tái sanh trong tất cả các cảnh giới hiện hữu như vậy. Phạm Trí nói, Cổ Đàm hãy tạm gác lại chuyện một tỳ kheo. Trong pháp Phật, liệu có một tỳ kheo ni nào có thể dứt hết tham dục, sân khỏe, ngu si, tất cả phiền não, dứt trừ sự tái sanh trong tất cả các cảnh giới hiện hữu hay không? Đức Phật dạy, thiện nam tử, trong pháp Phật không phải chỉ có 1, 2, 3 cho đến 500, mà có đến vô số các vị tỳ kheo ni có thể dứt hết tham dục, sân khỏe, ngu si, tất cả phiền não, dứt trừ sự tái sanh trong tất cả các cảnh giới hiện hữu như vậy. Độc tử lại nói, Cổ Đàm hãy tạm gác lại chuyện một tỳ kheo, một tỳ kheo ni. Trong pháp Phật liệu có một yêu bà tắc nào giữ giới tinh cần, thanh tịnh phạm hạnh, vượt qua được sự ngờ vực, dứt hạnh, dứt sạch mọi mối nghi hay chăng? Phật dạy, thiện nam tử, trong pháp Phật không phải chỉ có 1, 2, 3 cho đến 500, mà có đến vô số yêu bà tắc giữ giới tinh cần, thanh tịnh phạm hạnh, trừ được năm mối trói buộc, chứng đắc quả A-na-hàm, vượt qua được sự ngờ vực, dứt sạch mọi mối nghi. Độc tử lại hỏi, Cổ Đàm hãy tạm gác lại chuyện một tỳ kheo, một tỳ kheo ni, một yêu bà tắc. Trong pháp Phật liệu có một yêu bà di nào giữ giới tinh cần, thanh tịnh phạm hạnh, vượt qua được sự ngờ vực, dứt sạch mọi mối nghi hay chăng? Phật dạy, thiện nam tử, trong pháp Phật không phải chỉ có 1, 2, 3 cho đến 500, mà có đến vô số yêu bà di giữ giới tinh cần, thanh tịnh phạm hạnh, trừ được năm mối trói buộc, chứng đắc quả A-na-hàm, vượt qua được sự ngờ vực, dứt sạch mọi mối nghi. Độc tử nói, Cổ Đàm hãy tạm gác lại những chuyện một tỳ kheo, một tỳ kheo ni dứt hết phiền não, một yêu bà tắc, một yêu bà di giữ giới tinh cần, thanh tịnh phạm hạnh, dứt sạch mọi mối nghi. Trong pháp Phật liệu có một yêu bà tắc nào đạt đến mức thọ hưởng sự vui thích năm món dục mà lòng không có mối nghi nào hay chăng? Phật dạy, thiện nam tử, trong pháp Phật không phải chỉ có 1, 2, 3 cho đến 500, mà có đến vô số yêu bà tắc đã dứt trừ ba mối trói buộc, chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, lại làm cho các tâm tham sân và si chỉ còn rất yếu ớt, chứng đắc quả Tu Đà Hàm. Cũng giống như yêu bà tắc có vô số yêu bà di đạt được như vậy. Độc tử thưa rằng, Bạch Thế Tôn, này còn muốn nói ra một thí dụ. Phật dạy, lành thay, ông đã muốn nói, vậy hãy nói đi. Độc tử nói, Bạch Thế Tôn, ví như các vị Long Vương Nan Đà, bà Nan Đà đổ trận mưa lớn đều khóc. Trận mưa chánh pháp của Như Lai cũng giống như vậy. Bình đẳng dưới xuống cho đến hàng yêu bà tắc, yêu bà di. Bạch Thế Tôn, nếu những người ngoại đạo muốn đến đây xuất gia, không biết Như Lai sẽ thử thách họ trong mấy tháng. Phật nói, thiện nam tử, thường thử thách trong 4 tháng, nhưng không nhất định chỉ có một hạng như vậy. Độc tử thưa, Bạch Thế Tôn, nếu không nhất định chỉ có một hạng phải chịu thử thách trong 4 tháng, vậy nguyện Đức Đại Từ cho phép con xuất gia. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Kiều Trần Như, hãy nhận cho Phạm Trí độc tử xuất gia thọ giới. Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, liền ở giữa chúng tăng là pháp kiết ma cho độc tử xuất gia thọ giới. Sau khi xuất gia được 15 ngày, độc tử chứng đắc quả Tu Đà Hoàn. Chứng đắc quả Tu Đà Hoàn rồi, độc tử lại suy nghĩ rằng, nếu thật có trí tuệ do sự học hỏi mà đạt được,
thì nay ta đã được trí tuệ ấy rồi, ta có thể đến gặp Phật. Nghĩ như vậy rồi, ông liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu vào mặt lễ kính, rồi lui xuống đứng sang một bên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay con đã đạt được trí tuệ do sự học hỏi, nguyện Đức Thế Tôn vì con mà phân biệt thuyết dạy một lần nữa, giúp con đạt đến trí tuệ của bậc vô học. Phật dạy: Thiện nam tử, ông nên chuyên cần tu tập hai pháp, một là pháp chỉ, hai là pháp quán. Thiện nam tử, nếu tỷ kheo nào muốn chứng đắc quả tu đà hoàn cũng phải chuyên cần tu tập hai pháp ấy. Nếu ai muốn chứng đắc các quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán đều phải tu tập hai pháp ấy. Thiện nam tử, nếu tỷ kheo nào muốn đạt được bốn mức thiền, bốn tâm vô lượng, sáu thần thông, tám sự buông xả, tám thắng xứ, vô tranh trí, đỉnh trí, tất cánh trí, tứ vô ngại trí, tam muội kim cang, tận trí, vô sanh trí, cũng đều phải tu tập hai pháp ấy. Thiện nam tử, nếu ai muốn đạt đến thập trụ địa, vô sanh pháp nhẫn, vô tướng pháp nhẫn, bất khả tư nghị pháp nhẫn, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, bồ tát hạnh, tam muội hư không, tam muội trí ấn, các tam muội không, vô tướng, vô tác, tam muội địa, tam muội bất thối, tam muội thủ lăng nghiêm, tam muội kim cang, a nậu đà la tam miệu, tam bồ đề, Phật hạnh, cũng đều phải tu tập hai pháp ấy. Nghe Phật dạy rồi, tỳ kheo độc tử liền lễ bái lui ra. Ngay trong rừng Sa La, ông chuyên cần tu tập hai pháp chỉ và quán, không bao lâu liền chứng đắc quả a la hán. Bấy giờ lại có vô số tỳ kheo muốn đi đến chỗ Phật. Độc tử nhìn thấy liền hỏi: Chư đại đức, quý thầy muốn đi đến đâu? Các vị tỷ kheo đáp: Chúng tôi muốn đi đến chỗ Đức Phật. Độc tử liền nói: Chư đại đức, nếu quý thầy đi đến chỗ Phật, xin vì tôi trình lên Đức Thế Tôn rằng tỷ kheo độc tử đã tu tập hai pháp chỉ và quán, đạt được trí tuệ vô học, nên muốn báo ơn Phật, nên sẽ xả bỏ thân này mà nhập Niết Bàn. Lúc ấy các vị tỷ kheo đi đến chỗ Đức Phật rồi liền bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo độc tử nhờ chúng con trình lên Đức Thế Tôn rằng tỷ kheo độc tử nhờ tu tập hai pháp chỉ và quán đã đạt được trí tuệ vô học, nay muốn báo ơn Phật nên sẽ xả bỏ thân nhập Niết Bàn. Phật dạy: Thiện nam tử, tỳ kheo độc tử đã chứng đắc quả A La Hán, các ông nên đến đó cúng dường nhục thân. Các vị tỳ kheo vâng lời Phật dạy, trở lại chỗ tỳ kheo độc tử xả thân, tổ chức đại lễ cúng dường. Bấy giờ lại có Phạm Chí Nạp Y lên tiếng nói rằng: Cổ Đàm, ông nói rằng người ta trong vô số kiếp từng làm những việc thiện hay bất thiện, đến đời vị lai sẽ trở lại thọ lãnh các thân thiện và bất thiện tương ứng với việc đã làm, nghĩa ấy là không đúng. Vì sao vậy? Như Cổ Đàm có nói, nhân nơi phiền não mà có thân này. Nếu nhân nơi phiền não mà có thân, vậy thân có trước hay phiền não có trước? Nếu phiền não có trước, vậy ai tạo tác? Khi chưa có thân thì phiền não ấy ở nơi nào? Còn nếu thân có trước, sao lại nói rằng nhân nơi phiền não mà có thân? Cho nên không thể nói là phiền não có trước thân, cũng không thể nói thân có trước phiền não, cũng không thể nói hai thứ ấy có cùng một lúc. Như vậy trước sau hay cùng lúc đều không hợp nghĩa. Cho nên tôi nói rằng tất cả các pháp đều có tự tánh, không do nhân duyên. Lại nữa, Cổ Đàm, tánh chất của đất là cứng chắc, tánh chất của nước là ẩm ướt, tánh chất của lửa là nóng ấm, tánh chất của gió là chuyển động, tánh chất của hư không là không ngăn ngại. Tánh chất của năm đại ấy không phải do nhân duyên mà có. Nếu như ở thế gian có tánh của một pháp nào đó không do nhân duyên mà có, thì tánh của tất cả pháp lẽ ra cũng vậy, không do nhân duyên mà có. Nếu có một pháp nào đó do nhân duyên, vậy do nhân duyên gì mà tánh của năm đại lại không do nhân duyên? Cổ Đàm, những thần thiện và bất thiện của chúng sanh đạt được sự giải thoát đều là do tự tánh, không do nhân duyên. Cho nên tôi nói tất cả các pháp do tự tánh mà có, chẳng phải do nhân duyên sanh ra. Lại nữa, Cổ Đàm, các pháp thế gian đều có chỗ dùng nhất định. Ví như người thợ mộc nói, loại gỗ này dùng làm xe, làm kiệu, loại gỗ này dùng làm cửa, làm giường ghế. Lại như người thợ kim hoàn làm ra những vật trang sức, đội trên trán gọi là tràng hoa, đeo nơi cổ gọi là vòng cổ, đeo nơi tay gọi là vòng xuyến, đeo ở ngón tay lại gọi là nhẫn. Vì chỗ dùng đã sẵn định nên gọi là tánh cố định. Nên biết rằng tất cả chúng sanh cũng vậy, vì sẵn có tánh của năm cảnh giới nên mới có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, cõi trời. Nếu là như vậy, sao lại nói rằng sự thọ sanh là do nhân duyên? Lại nữa, Cổ Đàm, tánh của tất cả chúng sanh thầy đều khác nhau, cho nên nói là mỗi chúng sanh đều tự có tánh riêng. Cổ Đàm, như con rùa sanh ở đất liền, nhưng tự nó có khả năng sống dưới nước. Còn bề con vừa sanh ra, tự có thể bú vú mẹ. Con cá thấy mồi ở lưỡi câu tự nhiên đớp ăn. Con rắn độc lúc sanh ra tự nhiên ăn đất.
Những việc như vậy có ai dạy chúng nó chăng? Như mũi gai khi sanh ra tự nhiên có đầu nhọn, như loài chim tự nhiên bộ lông có những màu sắc khác nhau. Chúng sanh ở thế gian cũng vậy, có người lanh lợi, có kẻ ngu độn, có người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu, có người được giải thoát, có kẻ không được. Cho nên biết rằng trong tất cả các pháp, mỗi pháp đều sẵn có tự tánh. Lại nữa, cổ đàm như ông có nói, tham dục, sân khỏe và si mê đều do nhân duyên sanh ra. Ba độc này có nhân duyên là năm trần cảnh, hình sắc âm thanh, mùi hương vị nếm và sự xúc chạm, nghĩa ấy thật không đúng. Vì sao vậy? Chúng sanh trong lúc ngủ là lìa xa năm trần cảnh nhưng vẫn sanh tham sân si. Lúc còn trong bào thai cũng vậy, khi vừa mới ra khỏi bào thai chưa thể phân biệt được sự tốt xấu của năm trần cảnh nhưng vẫn sanh tham sân si. Các vị tiên, các bậc thánh hiền dù ở nơi vắng vẻ yên tĩnh không hề có năm trần cảnh cũng có thể sanh tham sân si. Lại có những người dù nhân ở nơi năm trần cảnh mà không hề sanh tham sân si. Cho nên không nhất thiết phải do nhân duyên sanh ra tất cả các pháp, đó đều là do tánh của các pháp tự sẵn có. Lại nữa, cổ đàm, tôi thấy ở đời có những kẻ không đủ năm giác quan nhưng có nhiều tài sản vật báu, được sống rất tự do. Lại có những người tuy đầy đủ các giác quan nhưng nghèo túng, hèn hạ, không được sống tự do, phải làm tôi tớ hầu hạ người khác. Nếu có nhân duyên, vì sao lại như vậy? Cho nên các pháp thể đều sẵn có tự tánh, không do nhân duyên. Lại nữa, cổ đàm, những trẻ thơ ở thế gian chưa biết phân biệt năm trần cảnh, lúc khóc lúc cười. Khi thấy trẻ cười liền biết chúng vui, khi thấy khóc liền biết chúng buồn. Cho nên biết rằng trong tất cả các pháp thể đều sẵn có tự tánh. Lại nữa, cổ đàm, pháp thế gian có hai loại, một là pháp có, hai là pháp không. Pháp có là như hư không, pháp không là như sừng thỏ. Trong hai pháp ấy, pháp thứ nhất vì là có nên không do nhân duyên, pháp thứ hai vì là không nên cũng không do nhân duyên. Cho nên các pháp đều sẵn có tự tánh mà không do nhân duyên. Phật dạy, thiện nam tử, như ông vừa nói, tánh của tất cả các pháp lẽ ra cũng giống như tánh của năm đại, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, như trong pháp của các ông cho rằng năm đại là thường, vậy do nhân duyên gì mà tất cả các pháp đều vô thường? Nếu sự vật thế gian thật là vô thường, vậy do nhân duyên gì mà tánh của năm đại không phải vô thường? Nếu năm đại là thường, thì sự vật thế gian lẽ ra cũng phải là thường. Cho nên lời ông nói rằng năm đại sẵn có tự tánh không do nhân duyên, lại cho rằng tất cả các pháp cũng đồng như năm đại, thật là vô lý. Thiện nam tử, ông nói rằng vì sự vật đều có chỗ dùng nhất định nên biết là sẵn có tự tánh. Nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Tất cả đều do nơi nhân duyên nên mới có tên gọi. Nếu do nhân mà có tên thì cũng do nhân mà có nghĩa. Sao gọi là do nhân mà có tên? Như đều là những cái vòng tròn, nhưng đội trên trán gọi là tràng hoa, đeo nơi cổ gọi là vòng cổ, đeo ở tay gọi là vòng xuyến, dùng trong xe lại gọi là bánh xe. Lại như lửa do cỏ khô củi đốt lên thì gọi là lửa cỏ khô lửa củi. Thiện nam tử, cái cây mới mọc lên không hề có tánh chất của mũi tên hay ngọn giáo. Do nhân duyên người thợ làm thành những mũi tên, cũng do nhân duyên người thợ làm thành những ngọn giáo. Vì thế không nên nói rằng tất cả các pháp đều sẵn có tự tánh. Thiện nam tử, ông nói rằng con rùa sanh ở đất liền, tánh của nó là tự đi xuống nước. Còn bề còn vừa sanh ra, tánh của nó là có thể bú vú mẹ, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Nếu nói con rùa đi xuống nước không do nhân duyên, vậy cũng là không do nhân duyên, sao rùa chẳng đi vào trong lửa? Nếu nói con bê sanh ra rồi tánh tự nhiên của nó là có thể bú vú mẹ, chứ không do nhân duyên, vậy cũng là không do nhân duyên, sao con bê lại chẳng bú cái sừng? Thiện nam tử, nếu nói các pháp thể đều sẵn có tự tánh, không cần có sự giáo hóa học tập, không có sự tăng trưởng, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Hiện nay trước mắt thấy rõ có sự giáo hóa, và nhờ giáo hóa nên được tăng trưởng. Vì vậy, phải biết rằng các pháp thật không có tự tánh nhất định. Thiện nam tử, nếu hết thảy các pháp đều sẵn có tự tánh nhất định, thì tất cả các vị bà la môn không nên giết dê tế thần để làm trong sạch cái thân. Nếu còn vì muốn làm trong sạch thân thể mà tế thần, vậy nên biết rằng không hề sẵn có tự tánh nhất định. Thiện nam tử, trong ngữ pháp của thế gian có phân ra ba cách diễn đạt sự việc. Một là nói về việc muốn làm, hai là nói về việc đang làm, ba là nói về việc đã làm xong. Nếu tất cả các pháp đều sẵn có tự tánh nhất định, vì sao trong thế gian lại có ba cách diễn đạt khác nhau ấy? Vì có ba cách diễn đạt thay đổi khác nhau nên biết rằng tất cả các pháp không hề sẵn có tự tánh nhất định.
Thiện nam tử, nếu nói rằng các pháp sẵn có tự tánh nhất định, thì nên biết rằng mỗi pháp đều phải có tánh chất cố định. Nếu có tính chất cố định, vậy do duyên cớ gì mà từ cây mía lại có thể làm ra các thứ khác nhau như nước ngọt, đường, đường phèn, rượu, rượu thuốc? Nếu chỉ có một tánh cố định, vậy do duyên cớ gì từ một sự vật mà tạo ra được nhiều mùi vị khác nhau? Nếu từ một vật có thể làm ra nhiều loại như vậy, nên biết rằng trong các pháp không thể mỗi pháp đều có tính chất cố định. Thiện nam tử, nếu tất cả pháp đều có tính chất cố định, tại sao bậc thánh nhân uống nước ngọt của mía, ăn các loại đường phèn, đường tán, nhưng khi mía làm ra rượu thì các vị không uống, sau đó chế thành rượu thuốc thì lại uống được? Cho nên phải biết rằng các pháp đều không có tính chất cố định. Nếu không có tính chất cố định, vì sao lại nói là không do nhân duyên mà có? Thiện nam tử, ông nói các pháp đều sẵn có tự tánh, vậy vì sao khi giảng nói có thể dùng thí dụ? Nếu có các thí dụ, nên biết rằng các pháp là không có tự tánh cố định. Nếu các pháp đều có tự tánh cố định, nên biết rằng không thể có thí dụ. Nhưng người có trí ở thế gian đều nói thí dụ, nên biết rằng các pháp không hề có tự tánh, không hề có một tánh cố định. Thiện nam tử, ông có hỏi thân có trước hay phiền não có trước? Câu hỏi ấy không hợp nghĩa. Vì sao vậy? Nếu ta nói rằng thân có trước, hẳn ông có thể vặn lại rằng ngài cũng đồng như tôi. Còn nếu ta nói thân không có trước, thì do nhân duyên gì ông lại vặn hỏi như thế? Thiện nam tử, thân và phiền não của tất cả chúng sanh đều không có trước sau, đồng thời hiện hữu. Tuy đồng thời hiện hữu, nhưng phải nhân nơi phiền não mà có thân, chứ không thể nhân nơi thân mà có phiền não. Nhưng nếu ông có ý cho rằng thân và phiền não cũng giống như hai con mắt người cùng lúc mà có, không nương trở nhau, mắt trái không phụ thuộc mắt phải cũng không phụ thuộc mắt trái, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, như ở thế gian, mắt tuy cùng lúc nhìn thấy tim đèn và ánh sáng, nhưng ánh sáng phải nhân nơi tim đèn mà có, tuyệt đối không thể nhân nơi ánh sáng mà có tim đèn. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng vì thân trước đó không có nhân duyên, nên biết rằng thân ấy không do nhân mà có, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Nếu nói vì thân có trước nên không có nhân duyên, do đó gọi là không nhân duyên, thì ông càng không nên nói như vậy. Tất cả các pháp đều có nhân duyên, nếu nói rằng vì không thấy nên không nói, thì hiện nay thật có nhìn thấy những vật trước mắt như cái bình, vân vân, đều do nhân duyên mà có. Vì sao không thể nói rằng những nhân duyên trước đó của thân cũng giống như trường hợp cái bình? Thiện nam tử, cho dù nhìn thấy hay không nhìn thấy, tất cả các pháp đều do nhân duyên, không sẵn có tự tánh. Thiện nam tử, nếu nói rằng tất cả các pháp đều có tự tánh, không do nhân duyên, vậy vì sao ông nói về năm đại, tánh của năm đại ấy chính là nhân duyên? Thiện nam tử, tuy rằng năm đại là nhân duyên, nhưng cũng không thể nói rằng các pháp đều có cùng nhân duyên là năm đại. Cũng như người đời nói rằng tất cả những người xuất gia nên tinh cần giữ giới, nhưng thật ra đến cả hạng trên Đà La cũng nên tinh cần giữ giới như vậy. Thiện nam tử, ông nói rằng năm đại có tánh cố định là cứng chắc, ẩm ướt, vân vân. Ta quan sát thấy những tánh chất ấy là biến chuyển chứ không cố định. Thiện nam tử, trong pháp của các ông gọi các thứ bơ, sáp, ong, hồ, keo là thuộc chất đất. Chất đất ấy không có tính chất nhất định, hoặc đồng với nước, hoặc đồng với đất, cho nên không thể nói rằng tánh của nó cố định là cứng chắc. Thiện nam tử, trong pháp của các ông gọi các loại như hợp kim, trì, pha thiết, trì, thiết, đồng sắt, vàng, bạc là thuộc chất lửa. Chất lửa ấy lại có đủ bốn tánh chất là khi chảy là tánh nước, khi động là tánh gió, khi nóng là tánh lửa, khi cứng là tánh đất. Sao có thể nói rằng tánh lửa là cố định? Thiện nam tử, tánh của nước là tuôn chảy, khi nước đông đặc người ta không gọi là đất nên gọi là tánh lửa. Vậy do nhân duyên gì mà khi sóng nước động chẳng gọi là gió? Nếu khi nước động chẳng gọi là gió, thì khi nước đông đặc lẽ ra cũng không thể gọi là lửa. Nếu bốn tánh ấy đều do nhân duyên, vì sao lại nói rằng tất cả các pháp không do nhân duyên? Thiện nam tử, nếu nói tánh của năm giác quan là có thể thấy, nghe, rõ, biết, xúc chạm đều là tự tánh sẵn có chứ không do nhân duyên, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, tự tánh là tánh chất không thể thay đổi. Nếu nói tự tánh của mắt là thấy, lẽ ra mắt phải thường thấy, không thể có lúc thấy lúc không. Nhưng thật ra không phải vậy, nên phải biết là do nhân duyên mà thấy, chứ không phải không có nhân duyên. Thiện nam tử, ông nói rằng không phải nhân nơi năm trần cảnh, hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và sự xúc chạm mà sanh ra tham sân si cho đến được giải thoát, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy?
Thiện nam tử, tuy việc sanh tham sân si cho đến được giải thoát không do nhân duyên là năm trần cảnh, nhưng do các suy niệm vọng tưởng xấu ác nên mới sanh tham dục, và nhờ các suy tưởng tốt lành nên mới được giải thoát. Thiện nam tử, do các nhân duyên bên trong mà khởi sanh tham sân si cho đến được giải thoát, do các nhân duyên bên ngoài mà tăng trưởng tham sân si cho đến được giải thoát. Cho nên lời ông nói rằng tất cả các pháp đều riêng có tự tánh, không do năm trần mà sanh tham sân si cho đến được giải thoát, đó là không hợp lý. Thiện nam tử, ông nói rằng có những kẻ nằm giác quan chẳng đủ nhưng có nhiều tài sản vật báu, được sống rất tự do. Lại có những người tuy đầy đủ các giác quan nhưng nghèo túng, không được sống tự do. Do đó biết rằng họ sẵn có tự tánh, không do nhân duyên, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, chúng sanh do nghiệp mà có quả báo. Quả báo ấy có ba loại: một là quả báo ngay trong đời hiện tại, hai là quả báo vào đời kế tiếp, ba là quả báo vào những đời sau nữa. Sự nghèo túng, giàu sang hoặc đầy đủ hay không đầy đủ các giác quan đều là những nghiệp khác nhau. Nếu là có tự tánh thì những người đầy đủ các căn lẽ ra cũng phải giàu có sung túc. Những kẻ giàu có lẽ ra cũng phải đầy đủ các căn vì là tự tánh tốt đẹp, nhưng thực tế trước mắt không phải như thế, nên biết chắc rằng không sẵn có tự tánh, thảy đều do nhân duyên. Thiện nam tử, như lời ông nói, những trẻ con ở thế gian chưa biết phân biệt nhân duyên năm trần cảnh, nhưng chúng cũng khóc cũng cười, cho nên tất cả đều sẵn có tự tánh, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Nếu chúng sẵn có tự tánh thì nếu cười ắt phải cười luôn, nếu khóc thì phải khóc mãi, không thể có lúc cười lúc khóc. Nếu đã có lúc cười lúc khóc nên biết rằng tất cả đều do nhân duyên. Vì vậy không nên nói rằng tất cả các pháp đều sẵn có tự tánh, không do nhân duyên. Phạm Chí Nạp Y lại hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các pháp đều do nhân duyên mà có, vậy cái thân này do nhân duyên gì? Phật dạy: Thiện nam tử, nhân duyên của thân này là phiền não và nghiệp. Phạm Chí Nạp Y hỏi: Thế Tôn, như thân này là do phiền não và nghiệp, vậy phiền não và nghiệp ấy có thể dứt trừ chăng? Phật dạy: đúng vậy, thật có thể dứt trừ. Phạm Chí Nạp Y thưa: Bạch Thế Tôn, xin ngài về con phân biệt giảng thuyết, khiến con được nghe rồi, có thể ngay tại nơi đây mà dứt trừ phiền não và nghiệp. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu ai rõ biết hoàn toàn thông suốt về hai bên và khoảng giữa, người ấy sẽ dứt trừ được phiền não và nghiệp. Phạm Chí Nạp Y thưa: Bạch Thế Tôn, con đã rõ biết, đạt được cách nhìn theo đúng chánh pháp. Phật hỏi: Ông rõ biết như thế nào? Phạm Chí Nạp Y thưa: Bạch Thế Tôn, hai bên đó là sắc và giải thoát khỏi sắc, khoảng giữa tức là tám chánh đạo, đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Phật dạy: lành thay, thiện nam tử, ông đã rõ biết về hai bên, dứt trừ được phiền não và nghiệp. Phạm Chí Nạp Y lại thưa: Bạch Thế Tôn, xin cho phép con xuất gia thọ giới. Đức Phật liền gọi: Lành thay, hãy đến đây, tỳ kheo. Lời Phật vừa dứt, Phạm Chí Nạp Y liền ngay khi ấy dứt trừ hết thảy phiền não trong ba cõi, chứng đắc quả A-la-hán. Lúc ấy có một bà la môn tên là Hoàng Quảng lên tiếng hỏi rằng: Cồ Đàm, ngài có biết được ý nghĩ của tôi hiện giờ hay chăng? Phật nói: Thiện nam tử, niết bàn là thường, các pháp hữu vi là vô thường, sự công vậy là tà kiến, chánh trực là thánh đạo. Bà môn Hoàng Quảng hỏi: Cổ Đàm, do nhân duyên gì ngài nói ra như vậy? Phật dạy: Thiện nam tử, ý ông thường cho rằng việc người xuất gia khất thực là thường, nhận cúng dường riêng tại nhà gia chủ là vô thường, sự công vậy là ổ khóa cửa vào nhà, chánh trực là ngọn cờ của vua trời đế thích, cho nên ta nương theo đó mà nói niết bàn là thường, các pháp hữu vi là vô thường, công vậy là tà kiến, chánh trực là tám chánh đạo. Như vậy chẳng phải đúng như chỗ suy nghĩ của ông trước đó hay sao? Bà La Môn nói: Quả thật Cổ Đàm biết được trong tâm tôi. Thưa Cổ Đàm, tám chánh đạo ấy có thể khiến cho chúng sanh được dứt trừ tất cả phiền não và nghiệp hay chăng? Lúc ấy Đức Thế Tôn lặng thinh không đáp. Bà La Môn Hoàng Quảng nói: Cổ Đàm đã biết được trong tâm tôi, nay đối với câu hỏi của tôi vì sao lại lặng thinh không đáp? Bấy giờ ngài Kiều Trần Như liền nói: Đại Bà La Môn, nếu có ai hỏi thế gian là giới hạn hay không giới hạn, thì Đức Như Lai thường lặng thinh chẳng đáp: Tám thánh đạo là con đường chánh trực, niết bàn là thường. Nếu ai tu tập tám thánh đạo, liền được dứt trừ tất cả phiền não và nghiệp. Nếu không tu tập tám thánh đạo, thì không thể được diệt trừ tất cả phiền não và nghiệp. Đại Bà La Môn ví như có một thành lớn, tường thành bao quanh đều không có chỗ trống, chỉ có một cửa vào thành mà thôi. Người giữ cửa thành rất thông minh trí tuệ, biết phân biệt những ai nên cho qua thì cho qua, những ai nên ngăn lại thì ngăn lại.
Tuy người ấy không thể biết được số người vào ra là nhiều hay ít, nhưng biết chắc rằng tất cả những ai muốn vào hay ra đều phải qua cửa ấy. Thiện nam tử Đức Như Lai cũng thế, thành lớn là ví với Niết Bàn, cửa thành ví với tám thánh đạo, người giữ cửa thành ví với Như Lai. Thiện nam tử, này tuy Như Lai không đáp với ông là dứt trừ hết hay không dứt trừ hết tất cả phiền não và nghiệp, nhưng ai muốn được dứt trừ hết tất cả phiền não và nghiệp đều cần phải tu tập tám thánh đạo ấy. Bà La Môn Hoàng Quảng nói, lành thay, đại đức Kiều Trần Như, Như Lai khéo giảng chánh pháp vi diệu, nay tôi thật lòng muốn rõ biết thành lớn Niết Bàn ấy, muốn rõ biết tám thánh đạo để tự mình làm người giữ cửa thành. Kiều Trần Như nói, lành thay, bà La Môn, nay ông có thể phát tâm vô thượng rộng lớn thay. Phật dạy thôi đi Kiều Trần Như, ông không nên nói ra lời ấy vì chẳng phải đến hôm nay vị bà La Môn này mới phát tâm như vậy. Kiều Trần Như vào thuộc quá khứ cách nay vô lượng kiếp, có một Đức Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Quang Minh, Như Lai ứng cúng, tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điệu ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị Bà La Môn này đã tưởng đối trước Đức Phật ấy phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong hiền kiếp này, ông ấy sẽ thành Phật. Ông ấy từ lâu đã thông đạt hiểu rành tướng trạng của các Pháp, nhưng vì chúng sanh nên thị hiện vào trong chúng ngoại đạo, chỉ dạy cho họ những điều chưa biết. Kiều Trần Như vì nhân duyên ấy, ông không nên nói với vị Bà La Môn này rằng nay ông có thể phát tâm lớn lao như vậy. Lúc ấy tuy Đức Thế Tôn đã biết, nhưng phương tiện hỏi Kiều Trần Như rằng Tỳ kheo A Nan hiện đang ở đâu. Kiều Trần Như đáp, bạch Thế Tôn, Tỳ kheo A Nan hiện ở ngoài rừng Sa La, cách đại hội này 12 do tuần, nhưng đang bị 64.000 ức chúng ma nhiễu loạn. Chúng ma ấy thể đều tự biến thân thành hình tượng Như Lai. Một số nói rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh ra. Một số khác lại nói tất cả các pháp đều không do nhân duyên sanh ra. Lại một số khác nữa nói tất cả nhân duyên đều là pháp thường, những pháp do duyên sanh ra đều là vô thường. Lại có một số khác nói năm ấm là chân thật, hoặc nói năm ấm là hư dối. Lại nói về các nhập các giới cũng mâu thuẫn như vậy. Hoặc có một số nói 12 nhân duyên, một số khác nói thật chỉ có 4 duyên. Lại có một số khác nói các pháp dường như huyễn hóa, như những gợn sóng lung linh sanh ra dưới trời nắng nóng. Lại có một số khác nói nhân sự nghe mà đạt được chánh pháp. Lại có một số khác nói nhân sự suy xét mà đạt được chánh pháp. Lại có một số khác nói nhân sự tu tập mà đạt được chánh pháp. Lại có một số khác dạy pháp quán bất tịnh. Lại có một số khác dạy thở ra thở vào. Lại có một số khác dạy pháp quán tứ niệm xứ. Lại có một số khác dạy ba cách quán xét nghĩa lý, bảy cách phương tiện. Lại có một số khác dạy về đoạn pháp, đỉnh pháp, nhẫn pháp, thế gian đệ nhất pháp, các địa vị hữu học, vô học, Bồ Tát sơ trụ cho đến thập trụ. Hoặc có một số khác dạy về không vô tướng, vô tác. Lại có một số khác dạy các kinh Tu Đà La, Kỳ Dạ, Tỳ Già La Na, Già Đà, Yêu Đà Na, Ni Đà Na, A Bà Đà Na, Y Đế Mục Đa Già, Xà Đà Già, Tỳ Phật Lược, A Phù Đà Đạt Ma, Yêu Bà Đề Xá. Hoặc có một số khác dạy về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác trì, bát thánh đạo. Lại dạy về nội không, ngoại không, nội ngoại không, hữu vi không, vô vi không, vô thủy không, tánh không, viễn ly không, tán không, tự tướng không, vô tướng không, ấm không, nhập không, giới không, thiện không, bất thiện không, vô ký không, bồ đề không, đạo không, niết bàn không, hành không, đắc không, đệ nhất nghĩa không, không không, đại không. Hoặc có một số ma thị hiện thần thông biến hóa, từ thân mình tuôn ra nước lửa, hoặc phía trên thân tuôn ra nước, phía dưới thân phóng ra lửa, phía dưới thân tuôn ra nước, phía trên thân phóng ra lửa, hoặc nằm nghiêng, hông trái ở dưới, hông mặt phun nước lên trên, hoặc hông mặt ở dưới, hông trái phun nước lên trên, hoặc một hông phóng ra sấm sét, một hông tuôn mưa. Hoặc có một số khác thị hiện các cảnh giới của chư Phật, một số khác lại thị hiện Bồ Tát sơ sanh, đi tới 7 bước, rồi ở trong cung vua hưởng thụ 5 dục lạc, cho đến bắt đầu xuất gia, trải tu khổ hạnh, đến cây bồ đề, ngồi nhập tam muội, phá hoại quân ma, chuyển bánh xe chánh pháp, hiện đại thần thông, nhập cảnh giới Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, Tỳ kheo A Nan thấy những việc như vậy rồi, tự suy xét rằng, từ trước đến nay ta chưa từng thấy những thần thông biến hóa như vậy. Ai đã làm ra như thế, lẽ nào không phải Đức Thế Tôn Thích Ca làm ra đó sao? Tỳ kheo A Nan muốn đứng dậy, muốn mở miệng nói nhưng không thể làm được theo ý muốn. Tỳ kheo A Nan đã xả vào lưới ma, lại suy nghĩ rằng chỗ thuyết dạy của chư Phật này mỗi vị đều khác nhau, nay ta biết tin nhận vị nào. Bạch Thế Tôn, hiện nay A Nan chịu khổ não rất lớn, tuy ông ấy nhớ tưởng đến Như Lai nhưng không ai có thể cứu được.
Vì nhân duyên ấy nên A Nan không đến nơi đại chúng này. Lúc ấy Đại Bồ Tát Văn Thủ Dứt Lợi bạch Phật: Thế Tôn, trong đại chúng này có đủ chư Bồ Tát, từ những vị đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề một đời, cho đến những vị đã từng phát tâm Bồ Đề trong vô lượng đời, thể đều đã từng thường xuyên cúng dường vô lượng chư Phật, lòng dạ kiên cố, tu hành đầy đủ từ Bố Thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, thành tựu công đức, từ lâu đã được gần gũi vô lượng chư Phật, tu hành phạm hạnh thanh tịnh, đạt được tâm Bồ Đề không thối chuyển, được pháp nhẫn không thối chuyển, pháp nắm giữ không thối chuyển, pháp nhẫn đúng như chánh pháp, vô số tam muội như tam muội thủ lăng nghiêm. Những bậc Bồ Tát như vậy nếu được nghe kinh Đại Thừa thì không hề sanh lòng nghi ngờ, khéo biết phân biệt tuyên thuyết nghĩa ý, ý nghĩa tam bảo cùng một tánh tướng thường trụ không biến đổi. Các vị này khi nghe những việc không thể nghĩ bàn, không sanh lòng kinh quái, khi nghe mọi lẽ chân thật, không sanh lòng sợ sệt, thông đạt rõ biết hết thảy tánh pháp. Các vị có thể thọ trì hết thảy 12 bộ kinh giảng rộng nghĩa lý, cũng có thể thọ trì 12 bộ kinh của vô lượng chư Phật. Bạch Thế Tôn, trong pháp hội này có đủ các vị Bồ Tát như vậy, lo gì không có người thọ trì kinh điển Đại Niết Bàn này? Vậy do nhân duyên gì Thế Tôn lại hỏi Kiều Trần Như về việc A Nan hiện đang ở đâu? Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Văn Thủ Sư Lợi rằng: Thiện nam tử, hãy lắng nghe cho kỹ. Lúc trước sau khi ta thành Phật được hơn 30 năm trụ tại thành Vương Xá, bây giờ ta có hỏi các vị tỳ kheo rằng: Chư tỳ kheo, hiện nay trong đại chúng này ai có thể vì ta thọ trì 12 bộ kinh của Như Lai, làm kẻ cận kề cung cấp mọi sự cần dùng cho ta mà không để mất phần lợi ích của tự thân? Bây giờ Kiều Trần Như ở trong đại chúng thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con có thể thọ trì 12 bộ kinh, làm kẻ cận kề phụng sự Thế Tôn mà không để mất phần lợi ích của tự thân. Ta nói: Kiều Trần Như, ông đã già yếu, cũng cần có người để sai khiến, sao lại muốn làm kẻ phụng sự cho ta? Khi ấy Xá Lợi Phất lại thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con có thể thọ trì tất cả lời Phật dạy, cung cấp mọi sự cần dùng cho Thế Tôn mà không để mất phần lợi ích của tự thân. Ta nói: Xá Lợi Phất, ông đã già yếu, cũng cần có người để sai khiến, sao lại muốn làm kẻ phụng sự cho ta? Cho đến 500 vị A-la-hán lần lượt thưa thỉnh cũng đều như vậy, ta không chấp nhận một người nào. Bây giờ Mục Kiền Liên ở trong đại chúng có suy nghĩ rằng: Như Lai hôm nay trong số 500 tỳ kheo A-la-hán không nhận người nào làm thị giả, không biết ý Phật, muốn ai làm công việc này? Suy nghĩ như vậy rồi, Mục Kiền Liên liền nhập định, thấy được tâm Như Lai hướng về A Nan, chấp nhận A Nan làm thị giả, rõ ràng như mặt trời vừa mọc lên chiếu ánh sáng về bức tường phía tây. Thấy rõ như vậy rồi, Mục Kiền Liên liền xuất định, nói với Kiều Trần Như: Đại Đức, tôi nhập định quán sẽ thấy Như Lai muốn A Nan làm thị giả cho ngài. Bấy giờ Kiều Trần Như và 500 vị A-la-hán cùng đi đến chỗ A Nan, nói rằng: A Nan, này ông nên làm thị giả cho Như Lai, mong ông chấp nhận việc ấy. A Nan nói: Các vị đại đức, tôi thật không làm nổi việc phụng sự Như Lai. Vì sao vậy? Như Lai là đấng tôn trọng như chúa sư tử, như rồng, như lửa. Nay tôi nhớ nhớp yếu đuối, sao có thể lo liệu nổi việc ấy? Sư tỳ kheo liền bảo: A Nan, như ông nhận lời chúng tôi phụng sự Như Lai, ông sẽ được lợi ích lớn. Thỉnh cầu như vậy đến lần thứ nhì, lần thứ ba, A Nan liền nói: Các vị đại đức, tôi cũng không dám cầu được sự lợi ích lớn, vì thật tôi không đủ sức cận kẻ phụng sự Như Lai. Bấy giờ Mục Kiền Liên liền nói: A Nan, ông còn có điều chưa biết. A Nan nói: Đại đức, xin ông nói ra. Mục Kiền Liên nói: Hôm qua Như Lai muốn chọn người làm thị giả trong chúng tăng, 500 vị A-la-hán đều lần lượt xin làm việc ấy, nhưng Như Lai không chấp thuận ai. Tôi liền nhập định quán xét, biết ý Như Lai muốn ông làm việc ấy, sao ông lại trái ý không nhận? A Nan nghe vậy rồi liền chắp tay quỳ xuống nói rằng: Các vị đại đức, nếu có việc ấy, xin Như Lai Thế Tôn chấp thuận ba lời thỉnh nguyện của tôi sẽ vâng theo ý chúng tăng mà làm người cận kề phụng sự Như Lai. Mục Kiền Liên hỏi: Ba lời thỉnh nguyện như thế nào? A Nan thưa: Một là nếu Như Lai dùng áo cũ của ngài mà ban cho tôi, xin cho phép tôi không nhận. Hai là nếu Như Lai nhận lời thọ thỉnh cúng dường riêng tại nhà Đàn Việt, xin cho phép tôi không đi cùng. Ba là xin cho tôi được vào ra chỗ của Như Lai bất kỳ lúc nào. Nếu Phật chấp thuận ba lời thỉnh nguyện ấy, tôi sẽ vâng lời chúng tăng và làm người cận kề phụng sự Như Lai. Bấy giờ Kiều Trần Như và 500 vị tỳ kheo trở lại trước Phật bạch rằng: Chúng con đã khuyên tỳ kheo A Nan nhận làm thị giả, ông ấy có thỉnh cầu ba điều. Nếu được Phật chấp thuận thì sẽ vâng theo ý chúng tăng mà làm người cận kề phụng sự Như Lai. Này Văn Thù Sư Lợi, lúc bấy giờ ta đã khen ngợi A Nan rằng: Lành thay, lành thay, tỳ kheo A Nan có đủ trí tuệ, nhìn thấy trước để tránh được sự ghen ghét. Vì sao vậy?
vì sẽ có kẻ cho rằng ông ấy vì công ăn áo mặc mà phụng sự Như Lai, nên xưng trước việc không nhận áo cũ của Như Lai, không theo hầu Như Lai những khi thọ thỉnh cúng dường riêng tại nhà Đàn Việt. Kiều Trần Như Tỳ Kheo A Nan có đủ trí tuệ nên biết rằng nếu vào ra có hơi dở giấc, ắt không thể rộng làm lợi ích cho bốn bộ chúng, nên mới xin được vào ra chỗ của Như Lai bất kỳ lúc nào. Kiều Trần Như ta vì A Nan mà cho phép ba việc theo đúng ý nguyện của ông ấy. Bấy giờ Mục Kiền Liên trở lại bảo A Nan rằng tôi đã vì ông thưa thỉnh ba việc, Đức Như Lai đại từ đã chấp thuận cả rồi. A Nan nói: Đại đức, nếu Phật đã chấp thuận, tôi xin đến làm người cận kề phụng sự. Này Văn Thủ Sư Lợi, A Nan theo phụng sự ta trên 20 năm, thường có đủ 8 điều không thể nghĩ bàn. Những gì là 8 điều? Một là từ khi bắt đầu phụng sự ta cho đến nay đã trên 20 năm, ông ấy không hề đi cùng ta mỗi khi ta thọ thỉnh cúng dường riêng tại nhà Đàn Việt. Hai là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, ông ấy chẳng hề thọ nhận y phục cũ của ta. Ba là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, ông ấy chưa bao giờ đến gặp ta không phải lúc. Bốn là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, mặc dù ông ấy vẫn còn chưa dứt sạch phiền não, nhưng khi theo ta vào ra nơi cung vua hay các nhà sang trọng quý tộc, nhìn thấy các mỹ nhân cùng thiên nữ, long nữ, ông ấy cũng không hề khởi sanh tham dục. Năm là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, ông ấy thọ trì 12 bộ kinh do ta thuyết giảng. Mỗi khi được nghe thì không bao giờ quên sót phải hỏi lại, ví như người ta rót nước từ bình này sang bình khác không chút hao hết. Trừ ra chỉ có một lần duy nhất ông ấy hỏi đại ta mà thôi. Thiện nam tử, khi thái tử Lưu Ly tàn sát những người thuộc dòng họ Thích Ca, phá hoại thành Ca Tỳ La, A Nan ôm lòng sầu não, cất tiếng khóc to đi đến chỗ ta hỏi rằng: Như Lai và con đều sanh ở thành ấy, đều là dòng họ Thích Ca, tại sao gặp việc thảm thiết này mà nhan sắc Như Lai vẫn chói sáng như thường, còn con thì dung nhan tiểu tụy? Khi ấy ta đáp rằng: A Nan, ta có tu không định nên không giống như ông. Qua 3 năm sau, A Nan có hỏi lại ta: Bạch Thế Tôn, khi con đến thành Ca Tỳ La, từng được nghe rằng Như Lai có tu không định, việc ấy có thật hay chăng? Ta đáp: A Nan, đúng vậy, quả như lời ông nói. 6 là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, tuy chưa đạt được tha tâm trí để thấu hiểu tâm người khác, nhưng ông ấy thường biết được các chỗ nhập định của Như Lai. 7 là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, tuy ông ấy chưa đạt được nguyện trí nhưng có thể rõ biết về những chúng sanh tìm đến với Như Lai. Như có người trong đời hiện tại đạt được 4 quả sa môn, có người qua đời sau mới đạt được, lại có người đời sau sẽ được thân người, có người sẽ được thân chư thiên. 8 là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, tất cả những lời dạy sâu kín của Như Lai, ông ấy đều có thể hiểu rõ. Thiện nam tử, vị tỳ kheo A Nan có đủ 8 điều không thể nghĩ bàn như thế, nên ta gọi ông ấy là kho chứa kinh điển. Thiện nam tử, tỳ kheo A Nan có đủ 8 pháp để có thể thọ trì một cách trọn vẹn 12 bộ kinh. Những gì là 8? Một là cội gốc lòng tin kiên cố, hai là lòng dạ chân chất ngay thẳng, ba là thân không có bệnh khổ, bốn là thường chuyên cần tinh tấn, năm là có đầy đủ trí nhớ, sáu là lòng không kiêu mạn, bảy là thành tựu tâm an định, tám là có đủ trí tuệ sanh ra từ sự nghe nhận chánh pháp. Này Văn Thủ Sư Lợi, vào đời Phật Tỳ Bà Thi, đệ tử thị giả là A Thúc Ca cũng có đủ 8 pháp ấy. Đến đời Đức Như Lai Thi Khí, đệ tử thị giả là Sai Ma Ca La. Đời Phật Tỳ Xá Phù, đệ tử thị giả là Yêu Ba Phiến Đà. Đời Phật Ca La Kiêu Thôn Đạ, đệ tử thị giả là Bạt Đề. Đời Phật Ca Na Mâu Ni, đệ tử thị giả là Tô Trì. Đời Phật Ca Diếp, đệ tử thị giả là Diếp Bà Mật Đa. Tất cả đều là những vị thị giả có đủ 8 pháp ấy. Này thị giả của ta là A Nan cũng có đủ 8 pháp ấy, cho nên ta gọi tỷ kheo A Nan là kho chứa kinh điển. Thiện nam tử, như lời ông nói, trong đại chúng này có vô lượng vô biên Bồ Tát, nhưng các vị Bồ Tát này đều gánh vác trách nhiệm nặng nề là tu tập đại từ đại bi. Do nhân duyên từ bi ấy, ai nấy đều gấp rút lo việc giáo hóa điều phục những thân quyến chung quanh họ và tự tu chỉnh trang nghiêm bản thân. Vì lẽ ấy, sau khi ta nhập Niết Bàn, những vị Bồ Tát này đều không thể tuyên thuyết thông suốt 12 bộ kinh, hoặc nếu hữu Bồ Tát nào có lúc tuyên thuyết thì lại không được người ta tin nhận. Văn Thủ Sư Lợi, Tỳ kheo A Nan vốn là em trai ta, đã theo phụng sự ta hơn 20 năm, những giáo pháp đã được nghe, ông ấy đều thọ nhận giữ gìn trọn vẹn, nhưng người ta rót nước vào bình chứa. Vì thế, này ta nhớ lại mà hỏi A Nan hiện thời ở đâu, là có ý muốn cho ông ấy thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn này.
Thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu có những điều gì mà tỳ kheo A Nan chưa được nghe, thì Bồ Tát Hoằng Quảng có thể rộng truyền. Còn những điều mà A Nan đã nghe thì tự ông ấy có thể tuyên thuyết thông suốt. Này Văn Thù Sư Lợi, tỳ kheo A Nan hiện ở nơi khác, cách đại hội này 12 do tuần, bị não loạn bởi 64.000 ức chúng ma. Ông nên đến đó dùng âm thanh lớn tiếng phát ra lời này: hỡi tất cả chúng ma, hãy lắng nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ. Này Đức Như Lai sắp tuyên thuyết Đại Đà La Ni, tất cả hàng chư thiên, dòng Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và loài, chẳng phải người, thần núi, thần cây, thần sông, thần biển, thần nhà cửa, nghe đến danh hiệu của Đà La Ni này, thảy đều cung kính thọ trì. Chư Phật Tế Tôn nhiều như số cát, 10 con sông Hằng đã cùng tuyên thuyết Đà La Ni này, khiến người thọ trì có thể chuyển đổi thân nữ thành thân nam, tự rõ biết những việc đời trước. Nếu có người thực hành đủ 5 việc, một là giữ gìn phạm hạnh, hai là không ăn thịt cá, ba là không uống rượu, bốn là không ăn các món cay nồng, năm là thường thích ở nơi vắng lặng yên tĩnh, rồi hết lòng tin nhận, đọc tụng sao chép Đà La Ni này, nên biết rằng người ấy sẽ vượt qua khỏi 77 ước kiếp mang thân kém cỏi xấu ác. Ngày khi ấy, Đức Thế Tôn tuyên thuyết Đà La Ni gồm 16 phần như sau: A Man Lệ, Tỳ Man Lệ, Niết Man Lệ, Mông Giả Lệ, Hê Man La, Nhã Kiệt Bệ, Tam Mạn Na, Bạt Đề Lệ, Ta Bà La, Đà Ta Đà Ni, Ba La Ma Tha Ta Đà Ni, Ma Na Tư, A Chuyết Đề, Tỳ La Chi, A Ma Lại Trì, Bà La Ma, Sa Lệ Phú La Nê, Phú La Na, Ma Nô Lại Đề. Lúc ấy, Ngài Văn Thủ Sư Lợi thọ nhận Đà La Ni do Phật tuyên thuyết, rồi liền đến chỗ A Nan, ở giữa chúng ma lên tiếng nói rằng: Này các quyến thuộc ma, hãy nghe ta nói, chú Đà La Ni đã thọ nhận từ Đức Phật. Mà vừa nghe được Đà La Ni ấy rồi, thảy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, để bỏ nghiệp ma, lập tức buông tha A Nan. Văn Thủ Sư Lợi và A Nan cùng trở lại chỗ Phật. A Nan gặp Phật liền trí tâm lễ kính, rồi lui xuống đứng sang một bên. Phật bảo A Nan: Phía ngoài rừng Sa La này có một phạm trí tên Tu Bạt Đà, đã già đến 120 tuổi. Tuy ông ấy đã đạt được 5 thần thông của ngoại đạo, nhưng chưa trừ bỏ được tánh kiêu mạn. Ông ấy đạt được phép định phi tưởng phi phi tưởng, ngỡ rằng đã đạt được nhất thiết trí chứng đắc Niết Bàn. Nay ông nên đến đó nói với Tu Bạt Đà rằng: Đức Như Lai ra đời rất hiếm gặp như hoa yêu đàm. Hôm nay vào lúc nửa đêm, ngài sẽ buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Nếu ông có việc phải làm, hãy làm cho kịp lúc, đừng để ngày sau phải sanh lòng hối hận. Này A Nan, lời ông nói ra chắc chắn ông ấy sẽ tin nhận. Vì sao vậy? Vì thuở trước, trong suốt 500 đời, ông đã từng làm con trai của Tu Bạt Đà. Lòng thương yêu của ông ấy đối với ông tích tập lâu ngày, đến nay vẫn chưa dứt hết. Vì nhân duyên ấy nên sẽ tin nhận lời ông. Lúc ấy, A Nan vâng lời Phật dạy, đến chỗ Tu Bạt Đà bảo rằng: Thưa ông nên biết rằng Đức Như Lai ra đời hiếm gặp như hoa yêu đàm. Hôm nay vào lúc nửa đêm, ngài sẽ buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Nếu ông có việc phải làm, hãy làm cho kịp lúc, đừng để ngày sau phải sanh lòng hối hận. Tu Bạt Đà nói: Lành thay A Nan, hôm nay tôi sẽ đến chỗ Như Lai. Lúc ấy A Nan đưa Tu Bạt Đà trở về chỗ Phật. Đến nơi, Tu Bạt Đà kính lời vấn an Đức Phật và thưa rằng: Cổ Đàm, nay tôi muốn thưa hỏi, xin ngài theo ý câu hỏi của tôi mà đáp. Phật dạy: Tu Bạt Đà, nay thật đúng lúc thích hợp, tùy chỗ ông hỏi, ta sẽ dùng phương tiện mà đáp theo ý ông. Tu Bạt Đà liền nói: Cổ Đàm, có những sa môn Bà La Môn nói rằng tất cả chúng sanh thọ quả báo khổ hay vui thảy đều do nhân duyên là gốc nghiệp ngày trước. Cho nên nếu có người giữ giới tinh tấn chịu khổ thân tâm có thể phá trừ gốc nghiệp. Gốc nghiệp đã dứt, các khổ sẽ dứt hết. Các khổ đã dứt hết, ắt sẽ đạt được Niết Bàn. Nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có sa môn hay Bà La Môn nói thuyết như thế, ta sẽ lấy làm thương xót, thường đến chỗ người ấy và hỏi rằng: Này ông, có thật ông nói ra thuyết như thế hay chăng? Nếu như người ấy lại đáp rằng: Tôi có nói thuyết như thế. Vì sao vậy? Cổ Đàm, tôi nhìn thấy có những chúng sanh quen làm việc ác mà có nhiều của cải và vật quý, được sống tự do. Tôi lại thấy có những người tu thiện nhưng nghèo túng thiếu thốn, không được tự do. Tôi lại thấy có những kẻ ra sức nhọc nhằn nhưng không đạt được chỗ mong cầu. Lại thấy có những người chẳng có lòng mong cầu mà tự nhiên đạt được. Tôi lại thấy có những kẻ có lòng từ không giết hại nhưng phải bị chết yểu. Lại thấy những kẻ ưa thích việc giết hại nhưng được thọ mạng lâu dài.
Tôi lại thấy có những người tu phạm hạnh thanh tịnh, tinh cần giữ giới, nhưng trong số đó có người được giải thoát, có kẻ lại không được. Cho nên tôi nói rằng tất cả chúng sanh thọ quả báo khổ hay vui, thảy đều do nhân duyên là gốc nghiệp từ ngày trước. Tu Bạt Đà, ta lại sẽ hỏi người ấy rằng, này ông, quả thật ông có thấy được nghiệp quá khứ hay chăng? Nếu có, nghiệp ấy là nhiều hay ít, khổ hạnh đời hiện tại có thể phá trừ nghiệp ấy nhiều hay ít, ông có thể biết được nghiệp ấy đã dứt hay chưa dứt chăng? Như nghiệp ấy dứt rồi, có dứt hết tất cả chăng? Nếu người ấy đáp rằng, tôi thật không biết, khi ấy ta sẽ vì người ấy nói thí dụ rằng, ví như có người thân chúng tên độc, những người thân trong nhà liền rước thầy thuốc đến nhổ mũi tên, thì mũi tên đã nhổ ra rồi, thân người được an ổn. 10 năm sau, người ấy vẫn còn nhớ rõ, ông thầy này đã nhổ mũi tên độc cho tôi, dùng thuốc bôi lên giúp tôi khỏi bệnh yên vui. Các ông này đã không thể rõ biết gốc nghiệp quá khứ, nhưng người chúng tên độc này làm sao có thể biết rằng khổ hạnh hiện tại nhất định có thể phá trừ được nghiệp quá khứ. Nếu người ấy lại nói, Cổ Đàm, này ông cũng có gốc nghiệp quá khứ, vì sao lại chỉ trích riêng nghiệp quá khứ của chúng tôi? Cổ Đàm, trong kinh của ông thuyết, cũng có nói nếu thấy người giàu sang như ý nên biết rằng đời trước từng ưa làm việc bố thí, như vậy chẳng gọi là nghiệp quá khứ đó sao? Ta lại đáp rằng, này ông, sự hiểu biết như vậy là nhờ so sánh mà biết, chứ chưa phải sự rõ biết chân xác. Trong pháp Phật có khi dựa theo nhân mà biết quả, có khi dựa theo quả mà biết nhân. Trong pháp Phật có nghiệp quá khứ, có nghiệp hiện tại, còn trong giáo pháp của các ông thì khác, chỉ có nghiệp quá khứ, không có nghiệp hiện tại. Giáo pháp của các ông không do nơi phương tiện mà dứt trừ nghiệp, pháp Phật thì khác, do nơi phương tiện mà dứt trừ nghiệp. Các ông cho rằng khi nghiệp dứt hết thì khổ cũng dứt. Pháp Phật không nói như vậy mà dạy rằng phiền não dứt rồi, nghiệp và khổ đều phải dứt. Vì thế này ta mới chỉ trích thuyết sai lầm về nghiệp quá khứ của ông. Nếu người ấy nói, Cổ Đàm, tôi thật không biết, tôi đã theo thầy mà thọ nhận như vậy, chẳng qua thầy tôi nói thuyết ấy chứ thật không phải lỗi nơi tôi. Ta sẽ hỏi, này ông, thầy của ông là ai? Nếu người ấy đáp là Phú Lan Na, ta lại hỏi rằng, vì sao ngày trước ông không hỏi rõ từng việc? Đại sư có thật rõ biết nghiệp quá khứ chăng? Nếu thầy ông nói, ta không biết, thì tại sao ông lại thọ nhận lời của ông ấy? Nếu nói ta biết, lẽ ra ông nên hỏi thêm rằng, do nhân duyên khổ mức thấp, có phải chịu khổ mức vừa mức cao hay chăng? Do nhân duyên khổ mức vừa, có phải chịu khổ mức thấp mức cao chăng? Do nhân duyên khổ mức cao, có phải chịu khổ mức vừa mức thấp hay chăng? Nếu đáp rằng không phải chịu, ông lại nên hỏi rằng, vì sao thầy nói thọ quả báo khổ hay vui chỉ do nghiệp quá khứ, chẳng do nghiệp hiện tại? Lại nên hỏi rằng, cái khổ hiện tại này có trong quá khứ hay chăng? Nếu là có trong quá khứ thì nghiệp quá khứ đã dứt cả rồi. Nếu nghiệp ấy đã dứt cả rồi, vì sao ngày nay còn thọ thân này? Còn nếu quá khứ không có khổ, chỉ có ở hiện tại mà thôi, vì sao lại nói rằng khổ hay vui của chúng sanh thảy đều do nghiệp quá khứ? Này ông, nếu ông biết rằng sự khổ hạnh trong hiện tại có thể phá trừ nghiệp quá khứ, vậy biết lấy gì để phá trừ khổ hạnh hiện tại? Nếu khổ hạnh ấy không bị phá trừ, thì khổ tức là thường. Nếu khổ là thường, tại sao ông nói rằng được giải thoát khổ? Nếu lại có hành vi phá trừ khổ hạnh thì khổ là vô thường. Vậy quá khứ đã dứt làm sao có khổ? Này ông, khổ hạnh ấy có thể khiến nghiệp vui sẽ chịu quả khổ hay chăng? Lại có thể khiến nghiệp khổ sẽ chịu quả vui hay chăng? Có thể khiến nghiệp không khổ không vui chẳng phải thọ quả hay chăng? Có thể khiến quả báo hiện tại thành quả báo đời kế tiếp hay chăng? Có thể khiến quả báo đời kế tiếp thành quả báo đời hiện tại hay chăng? Có thể khiến hai loại quả báo đó thành không có quả báo hay chăng? Có thể khiến quả báo nhất định phải chịu trở thành không có quả báo hay chăng? Có thể khiến trường hợp không có quả báo thành quả báo nhất định phải chịu hay chăng? Nếu người ấy lại hỏi, Cổ Đàm, không thể. Ta sẽ hỏi tiếp rằng, nhân giả, nếu là không thể, vậy do nhân duyên gì ông nhận chịu sự khổ hạnh ấy? Này ông, nên biết rằng nhất định có nghiệp quá khứ, có nhân duyên hiện tại. Cho nên ta nói, nhân phiền não sanh nghiệp, nhân nghiệp phải chịu quả báo. Này ông, nên biết rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp quá khứ, có nhân hiện tại. Tuy chúng sanh có thọ mạng do nghiệp quá khứ, nhưng phải nhờ nhân duyên ăn uống trong hiện tại mới duy trì được thọ mạng đó. Này ông, nếu ông nói, chúng sanh chịu khổ hay vui nhất định là do nhân duyên gốc nghiệp trong quá khứ, việc đó không đúng. Vì sao vậy? Này ông, ví như có một người diệt trừ được kẻ oán thù cho nhà vua, do nhân duyên ấy nhận được nhiều của cải vật quý, được thọ hưởng khoái lạc trong hiện tại. Nhưng người ấy là ngay trong đời hiện tại tạo nhân của sự vui, được hưởng quả báo vui.
Ví như có người giết chết vị hoàng tử mà vô thương yêu, do nhân duyên ấy phải chịu tội tử hình. Nhưng người ấy là ngay trong đời hiện tại tạo nhân của sự khổ, phải chịu quả báo khổ. Này ông, tất cả chúng sanh hiện tại nhân nơi bốn đại, điều kiện môi trường, đất đai, nhân dân mà nhận chịu những sự khổ, sự vui. Cho nên ta nói tất cả chúng sanh không phải chỉ nhân ở gốc nghiệp đời quá khứ mà chịu khổ hay được vui. Này ông, nếu nhờ ở sức nhân duyên rất trường nghiệp quá khứ mà được giải thoát, thì tất cả thánh nhân đều không được giải thoát. Vì sao vậy? Vì gốc nghiệp quá khứ của tất cả chúng sanh là không có khởi đầu, không có kết thúc. Cho nên ta nói, trong khi tu tập thánh đạo, nhờ đó có thể che ngăn nghiệp vô thủy vô chung. Này ông, nếu chịu khổ hạnh mà đạt được đạo, thì tất cả súc sanh lẽ ra cũng đạt được đạo. Vì chúng đều chịu khổ, cho nên trước hết phải điều phục tâm, chứ không phải điều phục thân. Vì nhân duyên ấy, ta có nói trong kinh rằng, hãy đốn phá rừng, đừng chỉ đốn cây. Vì sao vậy? Do có rừng mới sanh ra lo sợ, chẳng phải do cây. Muốn điều phục thân, trước phải điều phục tâm. Tâm ví với rừng, thân ví với cây. Tu Bạt Đà nói, Bạch Thế Tôn, tôi đã có điều phục tâm trước rồi. Phật hỏi, thiện nam tử, ông làm thế nào có thể điều phục tâm trước? Tu Bạt Đà đáp, Bạch Thế Tôn, trước hết tôi suy xét, dục là vô thường, vô lạc, vô tịnh. Kế tôi quán sắc, tức là thường lạc, ngã tịnh. Tôi quán như vậy rồi, những phiền não trói buộc trong dục giới bị dứt sạch. Thần thức tôi đạt đến sắc giới, cho nên tôi nói là đã điều phục tâm trước rồi. Kế đó tôi lại quan xét về sắc, thấy rằng sắc là vô thường, như ung nhọt kẻ lở, như chất độc, như mũi tên gây hại. Tôi thấy vô sắc là thường còn thanh tịnh, vắng lặng, an tĩnh. Tôi quán xét như vậy rồi, những phiền não trói buộc trong sắc giới liền dứt sạch. Thần thức tôi đạt đến vô sắc giới, cho nên tôi nói là đã điều phục tâm trước rồi. Tiếp theo tôi quán xét về tưởng, thấy rằng tưởng là vô thường, như ung nhọt ghẻ lở, như chất độc, mũi tên gây hại. Quán xét như vậy rồi, thần thức tôi đạt đến cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng. Cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng ấy là nhất thiết trí, vắng lặng, an tĩnh, thanh tịnh, không có sự sa đọa, xuống cảnh giới thấp hơn, thường còn không biến đổi, cho nên tôi đã có thể điều phục tâm mình rồi. Phật hỏi, thiện nam tử, ông như vậy mà có thể điều phục tâm sao? Chỗ đạt được của ông hiện nay là mức định phi tưởng, phi phi tưởng, vẫn còn gọi là tưởng, niết bàn là vô tưởng. Làm sao ông nói rằng đã đạt được niết bàn? Thiện nam tử, trước ông đã chê trách cái tưởng thô kệch, nay sao lại vướng mắc ưa thích cái tưởng tinh tế? Vì không biết che chết cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng, nên vẫn gọi là tưởng, vẫn là như ung nhọt ghẻ lở, như chất độc, như mũi tên gây hại. Thiện nam tử, thể của ông là uất đầu, làm phất, lợi can thông minh, còn không thể dứt trừ cảnh giới phi tưởng, phi tưởng ấy. Rốt cùng còn phải thọ thân xấu ác, huống chi là những người khác. Tu Bạt Đà thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, vậy phải làm thế nào để dứt trừ được tất cả các cảnh giới hiện hữu? Phật dạy, thiện nam tử, nếu ai quan sát được tướng chân thật, người ấy có thể dứt trừ được tất cả các cảnh giới hiện hữu. Tu Bạt Đà thưa rằng, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tướng chân thật? Phật dạy, thiện nam tử, tướng của vô tướng gọi là tướng chân thật. Lại hỏi, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tướng của vô tướng? Phật dạy, thiện nam tử, tất cả các pháp vốn không có tướng của riêng mình, không có tướng từ bên ngoài, cũng không có tướng của riêng mình và bên ngoài. Không có tướng không do nhân mà có, không có tướng tạo tác, không có tướng thọ nhận, không có tướng chủ thể tạo tác, không có tướng chủ thể thọ nhận, không có tướng pháp và chẳng phải pháp, không có tướng nam nữ, không có tướng thần thức, không có tướng vi trần, không có tướng thời tiết, không là tướng của riêng mình, không là tướng của pháp khác, cũng không là tướng của riêng mình và pháp khác, không có tướng hiện hữu, không có tướng không hiện hữu, không có tướng sanh ra, không có tướng chủ thể sanh ra, không có tướng nguyên nhân, không có tướng nhân của nguyên nhân, không có tướng kết quả, không có tướng của quả của kết quả, không có tướng ngày đêm, không có tướng sáng tối, không có tướng nhìn thấy, không có tướng chủ thể nhìn thấy, không có tướng nghe, không có tướng chủ thể nghe, không có tướng nhận biết, không có tướng chủ thể nhận biết, không có tướng bồ đề, không có tướng chủ thể chứng đắc bồ đề, không có tướng nghiệp, không có tướng chủ thể của nghiệp, không có tướng phiền não, không có tướng chủ thể của phiền não. Thiện nam tử, tùy theo chỗ diệt mất tất cả các tướng như vậy mà gọi là tướng chân thật. Thiện nam tử, tất cả các pháp đều là hư dối, tùy chỗ diệt mất của chúng mà gọi đó là thật, gọi là tướng chân thật, gọi là cảnh giới của pháp, gọi là trí tuệ rốt ráo, gọi là nghĩa lý chân thật đệ nhất, gọi là nghĩa không đệ nhất. Thiện nam tử, đối với tướng chân thật, cảnh giới của pháp trí tuệ rốt ráo, nghĩa lý chân thật đệ nhất,
Nghĩa không đệ nhất này, nếu biết quá xét thì những ai có trí tuệ bậc thấp sẽ đạt được quả bồ đề của hàng thanh văn, những ai có trí tuệ bậc vừa sẽ đạt được quả bồ đề của hàng duyên giác, những ai có trí tuệ bậc cao sẽ đạt được quả bồ đề vô thượng, bồ đề. Sau khi nghe Phật thuyết pháp như vậy, có 10.000 vị Bồ Tát đạt được tướng chân thật ngay trong một đời, 15.000 vị Bồ Tát đạt được cảnh giới của Pháp trong hai đời, 25.000 vị Bồ Tát đạt được trí tuệ rốt ráo, 35.000 vị Bồ Tát chứng ngộ nghĩa lý chân thật đệ nhất, cũng gọi là nghĩa không đệ nhất, cũng gọi là tam muội thủ lăng nghiêm, lại có 45.000 vị Bồ Tát đạt được phép tam muội hư không, cũng gọi là tam muội quảng đại, cũng gọi là tam muội trí ấn, lại có 55.000 vị Bồ Tát đạt được đức nhẫn không thối chuyển, cũng gọi là đức nhẫn theo đúng pháp, cũng gọi là đức nhẫn đúng cảnh giới của pháp, lại có 65.000 vị Bồ Tát đạt được phép Đà La Ni, cũng gọi là tâm niệm lớn lao, cũng gọi là trí tuệ không ngăn ngại, lại có 75.000 vị Bồ Tát đạt được phép tam muội sư tử hống, cũng gọi là tam muội kim cang, cũng gọi là tam muội vũ trí ấn, lại có 85.000 vị Bồ Tát đạt được phép tam muội bình đẳng, cũng gọi là đại từ đại bi, lại có vô lượng chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng phát tâm an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vô lượng chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng phát tâm duyên giác, vô lượng chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng phát tâm thanh văn, lại có 20.000 ước chúng sanh hai cõi trời người ngay trong đời hiện tại được chuyển từ thân nữ thành thân nam. Ông Tu Bạt Đà ngay khi ấy chứng đắc quả A La Hán. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Hán dịch. Đoàn Trung Còn Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch và chú giải, Nguyễn Minh Hiển, Hiệu Đính, Hán văn. Phần cuối các vị Sa Môn, Nhã Na, Bạt Đà La, Hội Ninh cùng dịch. Quyển 41, Phẩm Kiều Trần Như, Phẩm thứ 13, phần 3. Lúc ấy, ông Tu Bạt Đà nghe Phật thuyết giảng giáo pháp Đại Bát Niết Bàn thâm sâu mầu nhiệm, liền đạt được con mắt chánh pháp, nhìn thấy pháp thành tịnh, sanh tâm ưa thích bảo vệ chánh pháp, dẹp bỏ những tà kiến trước đây, khởi sanh lòng tin sâu vững kiên cố đối với pháp Phật, liền thỉnh cầu Đức Như Lai nhận cho ông được xuất gia. Phật dạy: lành thay, hãy đến đây, tỷ kheo Tu Bạt Đà, ta thật vui thay khi ông khéo vào được trong đạo Phật. Lời Phật vừa dứt, Tu Bạt Đà liền cảm thấy trong lòng hoan hỉ phấn chấn, hết sức hân hoan mừng rỡ. Ngay khi đó, râu tóc tự nhiên rụng sạch, trở thành một vị sa môn, nhờ đức trí tuệ tánh pháp dưới xuống nguồn tâm nên không còn trói buộc vướng mắc nữa, phiền não dứt sạch, tâm ý khai mở, lập tức chứng đắc quả A La Hán. Tu Bạt Đà sau khi chứng đắc thánh quả liền đến trước Phật chiêm ngưỡng tôn nhan, cúi đầu và mặt sát dưới chân Phật lễ kính, rồi vén trần vai áo bên phải, quỳ gối phải sát đất, hai tay chắp lại cung kính, buồn vui lẫn lộn, tự hối trách một cách sâu xa những tội lỗi sai lầm của mình ngày trước, bạch Phật rằng: Thế Tôn, đáng giận thay cái thân độc hại này của con, từ nhiều kiếp đến nay thường dối gạt mê hoặc con, khiến con chìm mãi trong vô minh tà kiến, trôi đắm trong ba cõi, trong pháp của ngoại đạo, thật đau đớn thay, thật khổ sở thay, gây hại lớn thay. Này con hết sức vui mừng, nhờ ơn Như Lai được vào chánh pháp, Đức Thế Tôn trí tuệ như biển cả, lòng từ bi thương xót chúng sanh không kể xiết, riêng còn tự suy xét, dẫu trải qua nhiều kiếp nát thân để báo đáp ơn đức của Phật trong phút chốc này cũng còn chưa đủ. Ông Tu Bạt Đà nói lời ấy rồi buồn khóc rơi lệ, không sao tự kiềm chế. Rồi ông lại bạch Phật: Thế Tôn, nay con đã già yếu, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng chưa thoát được mọi nỗi khổ, e vẫn còn bị sự khổ vô thường biến đổi quay lại bức bách, nguyện cầu Đức Thế Tôn nán lại ít lâu để dạy bảo thương xót, cứu giúp con đừng nhập niết bàn. Bấy giờ Đức Thế Tôn lặng thinh không chấp nhận. Tu Bạt Đà thỉnh cầu không được tọa nguyện, lấy làm buồn rầu bứt rứt, lớn tiếng than rằng: Khổ thay, khổ thay, thế gian này sắp trống rỗng, thế gian này sắp trống rỗng, tại sao hôm nay nỗi lo sợ lớn lao lại xảy đến, phiền não thiêu đốt khắp nơi, than ôi, phước đức của chúng sanh không còn nữa, con mắt trí tuệ chân chánh không còn nữa. Tu Bạt Đà than rồi rơi lại, bi thảm nghẹn ngào, nước không thành tiếng, rớm máu khắp toàn thân, cất tiếng khóc lớn. Liền đó ông gieo mình xuống đất trước mặt Như Lai, tâm thần hoang mang rối loạn, hôn mê bất tỉnh. Hồi lâu ông tỉnh lại, nước mắt tràn trề, nghẹn ngào bạch Phật: Thế Tôn, nay con không sao chịu được việc nhìn thấy Như Lai buông bỏ tất cả mà nhập niết bàn, trong lòng con đau đớn buồn khổ không sao ngăn được, làm sao con có thể tự mình ở lại với cái thân giả tạm độc hại này, nên con thả mau chóng tự diệt thân trước, ngưỡng mong Đức Thế Tôn sau đó hãy nhập niết bàn.
Bấy giờ Tu Bạt Đà nói ra những lời ấy rồi, lại không ngớt bi lụy nghẹn ngào, ngày chốc lát liền nhập Niết Bàn. Bấy giờ có vô số ức trừ Đại Bồ Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, nhiều như số cát sông Hằng không thể tính đếm, đồng thời cất tiếng kêu than rằng: khổ thay, vì sao đấng chánh giác chỉ trong một ngày buông bỏ tất cả, khiến chúng con không còn ai làm chủ, không còn chỗ quay về, không còn nơi nương dựa, không còn chỗ noi theo. Rồi tiếp nối dòng suy tưởng nhớ nhung, luyến mộ bi thương, mọi người cùng nắm tay nhau đấm ngực than khóc, buồn đau thất vọng, mê muội quên cả phương hướng, nỗi bi ai thấu khắp cả thế giới Tam Thiền Đại Thiền. Lúc ấy Đức Thế Tôn cùng lúc phát ra tám loại âm thanh, bảo khắp đại chúng rằng: đại chúng đừng lớn tiếng kêu khóc như trẻ con, mỗi người hãy tự kiềm chế, đừng tự làm cho tâm mình rối loạn. Các người ở trong chốn biển lớn sanh tử của khổ não vô thường biến dị này, hãy chuyên cần tu tập tâm thanh tịnh, đừng để mất niệm và tuệ, mau cầu cho được trí tuệ chân chánh để gấp rút ra khỏi các cảnh giới hiện hữu. Này đại chúng, nếu còn thọ thân trong ba cõi thì vòng xoay khổ não không có giới hạn, trong đó vô minh là ông chủ, sự ân ái là ma vương, cùng sai khiến thân tâm trở thành tôi tớ, chạy theo khắp cảnh giới tạo nghiệp sanh tử, khởi sanh tham lam sân khỏe cuồng si. Mỗi một niệm tưởng nối tiếp nhau đều gây sự tổn hại, nên từ vô lượng kiếp đến nay thường chịu khổ não. Có kẻ trí nào lại không đi ngược lại nguồn cội ấy? Các người nên biết, ta từ thuở xưa, thuở rất xa xưa đến nay đã nhập phép định đại tịch. Không có các ấm giới nhập, dứt trừ mãi mãi mọi cảnh giới hiện hữu, đã đạt được kho báu kim cang là đại niết bàn thường lạc ngã tịch. Nay ta ở trong đại định này mà hiện bày việc khó nghĩ bàn, hiện sức phương tiện nhập đại niết bàn, thị hiện sự hoại diệt giống như pháp thế gian, vì muốn cho chúng sanh biết rằng thân xác thịt này thoáng qua như điện chớp, mà chỉ sanh lòng ưa thích việc tu tâm. Sanh tử là dòng nước xiết chảy nhanh cuốn mạnh, hết thảy các pháp vô thường biến dịch luân chuyển, đúng lẽ như vậy. Niết bàn của Như Lai là rất sâu xa, không thể nghĩ bàn, đó là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, không phải chỗ hàng thanh văn chuyên giác có thể biết được. Đức Phật lại bảo đại chúng, ông Tu Bạt Đà đã từng cúng dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, ở nơi các đức Phật ấy trồng sâu căn lành vì nguyện lực lớn lao, nên ông ấy thường thị hiện xuất gia tu hành trong giáo pháp của ngoại đạo Ni Kiền, dùng trí tuệ phương tiện để dẫn dụ những chúng sanh tà kiến lạc mất chánh đạo, khiến họ đạt được trí tuệ chân chánh. Tu Bạt Đà nương theo nguyện lực từ trước nên nay được gặp ta vào lúc sắp nhập Niết Bàn, được nghe chánh pháp chứng đắc quả A-la-hán, sau đó liền nhập Niết Bàn. Khi ta vừa thành đạo hóa độ nhóm ông A Nhã, Kiều Trần Như, đến nay sắp nhập Niết Bàn hóa độ ông Tu Bạt Đà, những việc cần làm của ta không còn gì nữa, dù ta có trụ lại thế gian lâu hơn cũng không có gì khác hơn so với hôm nay. Nói xong lời ấy, Đức Thế Tôn thở dài rồi lên tiếng ngợi khen rằng: lành thay, lành thay, Tu Bạt Đà đã báo đáp được ơn Phật, đại chúng nên cúng dường di thể, lập tháp phụng thờ. Bấy giờ đại chúng đều buồn bã bi thảm, cố nén lệ sầu, vâng lời Phật dạy, dùng các thứ gỗ thơm bơ dầu để làm lễ hỏa táng di thể Tu Bạt Đà. Đang khi hỏa táng, Tu Bạt Đà từ trong lửa đỏ phóng ra hảo quang chói sáng, thị hiện 18 cách biến hóa, trên thân tuôn nước, dưới thân tuôn lửa, từ hông mặt tuôn lửa, từ hông trái tuôn nước, từ nhỏ hiện thành lớn, từ lớn hiện thành nhỏ, biến hóa như vậy đầy khắp hư không. Lúc ấy vô số người trong đại chúng và những chúng sanh ngoại đạo tà kiến đều phát tâm bồ đề, thể nhập vào sự thấy biết chân chánh. Tu Bạt Đà thị hiện thần thông biến hóa như vậy rồi lại hiện trở vào trong lửa. Lễ hỏa táng vừa xong, tất cả đại chúng đều bi thương cảm động, thu nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường. Lời dạy cuối cùng, phẩm thứ nhất. Lúc ấy Đức Phật dạy A Nan và đại chúng, sau khi ta diệt độ, hàng đệ tử xuất gia và tại gia đều nên chuyên cần gìn giữ bảo vệ kinh Đại Niết Bàn này cho vô lượng vạn ước A Tăng kỳ kiếp. Ta đã tu tập pháp Đại Niết Bàn rất khó được này, này ta đã giảng thuyết rõ cho đại chúng rồi. Đại chúng nên biết kinh Đại Niết Bàn này chính là kho báu kim cang của tất cả mười phương chư Phật ba đời, là thường lạc ngã tịnh, tròn đầy trọn vẹn, không khiếm khuyết. Tất cả chư Phật đều từ nơi kinh Niết Bàn này mà nhập Niết Bàn. Kinh này là chỗ cứu cánh rốt ráo, nghĩa lý thấu đáo đến cùng cực không sai sót. Chư Phật từ nơi kinh này mà buông xả thân mạng nên gọi là Niết Bàn. Nếu các ông muốn quyết lòng báo đáp ơn Phật một cách chân thật, sớm đạt được quả vị Bồ Đề, được chư Phật xoa đầu thọ ký, đời đời sanh ra không mất chánh niệm, thường được chư Phật mười phương hiện ra trước mặt, ngày đêm gìn giữ bảo vệ, khiến cho tất cả đều đạt được pháp xuất thế, vậy phải chuyên cần tu tập kinh Niết Bàn này.
Phật lại bảo A Nan, khi chưa thành Phật, ta có thị hiện vào pháp ngoại đạo của Uất Đầu Lam Phất, tu học bốn thiền tám định, thọ nhận và thực hành giáo pháp của ông ấy. Từ khi thành Phật đến nay, ta chê trách pháp của ông ấy, dần dần khuyến khích dẫn dắt cho mọi người đều được vào đạo Phật, mà Tu Bạt Đà là người sau chót. Như Lai dùng ngọn đuốc trí tuệ lớn để đốt cháy ngọn cờ tà kiến như lá cỏ khô, bị ném vào giữa ngọn lửa lớn. Này A Nan, này ta cũng nghĩ nhiều đến những thân thích trong dòng họ Thích Ca. Sau khi ta nhập Niết Bàn, ông nên chuyên cần tinh tấn, đem những điều lành mà khuyên răn dạy dỗ trao chuyển chánh pháp nhiệm màu cho họ, hết lòng dạy bảo dẫn dắt họ. Đừng để cho họ mê đắm chuyện ăn chơi buông thả lười nhác, để tâm tán loạn chạy theo trần cảnh, thọ nhận và thực hành các pháp tà vạn. Những ai còn chưa thoát khỏi sự thống khổ của thế gian trong ba cõi, hãy sớm cầu sự giải thoát. Trong chốn ái dục có năm sự uế trược này, nên sanh tư tưởng lo âu sợ sệt rằng không có ai cứu vớt che chở được cho mình. Một khi đã mất thân người rất khó lòng được lại, nên suốt một đời này phải thường luôn tỉnh táo giữ gìn suy xét. Con quỷ lớn vô thường không thể dùng xúc tình mà cầu thoát khỏi. Hãy thương xót chúng sanh, đừng giết hại lẫn nhau cho đến loại sâu bọ nhỏ nhoi, cũng nên mang đến cho chúng sự bình an không lo sợ. Nghiệp của thân được thanh tịnh sẽ thường được sanh nơi cảnh giới tốt đẹp. Nghiệp của miệng được thanh tịnh sẽ tránh được mọi tội lỗi xấu ác. Không ăn thịt, không uống rượu, điều phục con rắn độc là tâm mình, khiến nó được theo vào chánh đạo. Phải suy xét sâu xa những chỗ tạo nghiệp, quả báo lành giữ như bóng theo hình, nhân quả trong ba đời xoay vần chẳng bao giờ mất. Nếu để một đời này luống qua, sao dù có hối cũng không còn kịp. Đã đến lúc ta nhập Niết Bàn nên có mấy lời dặn dò các ông như vậy. Bấy giờ A Nan nghe qua những lời Phật dạy rồi thì thân tâm đều rúng động, tinh thần hoang mang mê muội, buồn khổ nghẹn ngào, chìm sâu trong biển sầu đau, thân thể mê man, lòng dạ rối loạn hôn ám, ngã xuống trước mặt Đức Như Lai bất động như người đã chết. Khi ấy ngài A Nan luật liền đến an ủi khuyên giải để giúp A Nan giảm bớt cơn sầu khổ. Ngài nói rằng: than ôi, sầu khổ có ích gì, đã đến lúc Như Lai sắp nhập Niết Bàn, nay tuy thấy đó, mai đã không còn. Vì thế ông nên theo lời tôi thưa thỉnh Như Lai về bốn việc này. Một là sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, nhóm sáu thầy tỳ kheo xấu làm những việc như nhấp ven ố người khác, tỳ kheo ác tánh gia nặc, tánh tình xấu ác, làm sao có thể sống chung với họ để chỉ bày dạy bảo. Hai là khi Như Lai tại thế, Phật là thầy của tất cả chúng ta, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chúng ta biết lấy ai làm thầy. Ba là khi Phật tại thế, chúng ta đều y theo Phật mà an trụ, khi Như Lai diệt độ rồi, chúng ta sẽ dựa đâu mà an trụ. Bốn là sau khi Như Lai diệt độ, khi kết tập kho tàng giáo pháp nên ghi như thế nào ở phần mở đầu tất cả các kinh. Bấy giờ ngài A Nan như vừa ra khỏi giấc mộng, nghe ngài A Nan luật an ủi nhắc nhở việc thưa hỏi Phật bốn vấn đề trên, liền dần dần tỉnh ngộ. Dù vẫn không tự kiềm được nỗi bi ai, nhưng cũng gắng thưa hỏi Phật đủ bốn việc như trên. Đức Phật bảo A Nan: sao ông lại sầu khổ đau thương đến thế? Chư Phật giáo hóa khi đã trọn vẹn mọi việc làm đã xong, theo đúng pháp đều nhập Niết Bàn. Lành thay A Nan, bốn việc ông hỏi đó là những câu hỏi cuối cùng trước khi ta nhập diệt, có lợi ích lớn đối với tất cả thế gian. Đại chúng hãy lắng nghe và hãy khéo suy xét kỹ. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con nguyện hết sức lắng nghe. Phật dạy: A Nan, như lời ông vừa hỏi, Phật vào Niết Bàn rồi, nhóm sáu thầy tỷ kheo xấu với tỷ kheo ác tánh sa nặc làm những việc nhơ nhớp ven ố người khác, làm sao sống chung với họ để chỉ dạy. A Nan, riêng về tỷ kheo sa nặc tánh tình xấu ác, nhưng sau khi ta nhập Niết Bàn sẽ dần dần được điều phục, lòng dạ sẽ trở nên nhu hòa, từ bỏ tánh xấu ác. Này A Nan, như em trai ta là Nan Đà vốn có đủ những sự tham dục nặng nề, tánh tình lại xấu ác, Như Lai dùng phương tiện khéo léo chỉ dạy cho ông ấy được sự lợi ích vui vẻ. Như Lai rõ biết căn tánh của ông ấy nên dùng trí tuệ bát nhã giảng thuyết 12 nhân duyên, rằng vô minh là duyên của hành, hành là duyên của thức, cho đến già chết lo buồn khổ não, hết thảy là một khu rừng, những điều tham muốn ghét bỏ đều do vô minh mà có. Tất cả những khổ não do vô thường biến đổi tràn đầy trong ba cõi, luân chuyển khắp sáu đường, cội gốc của những sự khổ lớn đều sanh khởi từ vô minh. Như Lai dùng trí tuệ bát nhã chỉ bày rằng, dùng tánh thanh tịnh quán xét kỹ cội gốc vô minh, liền dứt trừ được mọi lỗi lầm tai hại trong các cảnh giới hiện hữu. Vì cội gốc của vô minh đã diệt nên vô minh phải diệt, vô minh đã diệt ắt hành phải diệt, cho đến già chết lo buồn khổ não phải đều diệt hết.
Khi đạt được phép quán này, giữ tâm an định, liền nhập tam muội. Nhờ sức tam muội được vào sơ thiền, dần dần tiến lên theo trình tự vào đến đệ tứ thiền. Tiếp tục duy trì tâm chánh niệm, tu tập như vậy, sau đó tự nhiên sẽ chứng đắc được thánh quả cao thượng, lìa hết mọi sự khổ trong ba cõi. À nàn, lúc ấy tỷ kheo Nan Đà sanh khởi lòng tin sâu xa, y theo giáo pháp Phật dạy, chuyên cẩn tu tập, không bao lâu chứng đắc quả A La Hán. À nàn, sau khi ta nhập niết bàn, các người nên y theo pháp quán chân chánh ta đã dạy như trên, mà chỉ bày dạy bảo cho nhóm 6 thầy tỷ kheo xấu và tỷ kheo sa nặc. Hết lòng nương theo giáo pháp chân chánh thanh tịnh này thì không bao lâu sẽ tự nhiên chứng đắc được thánh quả cao thượng. Này A Nan, nên biết rằng cội cây sanh tử to lớn trong ba cõi tăng trưởng được đều do nơi vô minh, khiến chúng sanh trôi dạt chìm đắm giữa dòng sông tham ái, trong đêm dài khổ não dưới vực sâu tam tối, mãi mãi quẩn quanh cây cột sanh tử. Sáu thức chỉ là cảnh nhánh, vọng niệm mới là cội gốc. Vô minh như sóng nước xô đẩy tâm thức rong chơi theo sáu trần, gieo nhân khổ não không gì chế ngự được nên tự do gây hại, như vị bạo chúa trong một nước. Cho nên ta nói vô minh là ông chủ xấu ác, mỗi phút mỗi giây đều gây hại. Chúng sanh không rõ biết điều đó, phải luân chuyển trong sanh tử. Này A Nan, tất cả chúng sanh đều nhân nơi vô minh mà sanh khởi những tham ái trói buộc, do quan điểm chấp ngã che lấp, nên để cho 84.000 loại phiền não trở thành ông chủ sai khiến mình, làm cho thân tâm rã rời, không có được sự tự do tự tại. Này A Nan, nếu phá trừ vô minh thì ba cõi đều không còn nữa. Vì nhân duyên ấy nên những ai phá trừ được vô minh gọi là người xuất thế. A Nan, nếu có thể quan sát kỹ 12 nhân duyên, thấy được rằng hoàn toàn không hề có bản ngã, thể nhập sâu vào cội nguồn thanh tịnh thì có thể lìa xa nạn lửa lớn là ba cõi. Này A Nan, Như Lai là bậc nói lời chân chánh, nay thành thật có lời căn dặn cuối cùng, đại chúng nên theo đó mà tu hành. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Phật diệt độ lấy ai làm thầy? Này A Nan, giới luật Phật đã chế định sẽ là bậc thầy lớn nhất của các ông, y theo đó mà tu hành có thể đạt được định và tuệ rất thâm sâu, thoát khỏi thế tục. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Phật nhập niết bàn sẽ y theo đâu mà an trụ? Này A Nan, hãy y theo bốn niệm xứ, giữ tâm nghiêm cẩn mà an trụ. Bốn niệm xứ đó là quán xét thể tánh và hình tướng của thân đồng với hư không, gọi là thân niệm xứ. Quán xét mọi cảm thọ không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở khoảng giữa, gọi là thọ niệm xứ. Quán xét tâm này chỉ là tên gọi, tính chất của tên gọi là lìa khỏi thực thể, gọi là tâm niệm xứ. Quán xét các pháp không rơi vào pháp thiện, không rơi vào pháp bất thiện, gọi là pháp niệm xứ. A Nan, tất cả những người tu hành nên đi theo bốn niệm xứ ấy mà an trụ. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Như Lai diệt độ, lúc kết tập kho tàng giáo pháp nên ghi như thế nào ở phần mở đầu tất cả các kinh? Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, lúc kết tập kho tàng giáo pháp, ở phần mở đầu tất cả các kinh nên ghi rằng: tôi được nghe đúng như thế này vào lúc Phật đang ở tại vì bốn chúng đệ tử mà thuyết kinh này. Lúc ấy ngài A Nan lại bạch hỏi Phật: Thế Tôn, trong lúc Phật còn tại thế hay khi Phật đã nhập niết bàn, nếu có người đàn Việt đem vàng bạc 7 món báu đủ các món ưa thích mà dâng cúng Như Lai thì nên sắp đặt như thế nào? Phật dạy A Nan, lúc Phật còn tại thế, những vật dâng cúng Phật thì chúng tăng nên được biết. Sau khi Phật diệt độ, tất cả những vật mà người ta do lòng tin dâng cúng lên Phật thì nên dùng để tạo hình tượng Phật, áo Phật, phướn lọng bằng 7 báu hoặc mua các loại hương dầu hoa quý mà dâng cúng Phật. Trừ việc dâng cúng Phật, ngoài ra không ai được dùng. Người nào dùng những phẩm vật ấy tức là phạm tội ăn cắp tài vật của Phật. A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, trong khi Phật còn tại thế, ví như có người dùng vàng bạc châu báu, phòng xá, điện đường, y phục, thức ăn uống, đủ các món ưa thích, đem hết lòng cung kính lễ bái cúng dường Như Lai, rồi sau đó Phật nhập niết bàn, cũng có người dùng vàng bạc châu báu, áo quần, thức ăn uống, đủ các món ưa thích mà dâng cúng lên hình tượng Như Lai, đem hết lòng cung kính lễ bái cúng dường. Bạch Thế Tôn, trong hai người hết lòng cúng dường ấy, ai được phước đức nhiều hơn? Đức Phật dạy A Nan, hai người ấy đều đem hết lòng thành kính để cúng dường, nên chỗ được phước đức của họ không khác gì nhau. Vì sao vậy? Tuy Phật đã diệt độ, nhưng pháp thân thường còn, vì cả hai đều đem hết lòng thành kính để cúng dường, nên phước đức quả thật đều như nhau. A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, trong khi Phật còn tại thế, ví như có người đem hết lòng thành kính cúng dường Như Lai cũng giống như trên. Sau khi Phật nhập niết bàn, lại có người đem hết lòng thành kính cúng dường cung kính sát lại toàn thân của Phật. Bạch Thế Tôn, trong hai người ấy ai được phước đức nhiều hơn?
Phật bảo A Nan, hai người ấy được phước đức như nhau, công đức của họ là rộng lớn vô lượng vô biên không thể cùng tận, cho dù biển khổ cạn hết, phước đức của họ cũng không hết. A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, trong khi Phật còn tại thế, ví như có người hết lòng thành kính cúng dường Như Lai cũng giống như trên. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, lại có người cũng hết lòng thành kính cúng dường như trên đối với sán lại một nửa thân Phật. Bạch Thế Tôn, trong hai người ấy ai được phước đức nhiều hơn? Phật bảo A Nan, hai người ấy đều hết lòng thành kính cúng dường nên chỗ được phước đức không khác gì nhau, đều là vô lượng vô biên. A Nan, sau khi Phật diệt độ, ví như có người hết lòng thành kính cúng dường xá lợi Như Lai, dù chỉ là 1/4, 1/8, 1/16, 1%, 1/1000, 1/10000 hoặc 1/1 trong vô số phần nhiều như số cát sông Hằng, cho đến 1/1 nhỏ như hạt cải, nhưng cũng đều hết lòng thành kính mà cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Nếu so với khi Phật còn tại thế có người hết lòng thành kính cúng dường cung kính Như Lai, thì chỗ được phước đức của cả hai người đều không khác gì nhau. Phước đức của họ là vô lượng, không thể đo lường, không thể nói hết. A Nan nên biết rằng, dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật đã nhập Niết Bàn, nếu có người hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, tán thán Như Lai, chỗ được phước đức trong cả hai trường hợp đều không khác gì nhau. Đức Phật dạy A Nan và đại chúng: Sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả những chúng sanh nào ở các cõi trời người, khi nhận được xá lợi của ta, buồn vui lẫn lộn, vừa thương cảm vừa hân hoan, liền hết lòng cung kính lễ bái cúng dường, sẽ được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nhìn thấy xá lợi của Như Lai tức là thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng là thấy được Niết Bàn. A Nan nên biết rằng, vì nhân duyên ấy nên Tam Bảo là thường trụ, không hề biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh. A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết Bàn, tất cả đại chúng nên y theo phép tắc nào để trà tỳ nhục thân Như Lai rồi thu lấy xá lợi và hết lòng thành kính cúng dường? Phật dạy A Nan: Sau khi ta nhập Niết Bàn, đại chúng nên y theo phương pháp trà tỳ như đối với vị chuyển luân thánh vương. A Nan lại hỏi: Phương pháp trà tỳ đối với vị chuyển luân thánh vương là như thế nào? Phật bảo A Nan: Sau khi vị chuyển luân thánh vương băng hà, di thể được giữ lại 7 ngày rồi mới cho vào một cỗ kim quan. Sau đó dùng loại dầu thơm tốt nhất để rót đầy vào quan tài rồi đóng kín lại. Trải qua 7 ngày sau mới đưa di thể ra khỏi kim quan, dùng các thứ nước thơm mà tắm gội rồi đốt các loại danh hương để cúng dường. Sau đó dùng hoa đầu la bọc lót khắp quanh di thể, kế đó dùng 1000 tấm lụa trắng loại quý nhất để quấn quanh khắp di thể thành nhiều lớp, lớp này bọc lên lớp kia. Tiếp đó lại dùng các thứ dầu thơm rót đầy vào kim quan, sau đó mới đặt di thể trở lại vào trong đó và đậy kín lại. Bấy giờ mới dùng loại xe quý bằng gỗ thơm và 7 món báu để đưa kim quan đi. Bốn phía xe đều treo các loại chuỗi ngọc, lại dùng tất cả các món trang sức quý báu để trang hoàng. Bao quanh xe là vô số phướn hoa cỡ lọng bằng 7 món báu, lại đốt lên tất cả các loại hương thơm vi diệu, dùng tất cả các loại âm nhạc như ở cõi trời, vây quanh xe chở kim quan để cúng dường. Bấy giờ mới dùng toàn những thanh gỗ thơm loại tốt có trang trí ở cả bên trong và bên ngoài, cùng với loại dầu thơm tốt nhất để trà tỳ nhục thân của vị chuyển luân thánh vương. Trà tỳ xong, thu nhặt xá lợi, dựng một tháp báu nơi ngã tư giữa đô thành để đặt xá lợi vào. Tháp ấy có 4 cửa vào để tất cả nhân dân đều được cùng nhau chiêm ngưỡng xá lợi ấy. Này A Nan, vị chuyển luân thánh vương ấy chỉ nhờ chút ít phước đức được nối ngôi vua, thật chưa thoát khỏi các cảnh giới hiện hữu, vẫn còn thụ hưởng đủ 5 món dục, thê thiếp, thể nữ, 3 độc tham sân si và các quan niệm xấu ác, cho đến tất cả phiền não và những thứ trói buộc sai khiến chưa trừ bỏ được mảy may nào. Vậy mà sau khi băng hà, người đời còn dùng những phép tắc trang nghiêm như vậy để trà tỳ, sân tháp, xây tháp cúng dường xá lợi, ai nấy đều chiêm ngưỡng. A Nan, huống chi Như Lai đã trải vô lượng vô biên vô số a tăng kỳ kiếp, vĩnh viễn buông bỏ 5 món dục, thê thiếp, thể nữ. Đối với các pháp thế gian, Như Lai có thể phá bỏ tất cả như cơn mưa đá, phá hoại cây cỏ. Việc khó chuyên cần có thể chuyên cần, việc khó thực hành có thể thực hành, hết thảy những sự khổ hạnh của hàng Bồ Tát xuất thế Như Lai đều đã từng chuyên cần khó nhọc tu tập, tất cả những sự hành đạo của chư Phật ba đời trong các 10 phương, những pháp hết sức thâm sâu nhiệm màu thanh tịnh, như giới định tuệ giải thoát tri kiến, 6 ba la mật, Như Lai đều có đủ. Ngài đã tu tập đủ 10 sức, tâm đại bi, 4 đức chẳng sợ, 3 môn giải thoát, 18 pháp không, 6 thần thông, 5 loại mắt, 37 phẩm trợ đạo, 18 pháp chẳng chung cùng với hai thừa, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp,
Như Lai đã thành tựu thọ mạng như tất cả chư Phật, thế giới thanh tịnh như tất cả chư Phật, cùng tất cả những pháp thành tựu cho chúng sanh, tất cả những sự khổ hạnh khó tu tập, tất cả những giới luật thâu nhiếp các pháp lành, tất cả những giới luật thâu nhiếp chúng sanh, tất cả những giới luật thâu nhiếp oai nghi, tất cả công đức, tất cả trí tuệ, tất cả sự trang nghiêm, tất cả các nguyện lớn, tất cả các phương tiện, hết thảy những giới hạnh, phước đức và trí tuệ không thể nghĩ bàn như vậy, Như Lai đều đã thành tựu đầy đủ không thiếu sót. Như Lai đã dứt trừ tất cả pháp bất thiện, dứt trừ tất cả phiền não, dứt trừ tất cả tập khí phiền não còn sót lại. Như Lai thông đạt bốn chân đế, 12 nhân duyên, nơi của cây Bồ Đề đã hàng phục bốn thứ ma, thành tựu nhất thiết chủng trí, hết thảy những pháp nhiệm mầu như vậy. Ngài đều đã tu tập đầy đủ, nên tất cả chư Phật mới xướng lên lời ngợi khen rằng, lành thay, chư Phật đồng lấy nước trí tuệ pháp tánh mà dưới nơi đỉnh pháp thân. Ngài mới đắc thành An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, do nhân duyên ấy được tôn xưng là Thiên Nhân Sư, thập lực chủng giác trí cực thế tôn, khắp cõi trời người không ai sánh bằng Như Lai. Như Lai đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng thương yêu như con trai là La Hồ La, cho nên được tôn xưng là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như Lai thường xót thế gian, tùy duyên giáo hóa thể đều trọn vẹn, lại cũng vì chúng sanh mà nay thị hiện nhập Niết Bàn, sẽ tùy theo pháp thế gian mà cho làm lễ trà tỳ như vị chuyển luân thánh vương, là muốn cho chúng sanh đều được có cơ hội cúng dường xá lợi Phật. A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn rồi cũng như chuyển luân thánh vương, hãy giữ thánh thể lại qua 7 ngày rồi mới đặt vào kim quan, sau đó dùng dầu thơm loại tốt nhất rót đầy vào quan rồi đóng nắp lại. Ở bốn phía quan tài nên dùng 7 món báu xen lẫn để trang nghiêm, dùng các loại cờ báu hương hoa mà cúng dường, trải qua 7 ngày lại đưa thánh thể ra khỏi kim quan, dùng tất cả những thứ nương thơm tốt nhất mà tắm gội thân Như Lai, sau đó dùng loại hoa đầu la mềm mịn nhất mà bọc lót khắp quanh thánh thể, kế đó dùng ngàn tấm lụa trắng vô cùng quý giá mà quấn quanh phía ngoài hoa đầu la, che kín thân Như Lai rồi đặt trở lại vào kim quan, tiếp theo lại rót đầy dầu thơm loại tốt nhất vào trong kim quan và đóng kín nắp lại. Sau đó dùng toàn những loại gỗ quý như chiên đàn nghiêu đầu, trầm thủy và các loại gỗ thơm để làm thành một cỗ xe có 7 món báu, lại trang nghiêm cỗ xe ấy bằng tất cả những vật quý báu, rồi dùng xe ấy đưa kim quan đến chỗ trà tỳ. Khi ấy lại dùng vô số cờ quý, lọng quý, vải quý cùng với âm nhạc cõi trời, vô số hương hoa để khắp hư không, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Tất cả hàng trời người và vô số đại chúng, mỗi người đều nên dùng các thứ trên đàn, trầm thủy, dầu thơm vi diệu để trà tỉ nhục thân Như Lai, lưu luyến ngưỡng mộ mà cất lên những tiếng than khóc bi ai. Sau khi lễ trà tỉ đã xong, hàng trời người và bốn chúng đệ tử cùng nhau thu nhặt lấy xá lợi Phật đựng trong bình bằng 7 món báu, sau đó xây tháp bằng 7 món báu tại ngã tư đường giữa thành lớn, tiết lễ cúng dường xá lợi Phật, khiến cho chúng sanh được công đức lớn, lìa xa khổ não trong ba cõi, có thể đạt đến cõi Niết Bàn an vui. A Nan nên biết rằng sau khi tất cả bốn chúng đã xây tháp 7 báu thờ xá lợi Phật rồi, cũng nên biết việc xây 3 loại tháp khác mà cúng dường, đó là tháp Phật Bích Chi, tháp A-La-Hán và tháp Chuyển Luân Thánh Vương. Cúng dường như vậy là để khiến cho người thế gian biết chỗ quy y. A Nan bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai ra đời thương xót chúng sanh, khiến họ được thấy rõ 10 sức đại bi, 4 đức chẳng sợ, 12 nhân duyên, 4 chân đế, 3 muôn giải thoát, phát ra âm thanh đủ 8 giọng phạm âm chấn động ba cõi như sấm rèn, hào quang từ bi 5 sắc chiếu khắp 6 nẻo, tùy thuận tâm nghiệp của chúng sanh mà chuyển hóa. Có người chứng đắc 4 thánh quả, tu hành theo pháp của hai thừa, có người chứng đạo duyên giác vô vi, dứt sạch phiền não, có người đạt được địa vị Bồ Tát không còn sanh diệt, có người đạt được vô lượng các môn Đà La Ni, có người chứng đắc 5 thứ mắt, hoặc được 6 thần thông, hoặc ra khỏi 3 đường ác, hoặc thoát được 8 nạn, hoặc dứt được khổ não cõi người, cõi trời, hoặc trong cả ba cõi. Uy lực từ bi thanh tịnh của Như Lai, pháp môn giải thoát của Như Lai đều là không thể nghĩ bàn, nên sau khi Ngài nhập Niết Bàn, tất cả thế gian, người và chư thiên, bốn chúng đệ tử xây tháp 7 báu cúng dường xá lợi, ắt được công đức lớn, có thể khiến chúng sanh thoát khỏi khổ não trong ba cõi, được vào giải thoát chân chánh. Do nhân duyên ấy, sau khi Phật nhập Niết Bàn, tất cả thế gian, người và chư thiên đại chúng, vì muốn báo đáp ơn điển từ bi sâu xa vô lượng của Phật, mà xây tháp 7 báu cúng dường xá lợi Phật, điều đó là hợp lý. Thế Tôn, còn như ba loại tháp kia, có những lợi ích gì đối với chúng sanh mà Phật phải dạy phải xây cất
cung kính cúng dường. Phật bảo A Nan, vị Phật Bích Chi đã chứng ngộ được nhân duyên các pháp, thể nhập sâu vào tánh của các pháp, đã thoát khỏi tất cả những lỗi lầm tai hại của các cảnh giới hiện hữu, có thể làm bậc phước điển cho hàng trời người. Vì nhân duyên ấy, xây tháp cúng dường vị Phật Bích Chi được phước đức chỉ kém hơn phước đức cúng dường tháp Như Lai, có thể khiến cho chúng sanh đều đạt được quả vị giải thoát mầu nhiệm. Này A Nan, vị A La Hán đã dứt hẳn sự tái sanh trong ba cõi, không còn phải thọ thân sau nữa, phạm hạnh đã thành tựu, có thể làm bậc phước điển cho thế gian. Vậy nên xây tháp cúng dường vị A La Hán sẽ được phước đức kém hơn phước đức cúng dường tháp Phật Bích Chi, cũng khiến cho chúng sanh đều được giải thoát. A Nan, vị chuyển luân thánh vương tuy chưa giải thoát phiền não trong ba cõi, nhưng nhờ sức phước đức mà được cai trị bốn thiên hạ, dùng 10 điều thiện để giáo hóa và che chở chăm sóc chúng sanh, vì thế nên được chúng sanh tôn kính. Do đó bốn chúng xây tháp cúng dường chuyển luân thánh vương cũng sẽ được phước đức vô lượng. A Nan lại bạch Phật, sau khi Như Lai nhập niết bàn, tất cả bốn chúng nên trả tiền nhục thân Như Lai ở nơi nào để thu nhặt xá lợi, xin Phật chỉ dạy. Phật dạy A Nan, sau khi Như Lai nhập niết bàn, nếu tất cả bốn chúng trả tỷ nhục thân Như Lai trong thành Câu Thi Na, về sau nhân dân trong thành ấy thảy đều vì việc tranh nối ngôi vua ắt phải đánh dẹp lẫn nhau, tranh chấp không ngừng sẽ khiến cho phước đức của mỗi người đều sai khác. A Nan, tất cả bốn chúng nên trả tỷ nhục thân Như Lai ở bên ngoài thành để khiến cho tất cả thế gian đều được phước đức bình đẳng như nhau. A Nan bạch Phật, sau khi Như Lai nhập niết bàn, lễ trả tỷ xong, tất cả bốn chúng đã thu nhặt xá lợi, đạt yên trong bỉ quý, nên xây dựng tháp bằng bảy báu ở đâu để tất cả đều được cúng dường với lòng thành kính sâu xa nhất, xin Phật chỉ dạy. Phật dạy A Nan, sau khi Như Lai nhập niết bàn, lễ trả tỷ xong, tất cả bốn chúng đã thu nhặt xá lợi, đạt yên trong bỉ quý bằng bảy món báu, nên xây dựng tháp bằng bảy món báu cao 13 tầng trong thành Câu Thi Na. Ngày nơi ngã tư đường, trên tháp có tướng Pháp Luân dùng tất cả các vật quý báu tốt đẹp đặt xen lẫn nhau để trang nghiêm, lại dùng tất cả các thứ hoa đẹp, cờ xí nghiêm lạ để trang sức thêm. Bốn phía quanh tháp đều có lan can làm bằng bảy món báu. Tất cả các món trang trí như thế không đâu là không đầy đủ. Ở bốn phía tháp đều có cửa mở ra, mỗi tầng tháp nối tiếp đều có cửa sổ mở đối xứng nhau. Bình quý đựng xá lợi Phật được đặt yên trong tháp ấy, tất cả hàng trời người và bốn chúng đệ tử cùng chiêm ngưỡng cúng dường. A Nan, tháp của vị Phật Bích Chi nên xây cao 11 tầng, cũng dùng đủ các món vật báu để trang nghiêm. A Nan, tháp của vị A La Hán nên xây cao 4 tầng, cũng dùng đủ các món vật báu để trang nghiêm. A Nan, tháp của vị Chuyển Luân Thánh Vương cũng xây bằng 7 món báu nhưng không cao lên tầng nào cả. Vì sao vậy? Vì chưa thoát khỏi các nỗi khổ hiện hữu trong ba cõi, vẫn còn trong sanh tử. Bấy giờ khi Ngài A Nan luật bạch Phật, sau khi Như Lai nhập niết bàn, lễ trả tỷ xong, tất cả hàng trời người và bốn bộ đại chúng nên phân chia xá lợi Phật như thế nào để cúng dường. Phật dạy A Nan luật, sau khi Như Lai nhập niết bàn, hàng trời người và tất cả đại chúng nên dùng tâm bình đẳng để phân chia xá lợi Phật trong khắp ba cõi, sáu đường, khiến cho tất cả thế gian đều được cúng dường. Lúc ấy Thích Đề Hoản Nhân bạch Phật, này còn thừa trước Phật xin được cung kính thỉnh về một nửa phần xá lợi toàn thân Như Lai để cúng dường với lòng thành kính sâu xa nhất. Phật bảo Thiên Đế, Như Lai xem tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, đều yêu thương Như La Hầu La con trai ta. Ông không nên thỉnh về nửa phần xá lợi toàn thân Như Lai. Vì sao vậy? Vì để giúp cho chúng sanh được sự lợi ích bình đẳng. Này Thiên Đế, này ta cho ông phần xá lợi của một cái răng hàm trên bên phải, nên mang về cõi trời xây tháp cúng dường, có thể giúp cho ông được phước đức vô tận. Lúc ấy các hàng trời người và tất cả đại chúng đều bi ai rơi lệ, không sao ngăn được. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo bốn chúng đệ tử rằng, nay Phật nhập niết bàn, khắp hàng trời người và tất cả các người đừng quá sầu não. Vì sao vậy? Tuy Phật nhập niết bàn nhưng lưu lại xá lợi thường còn để cúng dường, lại có pháp bảo cao quý nhất là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Vì nhân duyên ấy, Tam Bảo và bốn chân đế là thường trụ thế gian, có thể khiến chúng sanh đem lòng thành kính sâu xa nhất mà quay về nương theo. Vì sao vậy? Cúng dường xá lợi Phật, tức là Phật bảo. Nhìn thấy xá lợi Phật, tức là thấy được Pháp thân. Thấy được Pháp thân, tức là thấy chư hiển thánh. Thấy chư hiển thánh, tức là thấy bốn chân đế. Thấy bốn chân đế, tức là thấy Niết Bàn. Cho nên phải biết rằng Tam Bảo là thường trụ, không hề biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả thế gian. Đức Phật lại dạy hết thảy đại chúng, các người đừng quá sầu khổ, nay ta sắp nhập niết bàn tại nơi này,
trong các người, nếu ai còn có chỗ hoài nghi chưa rõ về giới luật, về sự quy y, về lẽ thường hoặc vô thường, về tam bảo, bốn chân đế, sáu ba la mật, 12 nhân duyên, hãy mau mau thưa hỏi, vì đây là cơ hội cuối cùng. Đừng để sau khi Phật nhập Niết Bàn lại sanh lòng nghi ngờ, hối tiếc. Đức Phật nhắc nhở khắp đại chúng ba lần như vậy. Lúc ấy, bốn chúng đệ tử đều bi thương khổ não, nghẹn ngào tuôn lệ, trong lòng đau đớn khôn xiết, suy tưởng miên man, ngưỡng mộ lưu luyến, sầu đau đến mức như chết được. Nhưng rồi nhờ oai lực của Phật nên ai nấy đều ngăn được lệ sầu, tất cả đều an nhiên đứng lặng không thưa hỏi. Vì sao vậy? Vì tất cả bốn chúng đều đã thông đạt hiểu rõ về giới luật, về sự quy y, về tam bảo, bốn chân đế, không ai có điều gì nghi hoặc cả. Lúc ấy Đức Phật biết rằng trong bốn chúng không còn ai nghi hoặc gì nữa, liền ngợi khen rằng, lành thay, tất cả bốn chúng đều đã thông đạt về tam bảo, bốn chân đế, không còn ai nghi ngờ gì nữa, khác nào như đã dùng nước sạch, tẩy rửa được hết mọi chất dơ bẩn trên thân mình. Đại chúng, các người nên chuyên cần tinh tấn để sớm được ra khỏi sanh tử, đừng sanh lòng sầu não, mê muộn, rối loạn. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, được cánh tay có màu sáng như vàng ròng, vén tấm y tăng giả lê đang đắp trên người, để lộ bộ ngực sư tử chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, rồi bảo tất cả đại chúng rằng, khắp hàng trời người và đại chúng, các người nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Lúc ấy tất cả bốn chúng đều hết lòng chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng của đấng đại giác Thế Tôn, mắt không chấp nghỉ, hết thảy đều cảm thấy vô cùng sảng khoái an vui. Dù cho vị tỳ kheo thể nhập cảnh giới thiền định thứ ba cũng khó mà phát sanh được sự sảng khoái an vui như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đã hiện sắc thân màu vàng ròng cho đại chúng chiêm ngưỡng rồi, liền phóng ra vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ước đạo hào quang đại niết bàn chói lọi, soi chiếu khắp tất cả thế giới trong mười phương, khiến cho ánh sáng của mặt trời mặt trăng như không còn sáng nữa. Phóng quang như vậy rồi, Phật lại bảo khắp đại chúng rằng, các người nên biết vì tất cả chúng sanh mà Như Lai đã trải qua bao kiếp chuyên cần khổ nhọc, cho đến chịu các dẻo thân thể chân tay, đã tu tập tất cả những pháp khổ hạnh khó thực hành, vì bổn nguyện đại bi nên thị hiện trong cõi đời có năm sự uế trược này mà thành tựu an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, được sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tiến này, kiên cố như kim cang không hư hoại, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng hào quang chói sáng chiếu khắp mọi nơi. Nếu được nhìn thấy sắc thân Như Lai, gặp hào quang Như Lai, thì không ai là không được giải thoát. Tiếp đó Phật dạy, đại chúng Phật ra đời rất khó gặp, cũng như hoa ưu đàm rất hiếm khi được thấy. Đại chúng các người được gặp ta vào giờ phút cuối cùng, xem như đã không uổng phí sanh ra trong đời này. Ta dùng sức thể nguyện từ thuở trước mà thị hiện sanh ra trong cõi uế trược này, cơ duyên giáo hóa đã trọn vẹn, nay sắp vào Niết Bàn. Các người đã đem lòng trí thành chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai, đã tu tập được nghiệp lành thanh tịnh như thế, trong đời vị lai sẽ được quả báo tốt đẹp như thế. Lúc ấy Đức Thế Tôn ân cần lặp lại những lời như trên ba lần, rồi hiển bày cho đại chúng đều được thấy rõ sắc thân Như Lai màu vàng ròng chói sáng. Từ nơi giường thất bảo, Phật hiện thân bay lên hư không cao khoảng ngang tầm một cây đa la, cất tiếng bảo khắp đại chúng lần thứ nhất rằng, ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Tiếp đó Đức Thế Tôn lần lượt hiện thân bay lên hư không cao khoảng 2 cây đa la, rồi 3 cây đa la, cho đến lượt thứ 7 thì cao đến khoảng 7 cây đa la. Mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng, ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Rồi từ trên không trung Đức Phật hạ xuống ngồi trên giường sư tử, lại cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng, ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Sau đó Đức Thế Tôn lần lượt lại từ nơi giường sư tử hiện thân bay lên hư không cao khoảng một cây đa la, lại bảo với đại chúng rằng, ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân trắng sói màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Rồi Phật hiện thân bay lên hư không cao khoảng 2 cây đa la, rồi 3 cây đa la, cho đến cao đến khoảng 7 cây đa la. Mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng, ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân trói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Bấy giờ từ trên không trung Đức Phật lại hạ xuống ngồi trên giường sư tử, cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng, ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất
mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Sau đó Đức Thế Tôn lần thứ ba lại từ nơi giường sư tử hiện thân bay lên hư không cao khoảng một cây đa la, nhắc lại với đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Rồi Phật lại hiện thân bay lên hư không cao khoảng 2 cây đa la, rồi 3 cây đa la, cho đến cao đến khoảng 7 cây đa la. Mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Sau đó từ trên không trung, Đức Phật hạ xuống ngồi trên giường sư tử, cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Bấy giờ Đức Thế Tôn đã hiển bày sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai cho tất cả đại chúng đều được chiêm ngưỡng. Ngài đã lặp lại 3 lần hiện thân bay lên hư không, mỗi lần 7 lượt, từ chiều cao 1 cây đa la lên đến khoảng 7 cây đa la, và cũng lặp lại 3 lần từ trên không trung hạ xuống ngồi trên giường sư tử. Như vậy cả thầy đã 24 lần Ngài đều ân cần nhắc nhở đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân Như Lai chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, là thân không có sự sợ sệt, là thân kim cang bền chắc không hư hoại, sắc thân Như Lai như hoa ưu đàm rất khó được gặp. Đại chúng nên biết rằng ta sắp vào Niết Bàn, các ngươi nên hết lòng trí thành chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai, ví như kẻ nóng khát khi gặp nước trong mát liền uống thỏa thuê, không còn muốn gì khác nữa. Đại chúng các người cũng vậy, nay ta sắp vào Niết Bàn, các người nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng, vì đây là lần cuối cùng còn được nhìn thấy Như Lai. Từ sau lần này, các người sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa. Đại chúng các người hãy chiêm ngưỡng cho thỏa mãn, đừng để về sau phải hối tiếc. Tiếp đó, Phật dạy khắp đại chúng rằng, sau khi ta nhập Niết Bàn, đại chúng các người phải rộng tu các pháp môn để sớm thoát ra khỏi cảnh khổ hiện hữu trong ba cõi. Không được chỉ trệ lời nhắc, buông thả phóng túng để tâm tán loạn. Lúc ấy tất cả chúng sanh trong khắp các thế giới, hàng trời người và bốn chúng đệ tử Phật, sau khi được hào quang Niết Bàn soi chiếu, được chiêm ngưỡng sắc thân Phật rồi, thì tất cả ba đường ác, tám nạn khổ cùng những phiền não trong thế gian cõi trời cõi người, những tội lỗi nặng nề nhất như bốn tội trọng, năm tội nghịch, hết thảy đều được vĩnh viễn diệt sạch, không sót lại gì cả, tất cả đều được giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đã hiển lộ sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía cho tất cả đại chúng chiêm ngưỡng và ân cần nhắc nhở nhiều lần rồi, liền kéo tấm y tăng giả lê che thân trở lại như lúc bình thường. Duyên dứt về nguồn phẩm thứ nhì, Phật lại bảo đại chúng: Này thể khắc đã đến, toàn thân ta đều đau nhức. Bấy giờ Đức Thế Tôn vừa nói dứt lời liền nhập sơ thiền, phóng hào quang Niết Bàn quán xét khắp thế giới, nhập tịch diện địch. Đức Thế Tôn nhập sơ thiền rồi ra khỏi sơ thiền, lại nhập đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền, lại nhập đệ tam thiền, ra khỏi tam thiền, lại nhập đệ tứ thiền, ra khỏi tứ thiền, lại nhập hư không xứ, ra khỏi không xứ, lại nhập vô biên thức xứ, ra khỏi vô biên thức xứ, lại nhập vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ, lại nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi tưởng xứ, lại nhập diệt tận định. Sau đó Như Lai ra khỏi diệt tận định, liền quay trở lại nhập phi tưởng phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi tưởng xứ, liền quay trở lại nhập vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ, liền quay trở lại nhập vô biên thức xứ, ra khỏi vô biên thức xứ, liền quay trở lại nhập hư không xứ, ra khỏi hư không xứ, liền quay trở lại nhập đệ tứ thiền, ra khỏi đệ tứ thiền, liền quay trở lại nhập đệ tam thiền, ra khỏi đệ tam thiền đến quay trở lại nhập đệ nhị thiền, ra khỏi đệ nhị thiền đến quay trở lại nhập sơ thiền. Lúc ấy Đức Thế Tôn sau khi đã thị hiện nhập tất cả các cảnh giới thiền định theo hai chiều thuận nghịch như vậy rồi, liền bảo khắp đại chúng rằng: Ta dùng trí bát nhã hết sức thâm sâu để quán xét khắp trong ba cõi, trong khắp sáu nẻo luân hồi, hết thảy núi non biển cả đất đai và tất cả các loài sinh sống trong đó, ta thấy rõ rằng trong ba cõi này tính chất căn bản chung là lìa khỏi thực thể, quán xét đến chỗ rốt ráo đều vắng lặng diệt mất, đồng với tướng trạng của hư không, không có tên gọi, không có nhận biết, vĩnh viễn dứt trừ mọi sự hiện hữu. Các pháp trong ba cõi này vốn xưa nay bình đẳng, không tự có niệm tưởng là cao hay thấp, không thấy, không nghe, không biết, không hiểu, không thể bị trói buộc, không thể được giải thoát, không có chúng sanh, không có mạng sống của chúng sanh, không khởi, không dứt, không mất, chẳng phải thế gian, cũng chẳng phải không là thế gian, Niết Bàn và sanh tử đều không thể đạt đến,
hai bà mẹ ấy bình đẳng như nhau, để cùng bình đẳng với tất cả các pháp. Thấy được như vậy rồi thì tự mình trụ yên trong an nhàn tĩnh lặng, không có việc gì phải làm. Chỗ rốt ráo an bày đều không thể đạt được. Đừng theo pháp và pháp tánh vô trụ mà hành xử, dứt trừ tất cả các tướng, không một tướng nào còn hiện hữu. Tướng của pháp là như vậy, ai rõ biết như vậy gọi là người xuất thế. Ai không rõ biết những điều này không thoát khỏi cội nguồn sanh tử. Đại chúng các người nên phá tan vô minh, diệt trừ cội nguồn sanh tử. Đức Thế Tôn sau khi thuyết dạy như trên lại thị hiện nhập siêu thiền. Sau khi ra khỏi sơ thiền liền nhập đệ tam thiền, ra khỏi tam thiền liền nhập hư không xứ, ra khỏi hư không xứ liền nhập vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ liền nhập diệt tận định. Sau khi ra khỏi diệt tận định, Thế Tôn liền nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ liền nhập vô biên thức xứ, ra khỏi vô biên thức xứ liền nhập đệ tứ thiền, ra khỏi đệ tứ thiền liền nhập đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền liền nhập sơ thiền. Sau khi đã thị hiện siêu thiền qua các cảnh giới thiền định bằng cách thuận và nghịch như vậy, Đức Thế Tôn lại bảo khắp đại chúng rằng: Ta dùng trí tuệ đại bát nhã để quan sát khắp trong ba cõi, các loài có tình thức, không có tình thức, kẻ nghe pháp và người thuyết pháp, hết thảy đến chỗ rốt ráo đều không có người bị trói buộc, không có người được giải thoát, không có chủ thể, không có đối tượng nương theo, không thể nắm giữ, không ra khỏi ba cõi, không đi vào các cảnh giới hiện hữu. Sự này vốn là thanh tịnh, không có nhơ bẩn, không có phiền não, đồng như hư không, không bình đẳng, chẳng phải không bình đẳng, dứt hết mọi động niệm, tư tưởng, tâm thức. Tướng của pháp như vậy gọi là đại niết bàn, chân thật thấy được pháp này gọi là giải thoát. Những kẻ phàm phu không rõ biết như vậy gọi là vô minh. Đức Thế Tôn sau khi thuyết giải như vậy rồi lại thị hiện nhập siêu thiền. Sau khi ra khỏi sơ thiền, lại lần lượt nhập và xuất các cảnh giới thiền cho đến nhập diệt tận định. Sau khi ra khỏi diệt tận định, lần lượt quay ngược lại nhập và xuất các cảnh giới thiền cho đến nhập sơ thiền. Sau khi đã thị hiện siêu thiền qua các cảnh giới thiền định bằng cách thuận và nghịch như vậy, Đức Thế Tôn lại dạy đại chúng rằng: Ta dùng con mắt trí tuệ của Phật để quan sát khắp trong ba cõi, tất cả các pháp đều có nguồn gốc ban đầu từ vô minh. Tánh của vô minh vốn là giải thoát, nếu tìm kiếm giải thoát trong khắp mười phương rốt cùng cũng không thể được, vì cội gốc vô minh là không, nên hết thảy cảnh nhánh đều được giải thoát. Vì vô minh được giải thoát cho nên lần lượt đến già chết cũng đều được giải thoát. Vì nhân duyên ấy nên ta trụ yên trong hào quang thường tịch diệt, gọi là đại niết bàn. Lúc ấy ngài A Nan hết sức bi ai, buồn đau khốn khổ, lòng dạ rối loạn, tỉnh thức hôn mê, nhưng người quá say không còn nhận biết gì nữa, không nhìn thấy bốn chúng, cũng không biết Đức Như Lai đã nhập niết bàn hay chưa. Đức Thế Tôn khi ấy đã thị hiện siêu thiền, nhập vào suốt các cảnh giới thiền định ba lần, quán xét khắp pháp giới, lại vì khắp đại chúng mà thuyết pháp ba lần như vậy, cộng cả thể Như Lai đã 27 lượt xuất và nhập các cảnh giới thiền định. Vì ngài A Nan không còn tỉnh táo nhận biết nên mỗi khi Phật nhập một cảnh giới thiền định đều theo hỏi ngài A Nan luật rằng Phật đã nhập niết bàn hay chưa, cả thể là 27 lần hỏi. Mỗi lần như vậy, ngài A Nan luật vì rõ biết sâu xa rằng Đức Như Lai chỉ nhập các cảnh giới thiền định nên đều trả lời Phật chưa nhập niết bàn. Lúc ấy tất cả đại chúng cũng đều hoảng loạn, không biết được Như Lai đã vào niết bàn hay chưa. Bấy giờ sau khi đã ba lần nhập và xuất các cảnh giới thiền định cũng như ba lần chỉ dạy cho đại chúng rồi, Đức Thế Tôn bèn nằm duỗi người trên giường thất bảo, nghiêng hông bên phải xuống dưới, đầu hướng về phương bắc, mặt hướng về phương tây, có những chuỗi ngọc xinh đẹp nhiệm màu trang nghiêm quanh giường thất bảo. Trong rừng cây sa la khi ấy có tám cây mọc sóng đôi thành bốn cặp, một cặp phía tây trước mặt Như Lai, một cặp phía đông sau lưng Như Lai, một cặp phía bắc trên đầu Như Lai, một cặp phía nam dưới chân Như Lai. Lúc ấy Đức Thế Tôn nằm trên giường báu dưới rừng cây sa la. Đến khoảng nửa đêm, Phật nhập đệ tứ thiền vắng lặng an nhiên không một tiếng động. Trong khoảnh khắc ấy, Phật nhập niết bàn. Đấng Đại Giác Thế Tôn nhập niết bàn rồi, trong rừng sa la ấy, hai cặp cây đứng phía đông và phía tây liền hợp tán cây thành một, hai cặp cây sóng đôi đứng phía nam và phía bắc Phật cũng hợp tán cây thành một, tạo thành một cái lọng lớn che kín phía bên trên giường báu Phật nằm. Trong chốc lát, những cây ấy đều đau buồn chuyển thành màu trắng muốt như lông con hạc trắng, cảnh lá hoa trái cho đến vỏ cây, thân cây đều nứt nẻ rơi rụng, dần dần khô héo gãy rụng không còn gì cả. Lúc ấy từ vô lượng muôn ức thế giới, nhiều như số cát sông Hằng của chư Phật mười phương, tất cả những cõi đất đều chấn động mạnh, phát ra đủ mọi thứ âm thanh, nghe như tiếng than thở rằng: khổ thay, khổ thay, thế gian đã trở thành trống rỗng.
Những âm thanh ấy lại tạo thành những tiếng diễn đạt lẽ vô thường, khổ không và sự buồn đau ai oán. Bấy giờ tất cả núi non trong các thế giới mười phương, như núi Mục Chân Lân Đà, núi Maha Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, Bảo Sơn, Hương Sơn, Kim Sơn, Hắc Sơn, tất cả núi non trên khắp các cõi đất đều cùng lúc rúng động sụp lở, phát ra những âm thanh vang dội khắp thế giới, nghe như tiếng than thở rằng: khổ thay, khổ thay, vì sao chỉ trong chốc lát thế gian đã trở thành công nơi nương tựa, mặt trời trí tuệ đã lặn khuất sau núi Đại Niết Bàn, tất cả chúng sanh mất đi đấng cha lành chân thật, mất đi bậc trời xứng đáng cho tất cả mọi người cung kính, từ nay không còn nơi chiêm ngưỡng. Lúc ấy tất cả biển cả trong các thế giới mười phương đều ngẩu đục, cuồn cuộn nổi sóng phát ra đủ mọi âm thanh, nghe như tiếng than thở rằng: khổ thay, khổ thay, đấng chánh giác đã ra đi, chúng sanh tội lỗi khổ não trôi dạt mãi trong biển cả sanh tử, như đêm dài tăm tối mê lạc mất con đường chân chánh, biết nhờ đâu mà được giải thoát. Tất cả sông ngòi, kênh rạch, suối khe, ao hồ, giếng nước bỗng nhiên đều nghiêng đổ khô cạn. Bấy giờ mặt đất và hư không trong khắp các thế giới mười phương đều vắng lặng u ám, mặt trời mặt trăng không còn chiếu sáng, sự tăm tối sầu não lan khắp thế giới. Ngay trong lúc ấy bỗng nhiên nổi lên cuồng phong mù mịt, chấn động kinh hồn, thổi tung bụi cát như che lấp cả thế giới. Trên mặt đất tất cả các loại cỏ cây, cỏ thuốc, cây lớn bỗng nhiên hoa trái, cành lá thảy đều khô gãy rơi rụng không còn gì cả. Ngay trong lúc ấy tất cả chư thiên hiện ra đầy khắp hư không trong mười phương thế giới, than khóc bi ai chấn động cả thế giới tam thiên đại thiên, rải xuống như mưa vô số trong ngàn các loại hương hoa tốt đẹp nhất cõi trời, đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, chất lại thành đống cao như núi Tu Di để cúng dường Như Lai. Từ trên không trung lại đổ xuống như mưa vô số cỡ phướn chuỗi lọng, lọng báu ngọc như ý đều là những vật báu của cõi trời, để khắp hư không biến thành một đài báu bốn mặt có châu ngọc, bảy món báu đan xen vây quanh chói sáng rực rỡ để cúng dường Như Lai. Từ trên không trung lại trỗi lên vô số giai điệu âm nhạc cõi trời rất mầu nhiệm, như tiếng trống, tiếng sáo, tiếng đàn hát, đủ mọi thứ âm thanh, nghe như tiếng than thở rằng: khổ thay, khổ thay, Phật đã nhập Niết Bàn, thế gian bây giờ trống rỗng, tất cả chúng sanh phải mù lòa, quỷ la sát tham cầu phiền não tràn lan khắp nơi, sự khổ não vô thường biến dị tiếp nối không dứt, bánh xe đau đớn chẳng ngừng quay. Lúc ấy ngài A Nan buồn khổ mê muội không còn nhận biết gì nữa, không biết Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa, trước mắt chỉ thấy toàn những cảnh tượng khác thường, liền quay sang hỏi lại ngài A Nan Luật: Phật đã nhập Niết Bàn rồi phải không? A Nan Luật đáp rằng: Đại giác Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Ngài A Nan vừa nghe qua câu này thì buồn đau cực độ, ngã nhào xuống đất như người đã chết, hơi thở dứt hẳn, tâm thức mờ mịt không còn biết gì nữa cả. Lúc ấy ngài A Nan Luật dùng nước trong mát tưới lên mặt A Nan cho tỉnh lại, đỡ dậy, rồi dùng phương tiện khéo léo mà an ủi rằng: buồn khổ thay, đau đớn thay, nhưng biết làm sao được, thôi ông cũng đừng buồn đau sầu não thái quá mà rối loạn tâm, nhân duyên giáo hóa của Như Lai đã dứt, hết thảy chư thiên và loài người không ai có thể lưu giữ ngài lại được. Khổ thay, khổ thay, nhưng biết làm sao được, ngờ đâu hôm nay bậc thầy của chư thiên và nhân loại, khi việc cần làm đã làm xong, không ai có thể lưu giữ được. Biết làm sao được, nay ông và tôi chúng ta phải cùng nhau kìm nén nỗi đau này. Ngài A Nan Luật lại an ủi thêm: A Nan, tuy Phật nhập Niết Bàn nhưng vẫn còn lưu lại xá lợi và pháp bảo cao quý nhất, thường trụ ở thế gian, có thể làm chỗ quay về nương theo cho tất cả chúng sanh. Nay ông và tôi chúng ta nên chuyên cần tinh tấn đem pháp bảo ấy truyền trao cho chúng sanh, khiến họ được thoát khỏi các nỗi khổ, như vậy mới báo đáp được ân đức của Như Lai. Lúc ấy ngài A Nan nghe lời an ủi khuyên nhủ rồi dần dần tỉnh ngộ, nhưng vẫn còn nghẹn ngào rơi lệ, không kìm nổi sự bi ai. Bấy giờ trong phạm vi vương vước 12 do tuần ở rừng Sa La thuộc thành Katina, đại chúng và chư thiên loài người tụ tập đầy kín, mỗi khoảnh đất chỉ bằng mũi nhọn một cây kim, cũng chứa được đến vô lượng người, nhưng phạm vi này vẫn không còn một khoảng trống nào. Dù vậy tất cả đại chúng đều không hề chen chúc che chướng lẫn nhau. Lúc ấy vô số ước Bồ Tát và tất cả đại chúng đều mê muội hoang mang rối loạn, không thể biết được là Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa, chỉ thấy trước mắt toàn những cảnh khác thường biến động. Các vị liền đồng thanh cất tiếng hỏi ngài A Nan Luật: Phật đã nhập Niết Bàn rồi phải không? Lúc ấy ngài A Nan Luật nói với đại chúng, tất cả chư thiên và nhân loại rằng: Đại giác Thế Tôn đã nhập Niết Bàn.
Nghe qua lời ấy rồi, có vô số người trong đại chúng đồng thời cảm thấy sầu khổ, choáng ngợp trong lòng, nghẹn ngào không nói được gì, thảy đều ngã nhào xuống đất, mê man bất tỉnh. Lại có những người ngay khi ấy nhập diệt theo Phật, lại có những người lòng dạ rối bời tán loạn, lại có những người thân tâm đều rúng động run rẩy, lại có những người nắm chặt tay nghẹn ngào rơi lệ, lại có những người luôn tay đấm ngực than khóc lớn tiếng, lại có những người không nén được đau thương vò đầu bứt tóc, lại có những người kêu thét lên đau đớn thay, cay đắng khổ não thay. Lại có những người than tiếc sao Như Lai vội nhập Niết Bàn quá sớm như vậy. Lại có những người than thở rằng, than ôi chúng ta đã mất đi một vị trời đáng tôn kính. Lại có những người kêu than, ôi thế gian đã trở thành trống rỗng, chúng sanh từ nay phải chịu mù lòa. Lại có những người than thở, con quỷ lớn phiền não từ nay sẽ lan tràn khắp chốn. Lại có những người than rằng, than ôi hạt giống lành của chúng sanh đã dứt, không còn nảy xanh mầm trồi được nữa. Lại có những người ta thán, ôi ma vương tử này vui sướng cởi bỏ áo giáp vì chẳng còn ai đối trị. Lại có những người tự chê trách thân tâm, quán xét lý vô thường. Lại có những người thực hành pháp quán chân chánh liền được giải thoát. Lại có những người đau xót than rằng, nay chúng ta không còn chỗ để quay về nương theo. Trong số đại chúng lại có những người quá đau đớn nên toàn thân dớm máu dỉ chảy xuống mặt đất. Tất cả đại chúng như vậy thuộc các loài khác nhau, tiếng nói khác nhau, thể đều cất tiếng bi ai chấn động khắp các thế giới. Lúc ấy Đại Phạm Thiên Vương Thi Khí là vị đứng đầu thế giới Ta Bà, biết rằng Phật đã nhập Niết Bàn, liền cùng chư thiên từ cảnh trời sơ thiên vượt qua hư không mà đáp xuống, cất tiếng tiếng khóc khóc lớn, nghẹn ngào tuôn lệ phụ phục trước thân Như Lai, rồi ngã lăn ra đất mê man hồi lâu mới tỉnh lại. Không tự chế được sự bi thương, Ngài đứng trước thân Phật đọc kệ than rằng, Thế Tôn xưa từng có thệ nguyện, vì chúng con thị hiện Ta Bà, che giấu sức tự tại vô lượng, dùng pháp thích hợp độ chúng sanh, phương tiện giảng thuyết tùy người nghe, ai ai cũng đều được an lạc, khuyến khích dẫn dụ cho thoát khổ, Niết Bàn nẻo cuối cùng hướng đến. Như Lai như mẹ hiền thương con, dòng sữa đại bi thường nuôi dưỡng, ngờ đâu một sớm dứt ra đi, trời người bơ vơ không chỗ dựa, đau đớn thay mầm thiện chúng sanh, không còn cam lộ giúp tăng trưởng, từ nay mầm thiện phải suy diệt, nghiệp ác kéo lôi vào nẻo ác, thế gian trống rỗng biết làm sao, mắt tuệ tránh chân diệt mất rồi, chúng sanh lạc vào đêm tăm tối, chìm trong ba cõi khổ vần xoay, tội lỗi chúng sanh ai cứu giúp, đương xá lại Phật được giải thoát, nguyện cầu sức đại bi Như Lai che chở cứu giúp con thoát khổ. Ngờ đâu đau đớn giữa cõi này, Như Lai buông bỏ nhập Niết Bàn. Lúc ấy Thích Đệ Hoàn Nhân cùng đại chúng chư thiên từ trên hư không hạ xuống kêu than rằng, khổ thay, khổ thay. Thiên đế lớn tiếng than khóc đau thương tuôn lệ, phục phục trước thân Như Lai, rồi ngã lăn ra đất mềm màn hồi lâu mới tỉnh lại, đau đớn nghẹn ngào quỳ mọp trước thân Phật đọc kệ than rằng, Như Lai bao kiếp tu hạnh khổ, đều vì thương xót mọi chúng sanh, thành tựu đạo vô thượng chánh giác, nuôi dưỡng chúng sanh đồng như con, pháp lành ban ra là thuốc quý, trị bệnh vượt hơn mọi thầy hay, mây đại từ bi che mắt chúng, mưa tuệ cam lộ tưới khắp cả, mặt trời trí tuệ phá vô minh, chúng sanh mê mờ gặp thánh đạo trong sáng, ánh từ soi sáu nẻo, ba cõi nhờ ơn được thoát khổ. Ngờ đâu nay dứt lòng đại bi, nhập cảnh Niết Bàn không ai thấy, nay biết nơi đâu nguyện đại bi, nỡ bỏ chúng sanh không luyến tiếc. Chúng con buôn loài trong ba cõi, như bề con mất mẹ sắp chết, bốn chúng nắm tay nhau than khóc, đau thương đấm ngược động ba cõi. Khổ thay hỡi người đời, cớ sao một sớm thành côi cút, chúng con dứt phước khổ biết bao, mầm thiện úa tàn không sanh lại. Cầu mong pháp bảo sáng lợi Phật, chiếu sáng giúp ta thoát cõi khổ, buồn tay đau đớn thay chúng ta, biết bao giờ gặp lại Như Lai. Bấy giờ Ngài A Na Luật bi thương than khóc, đau xót khôn lường, rồi quỳ mọp xuống trước thân Phật đọc kệ than tiếc rằng, Chánh giác Pháp Vương nuôi chúng con, nhờ dòng sữa Pháp lớn Pháp thân chúng sanh nay chưa thành, hành trang trí tuệ còn ít ỏi, ứng trì Pháp âm thường giảng thuyết, khiến chúng sanh nghe đều ngộ đạo, thêm ánh đại từ năm sắc chiếu, giúp chúng sanh đều được giải thoát, cớ sao sớm dứt nhập Niết Bàn, chúng sanh khổ biết nương về đâu, đại bi Thế Tôn nay không còn, chúng con bơ vơ ắp phải chết. Tùy rõ biết Thế Tôn phương tiện, chúng con không thể không bi thương, bốn chúng mê muội tâm tán loạn,
buồn đau chấn động khắp ba cõi. Thế Tôn riêng vào chốn an vui, chúng sanh quá khổ còn mong gì? Thuở xưa Thế Tôn vì chúng con nhiều kiếp đầu rơi, tay chân đứt. Nay thành đạo vô thượng chánh giác, sao chẳng ở lâu sớm nhập diệt? Chúng con bốn chúng giữa vô minh, Ma Vương vui mừng cởi áo giáp. Thường thầy nguyện Thế Tôn đại bi, ánh từ xá lợi soi khắp chúng, lại mong Thế Tôn thương bốn chúng, gia hộ pháp bảo truyền không dứt. Hận sao không thể chết theo được, dẫu chút sống thừa có là bao. Khổ thay đau đớn khôn nhẫn chịu, chẳng còn cơ hội gặp Như Lai. Lúc ấy ngài A Nan đã ngất đi hồi lâu, dần dần tỉnh lại, đưa tay vò đầu đấm ngực nghẹn ngào tuôn lệ, không kìm nổi đau thương, quỳ mọp xuống trước thân Phật, đọc kệ than rằng: con nhờ sức nguyện của Thế Tôn, may được cùng sanh trong dòng Thích. Kể từ Như Lai thành chánh giác, đã 20 năm theo kẻ cận, hết lòng kính dưỡng tình chưa chọn, một sớm nỡ dứt vào niết bàn. Thương thay cay đắng buồn khổ thay, đêm dài vô tận lòng xiết đau. Thần còn chưa thoát mọi nghi tình, vỏ bọc vô minh còn kiên cố. Thế Tôn chưa giúp con phá vỡ, sao nỡ sớm dứt nhập niết bàn? Con như trẻ sơ sanh non nớt, mất mẹ không lâu ắt phải chết, sao Thế Tôn nỡ đành dứt bỏ, riêng ngoài ba cõi hưởng an vui? Này con sám hối trước Thế Tôn, hổ Phật 20 năm đã tròn, đi đứng nằm ngồi nhiều biếng trễ, chưa đủ vui lòng Đức Thế Tôn. Nguyện Đức Chánh Giác Đại Từ Bi ban cho cam lộ được an vui, còn nguyện mai sau vô số kiếp luôn được cận kề hầu Thế Tôn. Ngước nguyện Thế Tôn phóng tử quang, chiếu khắp thế gian cứu độ con. Đau đớn thay tỏ bày khôn xiết, nghẹn lời không kể hết Phật ân. Lúc ấy vô số ức các vị Bồ Tát, nhiều như số các sông Hằng, cùng hết thể đại chúng cõi trời và cõi người, đều nắm tay nhau bi thường than khóc, nước mắt tuôn tràn, không ai ngăn được lòng đau xót. Rồi tất cả bảo nhau cùng nén lệ sầu, bày biện vô số hương hoa tươi đẹp như hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thủ sa, hoa ma ha mạn thủ sa, vô số các loại trên đàn trầm thủy quý giá được lấy từ những vùng ven biển xa xôi, cõi trời và cõi người, trăm ngàn muôn thứ hương thơm hòa trộn, vô số loại hương bột, hương nước cùng những lọng báu cờ phướn quý giá, chuỗi ngọc trai quý đầy khắp cả hư không, rồi đưa đến trước thân Như Lai, bị thường đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ hết thảy đại chúng và nhân dân nam nữ già trẻ trong thành Câu Thi Na đều bị thường đau xót rơi lệ, mỗi người đều bày biện vô số hương hoa tươi đẹp cùng những phướn lọng, các thứ còn nhiều hơn cả những phẩm vật đã nói trên, cùng đưa đến trước thân Như Lai, bị thường đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy bốn vị thiên vương cùng với đại chúng chư thiên đều bị thương đau xót rơi lệ, mỗi người cũng đều bày biện vô số hương hoa đủ các loại phẩm vật cúng dường, nhiều gấp ba lần những phẩm vật đã nói trên. Nước mắt giàn giụa cùng nhau đến chỗ Như Lai, cũng đưa tất cả phẩm vật đến trước thân Như Lai, bị thương đau xót dâng lên cúng dường. Các vị thiên vương và đại chúng chư thiên ở năm cõi trời còn lại cũng giống như vậy, đều bày biện phẩm vật cúng dường nhiều hơn đã nói trên để dâng lên cúng dường Đức Như Lai. Chư thiên ở sắc giới và vô sắc giới lại cũng như vậy, đều bày biện phẩm vật cúng dường nhiều hơn đã nói ở trên, mang đến dâng lên cúng dường Đức Như Lai. Quyển 42, Linh ứng khi trà tỷ, phẩm thứ 3. Bấy giờ tất cả nam nữ trong thành Câu Thi Na đều rơi lại khóc thương, không biết phép tắc trà tỷ thân Như Lai như thế nào. Liền hỏi ngài A Nan: Như Lai đã nhập niết bàn, vậy nên theo phép tắc như thế nào để trà tỷ thân Phật? Lúc ấy Đế Thích liền thuật lại đầy đủ những lời Phật đã dạy trước đó, bảo mọi người rằng: cứ theo lời Phật dạy thì hãy theo phép trà tỷ như đối với chuyển luân thánh vương. Bấy giờ nhân dân trong thành Câu Thi Na đều than khóc thảm thiết, suối lệ tuôn tràn, kéo nhau vào trong thành làm ngay một kim quan trang nghiêm bằng 7 món báu, lại chuẩn bị 1000 tấm lụa trắng đẹp quý giá nhất cùng vô số hoa đâu la loại mềm mịn tốt đẹp nhất. Ngoài ra còn có vô số chiên đàn trầm thủy loại tốt nhất, trăm ngàn muôn thứ hương thơm hòa trộn, các loại hương bột, hương nước, đủ các thứ lọng che bằng lụa cờ phướn, hoa hương. Những phẩm vật ấy nhiều như mây trôi, choán đầy bầu trời, chất cao thành đống như núi Tu Di. Chuẩn bị đầy đủ như vậy rồi, mọi người đều bi thương rơi lại, cùng nhau đi đến chỗ Phật, bày biện phẩm vật trước thân Như Lai, rồi không kìm nén được sự đau thương, nghẹn ngào, cùng cung kính dâng lên cúng dường. Lúc ấy tất cả nhân dân và đại chúng trong thành Câu Thi Na càng thêm đau thương, nghẹn ngào rơi lệ.
lại mang vô số hương hoa phướn lọng và đủ loại phẩm vật cúng dường nhiều như mây tràn đầy bầu trời, cùng nắm tay nhau đứng ngửa khóc than nghẹn ngào rơi lệ. Nỗi đau thương chấn động cả thế giới đại thiên. Họ cũng đưa các phẩm vật đến trước thân Như Lai, bị thương đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ đại chúng nghẹn ngào không nói được thành lời, thầy đều đem hết lòng cung kính sâu xa, mỗi người đều dùng lụa trắng mịn bao quanh tay, rồi đưa thánh thể Như Lai nhập kim quan, rót đầy dầu thơm vào, nắp quan tức thời tự nhiên đóng kín lại. Lúc ấy nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na đều có lòng tham phước lành, muốn dành hết công đức cúng dường Như Lai, nên không để cho chư thiên đại chúng và tất cả những người khác cùng đưa kim quan của Phật đi. Họ bàn nhau cử ra 4 vị lực sĩ tráng kiện, sức mạnh vô song, cởi bỏ hết những đồ trang sức như chuỗi ngọc áo ngoài, rồi quyết lòng tự đưa thánh quan Như Lai vào trong thành để cúng dường. Nhưng dù họ đem hết sức bình sanh cũng không nhấc nổi thánh quan lên. Lúc ấy, người trong thành lại cử ra 8 đại lực sĩ cùng đến chỗ thánh quan, cởi bỏ áo ngoài tận lực cùng nhau khiêng Phật quang. Nhưng dù họ đem hết sức bình sanh cũng không nhấc lên nổi. Người trong thành Câu Thi Na lại cử ra 16 vị đại lực sĩ cùng đến chỗ thánh quan, cởi bỏ áo ngoài, tận lực cùng nhau khiêng Phật quan, nhưng cũng không sao nhấc lên nổi. Bấy giờ ngài A Na Luật bảo các lực sĩ rằng, cho dù tất cả nhân dân nam nữ lớn bé trong thành để hợp sức cùng nhau khiêng thánh quan Như Lai để đưa vào thành cũng không thể nhấc lên nổi, huống chi các ông lại có thể nhấc lên được sao? Các ông nên nhờ đến sức của đại chúng và chư thiên cùng trợ giúp các ông nhấc thánh quan lên thì mới có thể đưa thánh quan vào thành. Ngài A Na Luật còn chưa dứt lời, Đế Thích đã cầm lọng lớn rất đẹp bằng 7 báu, vô số hương hoa phướn lọng âm nhạc, cùng với chư thiên đều buồn khóc rơi lệ, từ trên không trung cúng dường thánh quan. Lần lượt chư thiên 6 cõi trời thuộc dục giới, cao nhất là chư thiên cõi trời tha hóa tự tại, và các vị chư thiên thuộc sắc giới đều cúng dường thánh quan giống như Đế Thích. Lúc ấy, lòng đại bi của Đức Thế Tôn bao trùm khắp cả, vì muốn cho mọi người trong thế gian đều được tâm bình đẳng, được phước báu chẳng khác gì nhau, nên tự nhấc thánh quan từ giữa rừng Sa La bay lên hư không, cao ngang tầm một cây đa la. Vì thế tất cả nhân dân trong thành Câu Thi Na và chư thiên đại chúng cùng mọi người trong thế gian đều không ai được khiêng thánh quan của Phật. Bấy giờ Thế Tôn cùng đại chúng chư thiên liền cầm lọng lớn bằng 7 báu, đài báu có 4 trụ, 4 mặt trang nghiêm bằng chuỗi ngọc 7 báu, từ trên không trung bay theo che thánh quan Phật. Lại dùng vô số hương hoa, cờ phướn, chuỗi ngọc âm nhạc đủ các màu sắc rực rỡ xen lẫn để cúng dường từ trên không trung. Lần lượt chư thiên 6 cõi trời thuộc dục giới, cao nhất là chư thiên cõi trời tha hóa tự tại, và các vị chư thiên thuộc các cõi trời sắc giới đều cúng dường thánh quan, còn nhiều hơn cả Đế Thích, tất cả đều bay theo che thánh quan của Phật và giải xuống những phẩm vật cúng dường. Lúc ấy tất cả nhân dân trong thành Câu Thi Na nhìn thấy thánh quan của Phật bay lơ lửng trên hư không thì đấm ngực kêu khóc lớn, nghẹn ngào sầu não. Bấy giờ tất cả chư thiên và người ta cùng tung dài rất nhiều các thứ ngọc trai quý, 7 món báu cùng với hương hoa chuỗi ngọc xinh đẹp và đủ màu xen lẫn nhau, nhiều như mây bay choán đầy khắp mặt đất và hư không. Tất cả đều khóc thương thảm thiết, tuôn lại như mưa, cùng cúng dường linh quan thất bảo của Như Lai, đồng thanh khóc than rằng: khổ thay, chúng con vô phước, muốn khiêng thánh quan của Phật mà rốt cùng chẳng được. Nay chúng con bơ vơ, không còn có Phật, nào có chút cát lành gì. Lúc ấy, kim quan của Đại Thánh Thế Tôn lơ lửng trên không trung, từ giữa rừng Sa La chậm chậm bay vào thành Câu Thi Na, theo cửa thành phía Tây. Trong thành Câu Thi Na, tất cả nhân dân nam nữ cùng vô số Bồ Tát, Thanh Văn, trời người và đại chúng đông đảo tràn đầy khắp cả mặt đất và không trung, cùng đi theo linh quan của Đại Thánh Như Lai, nắm tay nhau kêu gào khóc lóc, đấm ngực than thở, nghẹn ngào rơi lệ. Tất cả đều mang theo vô số hương hoa, cờ báu phướn lọng tràn đầy khắp mặt đất và hư không, khóc thương thảm thiết, than thở bi ai, cung kính dâng lên cúng dường linh quan Như Lai. Thành Câu Thi Na này mỗi phía đều rộng ngang dọc 48 do tuần. Lúc ấy kim quan thất bảo của Như Lai từ từ bay lên không trung, sau khi vào cửa thành phía Tây lại theo cửa thành phía Đông mà ra, tiếp đó vẫn bay trên không trung.
quanh về bên phải để theo cửa thành phía nam mà vào, sau đó tiếp tục bay trên không trung đến cửa thành phía bắc mà ra, tiếp đó vẫn bay trên không trung quay về bên trái để theo cửa thành phía tây mà vào. Lần lượt như vậy, Thánh Quan Như Lai bay quanh khắp thành đủ 3 vòng. Sau đó Kim Quan Tử Tử bay trên không trung lại vào nơi cửa thành phía tây, bay tiếp đến cửa thành phía đông mà ra, từ đó quay về bên trái để vào cửa thành phía bắc, rồi dần dần bay đến cửa thành phía nam mà ra, lại quay về bên phải để vào nơi cửa thành phía tây. Lần lượt như vậy, Thánh Quan Như Lai bay quanh khắp thành đủ 4 vòng. Như vậy, sau khi đã bay quanh thành Câu Thi Na theo cả hai chiều quanh về bên trái và bên phải, Thánh Quan Như Lai đã bay quanh khắp thành đủ 7 vòng. Lúc ấy, đang khi Thánh Quan Thất Bảo của Như Lai bay vào thành, tất cả đại chúng đều bi thương than khóc nghẹn ngào, mang đến vô số những gỗ thơm quý loại tốt nhất, cùng với trên đàn trầm thủy, tất cả các loại hương thơm đẹp đẽ thánh khiết sông khắp thế giới, lại mang vô số cờ quý, phướn, lọng, hương, hoa, chuỗi ngọc đến chỗ Trà Tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ bốn vị thiên vương và chư thiên chúng đều khóc thương thảm thiết, mắt lại đầm đìa, mang đến những trên đàn trầm thủy quý giá nhất ở cõi trời. Cả hai mặt trong ngoài đều thơm tho tinh khiết tỏa ra khắp nơi, mỗi vị đều đủ 500 khối lớn như bánh xe. Các vị mang tất cả hương quý, cờ báu, lọng quý, chuỗi ngọc hoa đẹp đến chỗ Trà Tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Chư thiên ở cõi trời đau lợi mang đến mỗi vị 1.000 khối trên đàn. Chư thiên ở cõi trời dạ ma mang đến mỗi vị 2.000 khối. Chư thiên ở cõi trời đâu xuất mang đến mỗi vị 3.000 khối. Chư thiên ở cõi trời hóa lạc mang đến mỗi vị 4.000 khối. Chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại mang đến mỗi vị 5.000 khối. Tất cả đều kèm theo với các thứ phướn hoa đều mang đến chỗ Trà Tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy chư thiên ở các cõi trời thuộc sắc giới và vô sắc giới chỉ đem theo hoa hương đến chỗ Trà Tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ đại chúng trong khắp thế gian đều đem theo trên đàn trầm thủy các loại hương hoa cờ lọng tốt đẹp đến chỗ Trà Tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy ngài A Na Luật nước mắt giàn giụa đau xót khôn cùng, đi theo chư thiên và những người đến dự lễ mà xin các thứ hương thơm trên đàn trầm thủy được đủ số 6.000 khối thơm thọ tinh khiết tỏa hương ngào ngạt để mang đến chỗ Trà Tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Thổ ấy có hồ A Nậu Đạt rất lớn, bốn mặt đều rộng ngang dọc đến 200 do tuần, từ đó phát nguyện bốn phát nguyên bốn con sông lớn, trong đó có sông Hằng. Khi Phật vừa thành đạo, ven bờ phía bắc sông Hằng có một cây trên đàn, cũng nhân dịp ấy mà sanh ra. Thân cây to lớn như bánh xe, cao ngang tầm 7 cây đa la, hương thơm thường tỏa khắp nơi cúng dường Như Lai. Vị thần cây gỗ thơm ấy cũng sanh ra cùng lúc với cây, thường mang hương thơm của cây đến cúng dường Phật. Phật vừa nhập niết bàn, cây trên đàn ấy cũng theo Phật mà diệt mất, cành lá khô rụng, vị thần cây cũng chết theo. Bấy giờ những vị thần khác liền mang cây gỗ thơm ấy đến chỗ Trà Tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường Như Lai. Vùng đất này chính là nơi Trà Tỷ chư Phật trong 3 đời Đức Đại Giác Thế Tôn nương sức bổn nguyện nên cũng Trà Tỷ tại đây. Nơi này có vô số tháp báu của chư Phật trong quá khứ, là vùng đất kiên cố như kim cang không thể hư hoại. Lúc ấy kim quan của Đức Đại Thánh Như Lai chậm chậm bay trên không trung hướng đến nơi Trà Tỷ, rồi từ trên không trung dần dần hạ xuống trên giường thất bảo. Giường ấy đã được trang nghiêm bởi mọi thứ chuỗi ngọc tốt đẹp, quý giá vô cùng, rực rỡ, đủ màu. Cho đến lúc này, tính ra đã trải qua 7 ngày. Kể từ lúc Phật nhập Niết Bàn, tất cả nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na, vô số Bồ Tát Thanh Văn và chư thiên cõi trời đau lợi, cùng với tất cả đại chúng đều bi thương nghẹn ngào, cầm các thứ phưỡn, lọng, cờ báu, hương hoa, đi theo Thánh Quan Phật trong suốt 7 ngày ấy. Nhờ oai lực của Phật, tất cả chư thiên và mọi người không một ai cảm thấy đói khát, không một ai nhớ nghĩ đến việc ăn uống, chỉ một lòng bi thương lưu luyến, ngưỡng mộ Như Lai mà thôi. 7 ngày đã trôi qua, theo phép tắc đã định thì di thể Đại Thánh Như Lai sẽ được đưa ra khỏi Thánh Quan. Lúc ấy, tất cả nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na cùng vô số đại chúng lại lớn tiếng than khóc chấn động cả thế giới, cùng nhau mang vô số hương hoa cờ phướn, chỗ đến âm nhạc cõi trời vi diệu, đến trước Thánh Quan Đức Phật, nghẹn ngào thảm thiết dâng lên cúng dường. Bấy giờ đại chúng bị thương đau đớn nghẹn ngào rơi lệ, mỗi người đều dùng lụa trắng mịn bọc kín quanh tay,
Rồi với lòng tôn kính sâu xa nhất, họ đưa tay vào kim quan, nhẹ nâng di thể Như Lai vẫn còn chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, kiên cố như kim cang không thể hư hoại, đưa thánh thể Như Lai ra bên ngoài kim quan, đặt yên ổn trên giường thất bảo. Lúc ấy đại chúng càng thêm bi thiết, tiếng than khóc chấn động khắp cả thế giới Phật trong mười phương, tất cả đều mang hương hoa lọng tre bằng lụa và chỗ lên âm nhạc hết lòng cúng dường, nghẹn ngào đau đớn. Nhiều người ngã xuống hôn mê trước thân Như Lai, đại chúng lúc này càng đau đớn thống thiết hơn nữa, ai nấy nước mắt giàn giụa, mang đến vô số các loại nước thơm, hương bột nhão hết lòng cung kính sâu xa mà cùng nhau tắm gội thân Như Lai từ đầu đến chân. Thần sắc Như Lai đến lúc này vẫn hiện bày đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, kiên cố như kim cang không thể hư hoại, được trang nghiêm bởi vô lượng phước đức và trí tuệ. Sau đó mọi người lại dùng nước thơm rửa thật sạch kim quan, mọi việc đã xong. Đại chúng lại lớn tiếng than khóc bi thương nghẹn ngào, cùng nhau đốt lên những loại hương thơm quý giá tốt đẹp nhất, rồi giải hoa thất bảo cùng vô số cờ phướn lọng tre quý báu đẩy khắp cả mặt đất và không trung, bi thương đau xót dâng lên cúng dường Như Lai. Lúc ấy đại chúng chưa hết bi thương nghẹn ngào, nén lòng dùng vô số hoa đâu la mềm mịn đặt khắp quanh thân kim cang của Phật từ đầu đến chân. Sau đó người ta dùng 1.000 tấm lụa trắng tốt nhất, quý giá vô cùng, quấn nhiều vòng quanh thân Như Lai, bên ngoài lớp hoa đâu la. Lúc bọc kín thân Phật như vậy rồi, đại chúng càng thêm bi thương than khóc, nhiều người ngất xỉu. Rồi tất cả lại cùng nhau mang hương hoa, phướn lọng cờ báu, chỗ lên các thứ âm nhạc, nghẹn ngào đau xót, dâng lên cúng dường Như Lai. Đại chúng buồn thương khôn dứt, mắt lệ hoen mờ, lại đem hết lòng cung kính sâu xa nhất mà dùng lụa trắng bọc quanh tay, rồi đau đớn nâng nhẹ thân Như Lai đưa lại vào kim quan. Sau đó mọi người chế đầy dầu thơm vào trong kim quan, nắp quan đền tự nhiên đóng kín lại. Lúc ấy đại chúng càng thêm bi thiết, tiếng than khóc chấn động khắp thế giới, tất cả lại mang hương hoa phướn lọng và chỗ lên âm nhạc, đau đớn than khóc nghẹn ngào dâng lên cúng dường kim quan Như Lai. Bấy giờ đại chúng gom hết các loại gỗ thơm tốt đẹp do chư thiền và mọi người mang đến, chất cao thành đống như núi Tu Di, hương thơm từ đó tỏa lan ra khắp thế giới. Những gỗ thơm ấy được xếp kín chất chồng lên nhau thành một lầu cao rất lớn, toàn bằng gỗ thơm. Bốn mặt lầu ấy được trang nghiêm bằng 7 món báu và cờ lọng phướn, chuỗi ngọc đủ màu xen lẫn để kín trong không trung như mây cuộn, làm cho cảnh lầu càng thêm rực rỡ. Âm nhạc của cõi người và cõi trời lại cùng lúc trỗi lên, bi thương đau xót cúng dường Như Lai. Lúc ấy đại chúng gồm chư thiên và loài người sắp sửa nhất kim quan để đặt lên lầu hương, lại sanh lòng bi thương thống thiết, đống ngực than khóc chấn động cả thế giới đại thiên. Rồi tất cả lại mang cờ lọng hương hoa chỗ lên âm nhạc cõi trời, bi thương đau xót cúng dường Như Lai. Đại chúng khi ấy cố nén bi thương đau đớn, đem lòng tôn kính sâu xa nhất mà dùng lụa trắng quấn quanh tay, rồi cùng nhau nâng kim quan đại thánh Như Lai đặt lên trên lầu gỗ thơm trang nghiêm. Tất cả lại than khóc lớn tiếng, mê ngất đi từng chập, rồi cùng nhau than thở rằng, khổ thay, cớ sao chúng ta giờ đây phải bơ vơ không nơi nương dựa, bi thương thảm thiết, lệ rơi chan hòa. Tất cả lại cùng nhau tung giải các loại hoa, hương, rồi cầm cờ báu phướn lọng, rực rỡ đủ màu trỗi lên các thứ âm nhạc, bi thương đau xót dâng lên cúng dường Như Lai. Lúc ấy kim quan của Như Lai Đại Thánh đã được đặt lên trên đầu cao bằng gỗ thơm, đại chúng sắp sửa nổi lửa trà tỷ di thể Như Lai. Bấy giờ tiếng than khóc trong đại chúng lại càng lớn hơn, kinh động cả thế giới đại thiên. Mọi người càng đem lòng kính trọng sâu xa và bi thương thống thiết cúng dường trước kim quan đại thánh và lầu cao bằng gỗ thơm ấy. Bấy giờ tất cả đại chúng đều buồn thương thảm thiết, mắt lệ tuôn tràn. Mỗi người cầm một ngọn đuốc thơm thất bảo lớn như bánh xe, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thế giới, cùng lúc khóc giống lên tiếng lớn và châm lửa đốt lầu gỗ thơm. Tiếng than khóc bi thương chấn động khắp cả thế giới đại thiên, rồi lại mang hương hoa dâng lên đầy khắp mọi chỗ để cúng dường. Khi ấy những ngọn đuốc quý vừa chạm đến chỗ lầu gỗ thơm bỗng dưng tắt hết. Bấy giờ tất cả đại chúng lại mang đến những ngọn đuốc thất bảo lớn nhất, ánh sáng chiếu khắp nơi, rồi họ bi thương rơi lệ cùng châm những đuốc ấy vào lầu gỗ thơm, nhưng tất cả những ngọn đuốc cũng đều tắt cả. Lúc ấy tất cả các vị thần biển
liền mang đến thứ lửa trong biển của họ, đốt thành những ngọn đuốc lớn thất bảo, chiếu ra vô số ánh sáng đều châm vào lẩu gỗ thơm, nhưng cũng đều tắt cả. Bây giờ đại chúng chỉ còn biết than khóc hồi lâu, quay sang lo việc cúng dường, vì không ai hiểu được do nhân duyên nào chưa dứt khiến cho khi châm lửa vào lẩu gỗ thơm để trả tỷ Như Lai, lửa lại không thể cháy. Thật ra đó là do lòng đại bi của Đức Thế Tôn trải khắp, nên đợi cho chúng tăng cùng đi với Ngài Đại Ca Diếp về đến nơi mới cho lửa cháy. Lúc ấy Đại Ca Diếp cùng 500 tỷ kheo đệ tử đang ở tại núi Kỳ Xà Quận, cách thành Câu Thi Na 50 do tuần, thân tâm vắng lặng an nhiên, Ngài nhập chánh định. Trong chánh định thình lình Ngài bỗng thấy trong tâm kinh động, toàn thân run rẩy. Ngài liền xuất định, nhìn thấy núi non đất đai đều chấn động, biết rằng Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn. Ngài liền bảo các đệ tử: Đức Đại Sư Thế Tôn của chúng ta nhập Niết Bàn đã trải qua 7 ngày, hiện thánh thể đưa vào kim quan rồi. Khổ thay, khổ thay, chúng ta phải mau mau đến chỗ Như Lai, e rằng nếu để lễ trà tỷ đã xong thì không còn được nhìn thấy sắc thân chân thật thanh tịnh với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật. Vì lòng tôn kính Phật, Ngài Ca Diếp không dám dùng thần thông bay trên hư không để đến chỗ Như Lai. Ngài liền dẫn các đệ tử gấp rút theo đường bộ đi thật nhanh, trong lòng hết sức bi thương thống thiết, đi suốt 7 ngày mới đến thành Câu Thi Na. Nơi đầu đường phía đông của thành, Ngài gặp được một thầy Bà La Môn đang đi đến, tay cầm một cành hoa trời. Ngài Ca Diếp liền hỏi: Ông từ đâu đến đây? Người ấy đáp: Đức Phật đã nhập Niết Bàn, tôi từ chỗ Trà Tỳ đi lại đây. Ngài Ca Diếp lại hỏi: Đó là hoa gì vậy? Đáp: Đây là hoa cõi trời, tôi nhặt được ở chỗ Trà Tỳ. Ngài Ca Diếp hỏi xin cành hoa nhưng người kia từ chối: Không được, tôi định mang hoa này về cho những người thân trong nhà xem rồi cúng dường trong nhà. Ngài Ca Diếp liền hỏi mượn tạm cành hoa ở chỗ Trà Tỳ ấy, đặt lên trên đầu tưởng nhớ đến Như Lai. Ngay khi ấy Ngài liền ngất xỉu, ngã xuống đất hôn mê. Hồi lâu mới tỉnh dậy, nghẹn ngào không nói ra được lời nào. Rồi Ngài tự nghĩ: Nay ta ở nơi đây mà đau thương khóc lóc cũng chẳng ích gì, không thể được nhìn thấy sắc thân Như Lai chói sáng màu vàng ròng có sắc tía với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài liền cùng các đệ tử nhanh chân tiến bước thẳng vào thành Câu Thi Na, theo cửa thành phía bắc. Vào thành rồi, Ngài liền ghé vào một tăng phường, thấy có một số tỷ kheo đang tụ tập. Họ bảo Ngài Ca Diếp: Các ông từ xa đến đây chắc là mệt nhọc lắm, xin ngồi nghỉ trong chốc lát chờ ăn uống. Ngài Ca Diếp đáp: Bậc đại sư của tôi đã nhập Niết Bàn, tôi còn lòng dạ nào ngồi đây chờ ăn uống. Các đại ca tỳ kheo liền hỏi: Thầy của ông là ai? Ngài Ca Diếp đáp: Các ông chẳng biết gì sao, thật bi thương đau đớn thay, đấng Đại Giác Thế Tôn nay đã nhập Niết Bàn. Những tỳ kheo kia nghe như vậy rồi đều tỏ vẻ mừng vui, nói rằng: Thật vui sướng thay, khi Như Lai còn tại thế thường ngăn cấm chúng tôi đủ điều, giới luật quá nghiêm khắc, chúng ta thật không chịu đựng nổi, không thể làm theo. Nay ông ấy đã nhập Niết Bàn, những giới luật nghiêm khắc kia ắt sẽ phải bỏ đi thôi. Các ông hãy thư thả chờ ăn uống, có chi phải vội. Do oai lực của Phật nên chư thiên và các đệ tử của Ngài Ca Diếp đều không nghe được những lời đáng xấu hổ của các tỳ kheo xấu ác ấy, chỉ riêng Ngài Ca Diếp nghe rõ mà thôi. Ngài Ca Diếp rơi lệ thảm thương, liền lập tức dẫn các đệ tử của mình vội vàng đi đến chỗ Trà Tỳ thân Phật. Lúc ấy Ngài Ca Diếp với các đệ tử cùng suy nghĩ rằng: Chúng ta phải làm sao có những phẩm vật cúng dường để mang đến chỗ Trà Tỳ thân Phật mà cúng dường Như Lai. Ngài Ca Diếp lại nghĩ: Ta vốn sanh trưởng tại thành này, nếu đi xin các phẩm vật cúng dường chắc là có thể được. Ngài liền cùng các đệ tử vào trong thành, tuần tự đi xin khắp các nhà, được đủ 1.000 tấm lụa trắng tốt, vô số hoa đâu la mềm mịn, vô số các loại hoa quý, hương bột nhã, hương nước, hương dầu, cờ báu, phướn lọng, chuỗi ngọc, đủ màu rực rỡ, mọi thứ đều đầy đủ. Sau đó Ngài Ca Diếp và các đệ tử cùng bi thương đau xót mang tất cả những phẩm vật ấy nhanh chân đi ra khỏi thành theo cửa phía tây. Bấy giờ Ngài Ca Diếp nghe được tiếng khóc than bi thảm của tất cả đại chúng từ nơi làm lễ Trà Tỳ, lại nghe họ cùng nhau hỏi Đế Thích rằng: Cúng dường đã xong, làm sao có thể nổi lửa đốt lẩu gỗ thơm này để Trà Tỳ Như Lai? Đế Thích đáp: Đại chúng hãy đợi trong chốc lát, tôn giả Maha Ca Diếp sắp đến đây rồi. Đế Thích chưa dứt lời thì tất cả đại chúng đang trong cơn bi thương ấy liền nhìn thấy Ngài Ca Diếp cùng với các đệ tử trên đường bước đến, dáng vẻ bi thảm. Đại chúng liền nén sự bi thương, rẽ đường cho Ngài Ca Diếp và các đệ tử đi vào. Vừa bước tới trước, trông thấy thánh quan của Phật từ xa,
Ngài Ca Diếp liền cùng các vị đệ tử đồng thời lễ bái, than khóc nghẹn ngào, rồi ngã lăn xuống đất mê man bất tỉnh, tinh thần tối tăm rối loạn, hồi lâu mới tỉnh, lệ tuôn không dứt. Ngài Ca Diếp khi ấy chậm chậm tiến về phía thánh quan của Phật, hỏi đại chúng rằng: làm sao để có thể mở nắp kim quan của đại thánh? Đại chúng đáp: Phật nhập niết bàn đã 2 tuần rồi, e rằng thánh thể đã hư hoại, làm sao có thể mở ra? Ngài Ca Diếp nói: thân Như Lai kiên cố như kim cang, là thường lạc ngã tịnh, không thể hư hoại. Hương thơm giới đức của Ngài lan tỏa khắp nơi như núi chiên đàn thơm ngát, làm sao có thể hư hoại? Ngài Ca Diếp nói xong lời ấy thì nước mắt giàn giụa, tiến bước đến chỗ thánh quan của Phật. Bấy giờ lòng đại bi của Như Lai bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, liền vì Ngài Ca Diếp mà tự nhiên mở nắp thánh quan, cả ngàn tấm lụa trắng và hoa đâu la quanh thân Phật cũng tức thời tháo mở, hiện bày sắc thân chân thật kiên cố, chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, với đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài Ca Diếp cùng các đệ tử nhìn thấy như vậy rồi thì bi thương đau đớn, ngã xuống đất hôn mê, hồi lâu mới tỉnh lại, nghẹn ngào không nói được thành lời, nước mắt giàn giụa. Rồi Ngài cùng với các đệ tử chậm chậm tiến lên lầu gỗ thơm, đến sát bên thánh quan của Phật, lại nghẹn ngào tức tuổi, than khóc bi thảm, mang ra tất cả những phẩm vật đã xin được, như hương hoa, phướn, lọng, cờ báu, chuỗi ngọc, rồi khóc than đau đớn mà dâng lên cúng dường. Sau đó Ngài Ca Diếp cùng các đệ tử lại dùng các loại hương bột nhão, nước thơm để tắm gội sắc thân chói sáng màu vàng ròng của Như Lai, rồi đốt hương thơm, giải hoa, bi thương than khóc, dâng lên cúng dường. Tắm gội sắc thân Như Lai rồi, Ngài Ca Diếp cùng với các đệ tử liền mang ra số hoa đầu là mềm mịn nhất đã xin được, đặt quanh sắc thân màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai, sau đó lại dùng những hoa đầu là cũ đắp thêm quanh số hoa đầu là mới, sau đó dùng 1.000 tấm lụa trắng đã xin được tuần tự quấn thành nhiều lớp bên ngoài khắp quanh thân Như Lai, quấn như vậy rồi lại dùng số lụa cũ để tuần tự quấn thêm nhiều lớp bên ngoài các lớp lụa mới. Việc quấn lụa như thế vừa xong, nắp thánh quan liền tự nhiên đóng kín lại. Mọi người lại dùng những chuỗi ngọc bằng thất bào để trang nghiêm bên ngoài. Lúc ấy Ngài Ca Diếp càng thêm bi thương đau xót, cùng các đệ tử đi nhiễu quanh thánh quan Đức Phật theo chiều bên phải 7 vòng, rồi mắt lại rưng rưng. Ngài quỳ mọp xuống chắp tay đọc kệ than thở rằng: đớn đau thay đại thánh Chí Tôn, con nay khổ não đáng cay lòng, Thế Tôn sao vội sớm nhập diệt, chẳng dù lòng từ nán đợi con. Con nhập thiền định trong núi quật, quán khắp mọi nơi không Như Lai, rồi lại thấy Phật đã niết bàn, hốt nhiên tâm thần con rúng động. Bỗng thấy mây đen phủ thế gian, đất đai núi non đồng chấn động, con biết Như Lai đã niết bàn, vội đến vẫn không kịp gặp Phật. Thế Tôn đại từ nỡ quên sao, khiến con chẳng thấy Phật niết bàn, chẳng được nghe lời vàng dạy bảo, bơ vơ còn biết dựa vào đâu. Thế Tôn ơi, con quá đớn đau, tâm tình rối loạn như mê muội. Này con kính lễ đầu Thế Tôn và kính lễ đến ngực Như Lai, lại kính lễ cả tay Đại Thánh, đau thương cúi lễ lưng Như Lai, và kính lễ đến rốn Như Lai, chí thành kính lễ đến chân Phật. Khổ sao không thấy Phật niết bàn, nguyện Phật hiển bày nơi con lễ. Như Lai ở đời thảy thảy vui, nay nhập niết bàn người người khổ, đớn đau thay, khổ não lớn thay, xin đại bi hiện nơi con lễ. Sau khi Ngài Ca Diếp bị thương nghẹn ngào đọc kệ như vậy rồi, Đức Thế Tôn vì lòng đại bi liền hiển bày 2 chân, mỗi bàn chân có tướng bánh xe đủ ngàn nan hoa, tự nhiên đưa ra khỏi thánh quan hướng về phía Ngài Ca Diếp. Từ nơi tướng bánh xe ngàn nan hoa ấy phóng ra ngàn đạo hào quang chiếu sáng khắp tất cả thế giới trong 10 phương. Lúc ấy Ngài Ca Diếp và các đệ tử nhìn thấy chân Phật, đồng thời lễ bái tướng bánh xe ngàn nan hoa, rồi ngay khi ấy liền ngã lăn xuống đất hôn mê, hồi lâu mới tỉnh lại. Rồi Ngài và các đệ tử cùng nhau than khóc nghẹn ngào, bi thương đau xót, đi quanh thánh quan 7 vòng theo chiều bên tay phải. Đi quanh 7 vòng rồi lại cúi lễ chân Phật, than khóc bi ai, chấn động cả thế giới. Sau đó vẫn không nén được sự đau thương, Ngài nghẹn ngào đọc kệ, tán thán chân Phật: Như Lai tầm đại bi rốt ráo, ánh tử soi khắp không phân biệt, chúng sanh trí thành tất ứng hiện, cho con được thấy tướng 2 chân. Này con hết lòng cung kính lễ 2 chân Phật với tướng bánh xe, từ bánh xe ấy phóng hào quang soi khắp 10 phương các cõi Phật. Này con quy y cúi đầu lễ tướng bánh xe quý chiếu hào quang, chúng sanh thấy hào quang thoát khổ,
ba ác tám nạn đều lìa xa, còn lại quy y cúi đầu lễ, hào quang cứu độ các đường ác. Thế Tôn vô số kiếp thuở xưa vì chúng con tu mọi khổ hạnh, nay đã thành tựu thân kim cang, từ bản chân phóng ngàn tia sáng, buồn thương cung kính xin cúi lễ, tướng bánh xe quý đời được yên. Phật tu công đức vì chúng sanh, dưới cội bồ đề trị bốn ma, trị bốn ma rồi thu ngoại đạo, nhờ đó chúng sanh được chánh kiến. Cung kính quy y cúi đầu lễ, hào quang chân Phật soi chánh kiến. Phật là cha lành khắp tất cả, chân phóng hào quang độ chúng sanh. Còn lại quy y cúi đầu lễ, bình đẳng thoát khổ chân phóng quang, con được hào quang chân Phật chiếu, buồn vui lẫn lộn thương cảm thay. Còn lại bi thương cúi đầu lễ, cảm thay tướng quý bánh xe sáng, cúi đầu quy y hào quang chân, giáo pháp rốt ráo thoát ba cõi, kính lễ chân Phật trời người nương. Hào quang chiếu khắp ba cõi khổ, chúng sanh chưa bước ra cửa khổ, thảy đều nương theo hào quang chân. Chúng con chưa ra khỏi luân hồi, làm sao chân Phật nỡ buông bỏ, đau đớn thay tất cả chúng sanh, đêm dài không thấy hào quang chân. Sám hối với Thế Tôn từ bi, hiển bày chân quý tòa hào quang, thương thay nay gặp hào quang này, biết đến bao giờ được thấy nữa. Lúc ấy Ngài Ca Diếp cùng các đệ tử đọc kệ ấy rồi lại ngã xuống đất hôn mê lần nữa, hồi lâu mới dần dần tỉnh lại, đau đớn nghẹn ngào không sao tự chế. Khi ấy hai chân kim cang có tướng bánh xe ngàn nan hoa của đấng Đại Giác Thế Tôn tự nhiên rút trở vào thánh quan, tất cả lại đóng kín như cũ. Bấy giờ nhân dân nam nữ trong thành và chư thiên, mọi người cùng đại chúng nhìn thấy Ngài Đại Ca Diếp nhiều lần than khóc, đấm ngực kêu la, bi thương chấn động vô số thế giới đại thiên. Tất cả đều cùng nhau mang các phẩm vật đến bi thương nghẹn ngào dâng lên cúng dường. Lúc ấy trong thành Câu Thi Na có bốn vị lực sĩ thân đeo chuỗi ngọc trang nghiêm, tay cầm đuốc thất bảo lớn như bánh xe chiếu sáng khắp nơi, định châm lửa vào lầu gỗ thơm để trả tỷ thân Như Lai. Đuốc ấy vừa chạm đến lầu gỗ thơm bỗng nhiên tắt mất. Ngài Ca Diếp liền nói: bảo quan của đại thánh dù là tất cả lửa trong ba cõi còn không thể thiêu cháy, huống chi sức các ông lại có thể đốt được sao? Trong thành lại có tám đại lực sĩ tay cầm đuốc lớn thất bảo cháy sáng cùng nhau đến châm lửa đốt thánh quan, nhưng tất cả đuốc cũng đều tắt cả. Lại có 16 lực sĩ khỏe nhất trong thành, mỗi người đều cầm đuốc lớn thất bảo mang đến châm vào lầu gỗ thơm, nhưng đuốc cũng đều tắt hết. Trong thành lại có 36 lực sĩ khỏe nhất, tất cả đều cầm đuốc lớn thất bảo đến châm đuốc vào lầu gỗ thơm, nhưng tất cả đuốc cũng đều tắt cả. Lúc ấy Ngài Ca Diếp bảo các lực sĩ và tất cả đại chúng rằng: các vị nên biết rằng, dù cho dùng đến tất cả lửa đuốc của chư thiên và loài người cũng không thể trả tỷ bảo quan Như Lai, các vị không cần phải phí công khổ nhọc cố làm việc ấy. Bấy giờ hết thảy nhân dân nam nữ trong thành cùng với chư thiên, mọi người và đại chúng càng thêm bi thương, cùng nhau mang thêm phẩm vật đến, than khóc đau xót dâng lên cúng dường, cùng nhau lễ bái thánh quan, đi nhiễu quanh bảy vòng theo vẻ bên mặt, lớn tiếng than khóc, chấn động khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc ấy Đức Như Lai dùng sức đại bi khiến cho từ nơi quả tim trong lồng ngực của Ngài bùng lên ngọn lửa rất mạnh, tỏa ra bên ngoài thánh quan, chậm chậm trà tì xác thân Như Lai, ngọn lửa thiêu cháy lầu gỗ thơm, trải qua đủ 7 ngày mới tàn. Bấy giờ hết thảy nhân dân nam nữ trong thành cùng với chư thiên, mọi người và đại chúng cùng trải qua 7 ngày than khóc bi thảm, tiếng đau thương không chút lắng dịu, tất cả cùng nhau mang thêm phẩm vật đến cúng dường không ngớt. Lúc ấy cả bốn vị thiên vương đều có ý nghĩ giống nhau rằng: ta sẽ dùng nước thơm dập tắt lửa để mau chóng thâu nhặt lấy xá lợi mang về cõi trời cúng dường. Nghĩ như vậy rồi, mỗi vị liền lấy bình vàng thất bảo đựng đầy nước thơm, lại mang theo bốn cây đại thọ ở bốn núi Tu Di, là loại cây đặc biệt thơm tho tinh khiết, chảy ra chất nước như sữa ngọt. Mỗi cây này đều to lớn đến ngàn vòng ôm, cao cả trăm do tuần, bay theo bốn vị thiên vương rồi từ trên không trung đồng thời hạ xuống chỗ trà tỷ. Khi ấy từ những cây này tuôn chảy chất nước như sữa ngọt, các thiên vương thì nghiêng bình vàng chứa nước thơm cùng lúc tưới cả vào lửa. Không ngờ tưới xong thì lửa càng mạnh hơn, không giảm bớt chút nào. Bấy giờ các vị thần biển Long Vương Sa Giả La cùng với các vị thần sông thấy lửa không tắt thì mỗi vị đều nghĩ giống nhau rằng: ta sẽ dùng nước thơm tưới cho tắt lửa để mau chóng thâu nhặt xá lợi về chỗ ta ở mà cúng dường.
Nghĩ như vậy rồi, mỗi vị đều mang bình báu chứa vô lượng nước thơm đến chỗ Trà Tỳ, cùng nước tưới vào lửa. Sau khi tưới xong, lửa vẫn như trước, không giảm bớt chút nào. Lúc ấy, Ngài A Nan Luật bảo bốn vị thiên vương và các thần biển rằng: các vị dùng nước thơm muốn tưới cho lửa tắt, há chẳng phải là muốn thâu lấy xá lợi đem về cúng dường đó sao? Tất cả cùng đáp: quả đúng như vậy. Ngài A Nan Luật liền bảo bốn vị thiên vương: các vị thật là tham lam quá, các vị ở trên cõi trời, nếu xá lợi theo quý vị lên cõi trời, thì người ở trần gian làm sao lên đó được mà cúng dường? Rồi Ngài A Nan Luật bảo các vị thần biển: các vị đều ở những nơi biển lớn, sông sâu, nếu quý vị thâu lấy xá lợi của Như Lai, làm sao người ở trần gian đến được chỗ cung điện của các vị mà cúng dường? Khi ấy, bốn vị thiên vương liền ngỏ lời sám hối, rồi ai nấy cũng trở về thiên cung. Các vị thần biển, thần sông cũng đều xin sám hối và nói: quả đúng như lời dạy của Thánh Tăng. Sám hối rồi, các vị đều trở về chỗ ở của mình. Phẩm phân chia xá lợi, phẩm thứ tư. Bấy giờ Đế Thích cầm bình thất bảo và phẩm vật cúng dường hiện đến chỗ Trà Tỳ. Ngay lúc đó thì lửa chỗ ấy tự nhiên tắt hết. Đế Thích định mở nắp thánh quan Như Lai để thỉnh xá lợi của một cái răng Phật. Ngài A Nan Luật thấy vậy liền hỏi: ông định làm gì đó? Đế Thích đáp: tôi muốn thỉnh xá lợi của một chiếc răng Phật đem về cõi trời cúng dường. Ngài A Nan Luật nói: xin ông đừng vội tự ý lấy, hãy đợi đại chúng cùng phân chia. Đế Thích liền nói: trước đây Đức Phật đã hứa ban cho tôi phần xá lợi của một chiếc răng, vì vậy nên tôi vừa đến thì lửa tự nhiên tắt. Đế Thích nói rồi liền mở nắp thánh quan, nhặt lấy xá lợi của một chiếc răng trong miệng Phật ở hàm trên bên phải, sau đó trở về thiên cung xây tháp cúng dường. Lúc ấy có hai quỷ Dạ Xoa và La Sát ẩn mình theo sau Đế Thích, không ai nhìn thấy, liền trộm lấy xá lợi hai chiếc răng của Phật. Bấy giờ tất cả nhân dân nam nữ trong thành và đại chúng liền cùng lúc kéo đến định tranh nhau lấy xá lợi Phật. Ngài A Nan Luật bảo họ: đại chúng nên bình tâm thư thả một chút để mọi việc được an lành. Phật đã có dạy nên theo đúng phép tắc mà phân chia xá lợi để cùng nhau cúng dường. Nhưng lúc ấy tất cả nhân dân nam nữ trong thành và đại chúng đều chẳng nghe lời Ngài A Nan Luật. Mỗi người đều mang theo giáo mác, cung tên, đao kiếm, tất cả các loại vũ khí. Ai nấy đều tự trang bị đầy đủ, muốn tranh đoạt lấy xá lợi. Bấy giờ mọi người trong thành liền mở thánh quan của Phật ra, thấy tất cả hoa đâu la và lụa trắng đặt quanh thân Phật vẫn còn nguyên không cháy. Thấy vậy rồi đại chúng lại lớn tiếng kêu khóc, nước mắt tuôn tràn. Họ mang thêm phẩm vật đến bi thương đau xót, dâng lên cúng dường, đem hết lòng thành kính sâu xa lễ bái trước thánh quan, rồi quỳ mọp xuống cùng nhau rơi lệ mà đọc kệ xưng tán rằng: Như Lai dùng sức đại tự tại, trong cả ba đời luôn tự tại, vì nguyện đại bi đến cõi này, hiện khắp biển khổ độ chúng sanh, thần thông trí tuệ khôn kẻ xiết, vào ra sanh tử không chướng ngại, thường hóa một thân làm nhiều thân một thân thành vô số. Thần biến hiện khắp ai cũng thấy, vì không duyên nên hiện niết bàn, chúng còn hết phước không duyên ứng, nên Như Lai mới đành buông bỏ thánh quan Phật trong rừng Sa La. Dù đại lực sĩ không nhấc nổi, do sức đại bi tự bay lên, cao đến ngang tầm cây Đa La, bay chậm quanh thành Câu Thi Na, 7 ngày bay quanh đủ 7 vòng, sau đó tự đến chỗ Trà Tỳ, chỉ có sức Phật làm được vậy. Khắp cả trời người khôn xét lường, Như Lai thị hiện đại niết bàn, kim càng chẳng hoại sức tự tại, Trà Tỳ lửa thế gian chẳng cháy. Phải nhờ lửa từ bi tâm Phật tự thiêu sắc thân suốt 7 ngày, trời người không thể tắt lửa ấy, sức đại bi Như Lai ứng hiện. Đế Thích vừa đến lửa liền tắt, hoa đâu la miện quanh thân Phật, dù lửa thiêu đốt vẫn không cháy, lụa quấn thân Phật trong bảo quan. Mặc cho lửa đốt vẫn không cháy, mới biết sức Như Lai tự tại. Tự tại muôn pháp xưng pháp vương, kính lễ đại bi thầy ba cõi, kính lễ bậc thánh không run sợ, kính lễ đại tử che chở khắp, kính lễ bậc thần biến tự tại. Chúng con từ nay lìa Thế Tôn, chìm trong biển khổ không người cứu, thương thay hỡi ôi đại Thánh Tôn, vĩnh biệt từ nay đến bao giờ? Bấy giờ đại chúng đọc kệ như vậy rồi lại bi thương khóc kể, ai nấy cũng mang thêm phẩm vật đến, hết lòng đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy Ngài A Nan Luật vì khắp hàng trời người và tất cả đại chúng nhân dân trong thành đang cùng nhau tụ tập
quanh thánh quan của Phật. Liền từ từ tháo mở từng lớp lụa trắng và hoa đâu la. 1000 tấm lụa trắng của Ngài Ca Diếp và các đệ tử vẫn còn nguyên không cháy. 1000 tấm lụa trắng của nhân dân trong thành, chỉ trừ một lớp quấn ngoài cùng, còn lại bao nhiêu đều cháy thành tro. Riêng hoa đâu la thì vẫn còn nguyên không cháy. Bấy giờ Ngài A Na Luật liền lấy số lụa trắng và hoa đâu la không cháy ấy, phân thành từng miếng nhỏ, chia đều cho đại chúng, dạy họ xây bảo tháp mà cúng dường. Ngài A Na Luật lại lấy số tro của lụa đã cháy, cũng phân ra từng phần nhỏ mà chia cho đại chúng, dạy họ xây bảo tháp mà cúng dường. Ngoài ra các loại tro khác ở nơi Trà Tỳ không cần phân chia, mỗi người đều tùy ý lấy về để xây tháp cúng dường. Trước đó nhân dân trong thành đã thuê thợ khéo làm ra 8 cái bình vàng và 8 tòa sư tử đều trang trí bằng 7 món báu. Mỗi cái bình quý ấy đều chứa được một hộp, được đặt trên tòa sư tử làm bằng 7 báu. Mỗi tòa sư tử quý ấy đều có 32 vị lực sĩ trang sức bằng những chuỗi ngọc 7 báu màu sắc rực rỡ xen lẫn trên thân, cùng nhấc bổng các tòa sư tử ấy lên. Trên mỗi tòa sư tử lại có 8 cô thể nữ trang sức bằng các chuỗi ngọc thất bảo nhiều màu rực rỡ xen lẫn cùng nâng bình quý. Lại có 8 cô thể nữ trang sức bằng chuỗi ngọc cầm lọng bằng 7 báu che trên bình quý. Lại có 8 cô thể nữ trang sức bằng các chuỗi ngọc tay cầm gươm bằng 7 báu đứng bảo vệ bình quý. Lại có 8 cô thể nữ trang sức bằng chuỗi ngọc cầm cờ lông trĩ cắm ở 4 phía bình quý. Mỗi tòa sư tử quý ấy đều có vô số người cầm các loại nhạc khí vi diệu, cờ phướn lọng quý, hoa hương, chuỗi ngọc vây quanh cúng dường. Lại có vô số người cầm cung tên, giáo mác, dây trói, lưỡi câu dài và mọi thứ chiến cụ vây quanh. Từ trong thành Câu Thi Na, họ vây quanh các tòa sư tử với bình báu ấy, cùng tiến về nơi Trà Tỳ thân Như Lai. Khi 8 tòa sư tử bằng 7 báu ấy đã ra khỏi thành rồi, những người trong thành liền mang theo vô số hương bột nhão, hương nước đi sau các lực sĩ mà dọn dẹp, sàn lấp đất đai, làm cho đường đi trở nên mềm ướt, mát mẻ, thơm tho, rộng rãi, nghiêm trang, kéo dài cho đến tận nơi Trà Tỳ. Hai bên đường lại có vô số cờ quý, phướn lọng, hương hoa, chuỗi ngọc trai quý, đủ các màu sắc rực rỡ xen lẫn, lại trỗ lên các loại âm nhạc huyền ca, tô điểm cho đường xá, chờ rước xá lợi của Đại Thánh Thế Tôn về qua đó. Mọi người cũng vây quanh các lực sĩ, khiêng 8 tòa sư tử thất bảo mà đến nơi Trà Tỳ. Đến nơi họ khóc lóc rất thảm thiết, kêu la khản tiếng, chấn động cả cõi thế giới đại thiên. Họ lại mang theo các phẩm vật, hết lòng chí thành dâng lên cúng dường xá lợi Như Lai. Bấy giờ do sức đại bi của Thế Tôn nên thân kim cang của Phật tự nhiên tan nát thành vô số hạt xá lợi rất nhỏ, chỉ còn lại nguyên vẹn xá lợi của 4 chiếc răng không thể hư hoại. Lúc ấy đại chúng được nhìn thấy xá lợi Như Lai rồi càng bi thương đau đớn, liền mang thêm phẩm vật đến rơi lệ chua xót dâng lên cúng dường. Khi ấy Ngài A Na Luật và mọi người trong thành nước mắt lưng tròng cùng nhau thâu nhặt xá lợi Phật cho vào 8 cái bình quý làm bằng 7 báu trên tòa sư tử. Khi nhặt hết xá lợi thì vừa đầy 8 bình quý ấy. Bấy giờ tất cả đại chúng chư thiên và mọi người nhìn thấy xá lợi Phật được đưa hết vào trong bình quý rồi lại càng thêm bi thương đau đớn, họ rơi lệ, lại dùng phẩm vật đã mang theo chí thành dâng lên cúng dường xá lợi Như Lai. Lúc ấy các lực sĩ và nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na sắp sửa mang các bình quý chứa xá lợi Phật vào thành. Đại chúng càng thêm bi thương, ai nấy đều dùng những phẩm vật đã mang theo dâng lên cúng dường. Bấy giờ các đại lực sĩ có dân trong thành vây quanh, thảy đều bi thương đau xót, nghẹn ngào rơi lệ, cùng nhau khiêng 8 tòa sư tử bằng 7 báu theo con đường dưới nước thơm đã được sửa dọn sạch sẽ để về thành Câu Thi Na. Lúc ấy tất cả đại chúng chư thiên và mọi người càng thêm bi ai đau đớn, kêu khóc chấn động thế giới, họ mang các phẩm vật theo sau xá lợi Phật khóc than thảm thiết mà cúng dường. Khi xá lợi của Như Lai đã đưa vào trong thành rồi, mọi người liền đặt yên tại một ngã tư đường. Bấy giờ nhân dân trong thành Câu Thi Na liền bố trí đủ 4 đạo binh, vô số quân lính, thần mang áo giáp, tay cầm vũ khí, đi tuần quanh thành Câu Thi Na. Khắp 4 phía thành và chung quanh thành đều có vô số quân binh xếp thành nhiều vòng, phòng bị nghiêm mật, vì e có những người từ nơi khác kéo đến cướp đoạt xá lợi Phật. Tuy chuẩn bị đầy đủ hình thức phòng bị như vậy, nhưng họ thật không có lòng muốn gây chiến.
lại có 500 vị thầy chú thuật rất giỏi trấn giữ ở bốn cửa thành để ngăn ngừa tai ách, lại dùng vô số cờ báu phướn lọng trang nghiêm vi diệu, cờ lớn bằng lông chim trĩ cắm ở bốn góc thành, nghiêm trang cúng dường vì muốn phù hợp với nghi thức. Khi ấy tất cả nhân dân nam nữ trong thành cùng với đại chúng chư thiên và mọi người khác càng thêm bi thương ai oán, cùng nhau mang thêm các phẩm vật đến, rồi hết lòng chí thành dâng lên cúng dường xá lợi Phật. Các bình quý đựng xá lợi Phật đặt trên tòa sư tử trải qua được 7 ngày. Trong 7 ngày ấy, tất cả đại chúng đều than khóc ngày đêm, tiếng bi thương không ngớt. Mọi người đều dùng những phẩm vật đã mang đến để hết lòng thành kính dâng lên cúng dường xá lợi Phật. 8 tòa sư tử làm bằng 7 báu ấy đều có 500 vị thầy chú thuật rất giỏi thường xuyên canh giữ, đề phòng có những hạng trời rồng dạ xoa, thần quỷ lẻn đến lấy xá lợi Phật. Trải qua 7 ngày ấy rồi, quyến thuộc trong dòng họ Phật sanh ra, tức là quốc vương thành Ca Tỳ La và những người trong họ Thích Ca mới biết là Phật đã nhập Niết Bàn. Do oai lực của Phật nên trước đó dù Phật đã nhập Niết Bàn, đến 3 tuần lễ họ vẫn không hề hay biết. Bây giờ quốc vương Ca Tỳ La cùng với những người họ Thích Ca đều than khóc bi thảm, cùng nhau đi thật nhanh đến thành Câu Thi Na. Đến nơi họ thấy vô số binh lính đang bao quanh, canh gác ngoài thành, họ lại nhìn thấy khắp nơi đầy những cờ báu phướn lọng răng bày. Khắp bốn góc thành, che khuất cả cõi nước, lại có những vị thầy chú thuật giỏi canh giữ bốn cửa thành. Quốc vương Ca Tỳ La và những người dòng họ Thích Ca liền hỏi các thầy chú thuật, Phật đã nhập Niết Bàn rồi sao? Các thầy ấy đáp, Phật nhập Niết Bàn đến nay đã 4 tuần rồi, lễ trà tỷ đã xong, bây giờ sắp sửa phân chia xá lợi. Quốc vương Ca Tỳ La nói, chúng tôi đều là quyến thuộc trong dòng họ Phật đản sanh. Oai lực của Phật khiến cho chúng tôi trong suốt 3 tuần không hay biết rằng Như Lai đã vào Niết Bàn. Nay chúng tôi muốn được thấy xá lợi của Như Lai, vậy các ông hãy mở đường cho chúng tôi vào. Nghe vậy rồi, các thầy chú thuật và binh lính canh gác liền để cho quốc vương Ca Tỳ La và những người họ Thích Ca vào thành. Khi vào thành rồi, vua và những người họ Thích Ca nhìn thấy xá lợi Phật trên những tòa sư tử thì đau đớn nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, cùng nhau đi nhiễu quanh các tòa sư tử 7 vòng theo chiều bên phải. Nhiễu quanh 7 vòng rồi, họ cùng nhau nuốt lệ, nói rằng, chúng tôi muốn thỉnh một phần xá lợi Như Lai đem về cúng dường. Đại chúng đáp rằng, tuy chúng tôi biết các vị là quyến thuộc dòng họ Thích Ca, nhưng Phật Thế Tôn trước đã có dạy việc phân chia xá lợi, không hề có dặn chia phần cho các vị. Xá lợi ở đây đều đã có người thỉnh, các vị làm sao có được, xin hãy về đi thôi. Bấy giờ quốc vương Ca Tỳ La và những người họ Thích Ca thỉnh cầu không được, tất cả đều buồn khổ, than khóc, bi thương rồi ngã xuống đất hôn mê, hồi lâu mới tỉnh lại. Họ không nén được lòng đau thương, liền nói với người trong thành rằng Như Lai Thế Tôn thuộc dòng họ Thích Ca của chúng tôi, vì thương xót các ông nên mới nhập Niết Bàn tại đây, vì sao các ông lại khinh thường không chịu chia cho chúng tôi một phần xá lợi. Nói như vậy rồi tất cả cùng nhau lễ bái xá lợi, đi nhiễu quanh 7 vòng về bên phải, khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa, xanh lòng tức giận và đau xót ra về. Bấy giờ nhắc lại chuyện trước đây, vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế sau khi đã giết hại cha là vua Tần Bà Sa La, xanh lòng hối hận vô cùng, trên người phát sanh kẻ độc, đau đớn cùng cực. Nhờ Đức Thế Tôn từ bi nhập tam muội nguyệt ái, phóng hào quang chiếu lên thân ông, bệnh kẻ độc nơi thân liền khỏi hẳn. Vua liền tìm đến chỗ Phật, bi thương khẩn thiết cầu xin sám hối. Đức Thế Tôn đại bi, liền dùng nước thuốc cam lộ nhiệm màu là chánh pháp để rửa sạch kẻ độc tội lỗi trong tâm vua. Tội lỗi rất nặng của vua liền được dứt trừ, vua trở về cung không hề hay biết việc Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Ngay trong đêm Phật nhập Niết Bàn, vua A Xà Thế nằm mộng thấy mặt trăng rơi xuống, mặt trời từ dưới đất mọc lên, tinh tú, mây mưa rơi rớt tán loạn, lại thấy hơi khói dưới đất xông lên, rồi thấy 7 ngôi sao trổi hiện trên trời. Vua lại mộng thấy trên trời có đám lửa lớn ửng đỏ khắp hư không, rồi cùng một lúc rơi xuống đất. Ngay khi vừa tỉnh mộng, vua cảm thấy trong lòng hết sức kinh sợ run rẩy, liền triệu tập quần thần kể lại giấc mộng ấy và hỏi, đó là điềm gì vậy? Các quan tâu rằng đó là điềm chẳng lành, Phật đã nhập Niết Bàn. Sau khi Phật diệt độ, phiền não sẽ khởi sanh mạnh mẽ trong chúng sanh 3 cõi, 6 đường. Cho nên bệ hạ thấy lửa lớn hiện ra, từ trên không trung rơi xuống đất. Phật diệt độ rồi, hào quang tử bi của tam muội nguyện ái và mây lạnh trí tuệ cho khắp chúng sanh thể đều dứt mất. Nên vua mộng thấy mặt trăng rớt xuống, tinh tú rụng rơi, đó là điềm báo sau khi Phật nhập Niết Bàn. 80.000 điều luật nghi cùng tất cả phép tắc giới hạnh đều sẽ bị chúng sanh phạm vào vì họ không y theo lời Phật dạy.
chỉ làm theo tà pháp nên phải đọa xuống địa ngục. Mặt trời từ dưới đất mọc lên, đó là điểm sau khi Phật nhập Niết Bàn, các sự khổ não trong ba đường ác tích tụ rất nhiều, giống như ánh mặt trời xuất hiện ở thế gian. Vì những việc trên nên vua cảm ứng thấy giấc mộng như vậy. Vua nghe lời tâu như vậy rồi, ngay giữa đêm ấy liền cùng các quan lên đường hướng đến thành Câu Thi Na. Đến nơi, vua nhìn thấy vô số binh lính đang phòng vệ quanh thành Câu Thi Na. Vua lại thấy ở cửa thành có những thầy chú thuật giỏi để phòng ngừa tai biến đến từ bên ngoài. Thấy như vậy rồi, vua liền hỏi các thầy chú thuật: Phật đã nhập Niết Bàn rồi sao? Các thầy chú thuật đáp: Phật nhập Niết Bàn đến nay đã trải qua 4 tuần, hiện giờ đại chúng sắp phân chia xá lợi Phật. Vua nói: Phật nhập Niết Bàn tôi không hay biết chi cả. Đến khi tôi nằm mộng thấy sự chẳng lành, liền đem ra hỏi các quan mới biết rằng Như Lai đã nhập Đại Niết Bàn. Này tôi muốn vào lễ bái xá lợi kim cang của Như Lai, xin các vị hãy mở đường cho chúng tôi vào. Các thầy chú thuật liền để cho vua vào. Vua vào trong thành, đến tại ngã tư đường, nhìn thấy những bình quý đựng xá lợi Như Lai đặt trên các tòa sư tử, lại thấy đại chúng đang bi thương đau xót cúng dường. Vua liền cùng các quan tùy tùng đồng thời lễ bái, đau đớn khóc lóc, nước mắt giàn giụa, cùng đi nhiễu quanh xá lợi Phật 7 vòng về phía bên phải, bi thương thảm thiết, dâng phẩm vật cúng dường. Sau đó vua thưa với đại chúng xin thỉnh một phần xá lợi Như Lai để đem về nước mình xây tháp cúng dường. Đại chúng đáp rằng: Sao ngài đến muộn thế? Phật trước đây có dạy cách phân chia xá lợi, tất cả đều đã có người thỉnh rồi, không có phần của ngài, vậy ngài nên trở về đi thôi. Thỉnh cầu không được tại nguyện, vua A Xà Thế sầu khổ không vui, liền lễ bái xá lợi lần nữa rồi buồn bực ra về. Lúc ấy Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần, vị vua nổi tiếng của nước ngoại đạo Tỳ Ly mới hay biết, liền dẫn theo các quan vội vã đi nhanh đến thành Câu Thi Na. Đến nơi, vua nhìn thấy vô số binh lính của 4 đạo binh phòng vệ thành Câu Thi Na, vây quanh rất nhiều vòng. Bấy giờ, Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần, vua xứ A Lạc Già La mới hay biết, liền dẫn theo các quan vội vã đến thành Câu Thi Na. Đến nơi, vua nhìn thấy vô số binh lính của 4 đạo binh phòng vệ thành Câu Thi Na, vây quanh rất nhiều vòng. Lúc ấy, Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần, vua bất úy nước Tỷ Nậu mới hay biết, lại có vua nước Già La Ca La, Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần mới hay biết, lại có vua nước Sư Giả Na, Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần mới hay biết. Bấy giờ Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần, vị vua nổi tiếng của nước ngoại đạo Ba Kiên La mới hay biết, liền dẫn theo các quan vội vã đến thành Câu Thi Na. Đến nơi, vua nhìn thấy vô số binh lính của 4 đạo binh phòng vệ thành Câu Thi Na vây quanh rất nhiều vòng. Vua lại thấy ở cửa thành có những thầy chú thuật rất giỏi để phòng ngừa tai biến đến từ bên ngoài. Vua liền hỏi các thầy chú thuật rằng: Phật đã nhập Niết Bàn rồi sao? Các thầy chú thuật đáp: Phật nhập Niết Bàn đến nay đã 4 tuần rồi, hiện giờ đại chúng sắp phân chia xá lợi. Vua liền bảo các thầy chú thuật: Phật đã nhập Niết Bàn nhưng tôi không hay biết gì cả nên mới đến muộn. Nay tôi muốn vào thành lễ bái cúng dường xá lợi Như Lai, xin các ông mở đường cho. Các thầy chú thuật nghe vậy rồi liền để cho vua vào. Đi tới ngã tư đường, vua nhìn thấy những tòa sư tử trang nghiêm bằng 7 món báu, trên có đạt xá lợi Phật đựng trong những bình quý làm bằng 7 báu. Vua lại thấy đại chúng đang bi thương đau xót cúng dường. Vua cùng với các quan tùy tùng liền đồng thời lễ bái, bi thương đau đớn rời lệ, đi quanh xá lợi Phật 7 vòng theo chiều bên phải, ai nấy đều dâng lễ Phật, bi thương thảm thiết cúng dường. Vua lại bảo đại chúng rằng: Phật nhập Niết Bàn nhưng tôi không hay biết, đau đớn thay, tôi chẳng được nhìn thấy Phật lần cuối, xin đại chúng chia cho tôi một phần xá lợi để mang về nước cúng dường. Đại chúng đáp rằng: Sao ngài đến muộn thế? Phật trước đây có dạy cách phân chia xá lợi, tất cả đều đã có người thỉnh rồi, không có phần của ngài, vậy ngài nên trở về đi thôi. Thỉnh cầu không được, vua và các quan đều lấy làm buồn rầu, lễ bái xá lợi lần nữa rồi bi thương luyến tiếc quay về. Bấy giờ vua và quần thần của 7 nước như Ca Tỷ La, Ma Kiệt Đà, A Lạc Giả La vì thỉnh cầu không được tọa nguyện nên sanh lòng bi thương, giận dỗi, bực tức quay về mà lòng chưa yên. Vì thế khi về nước rồi, mỗi vị đều sai sứ thần đến thành Câu Thi Na để thỉnh cầu xá lợi một lần nữa. Người trong thành Câu Thi Na trả lời rằng: Đức Tử Phụ Thế Tôn đã nhập Niết Bàn tại đất nước chúng tôi, toàn thân xá lợi của ngài phải được lưu giữ muôn đời tại đây để cúng dường. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân chia cho người ngoài nước. Vua các nước liền nói rằng:
Nếu chịu phân chia thì tốt, bằng như không chịu phân chia, chúng tôi sẽ dùng sức mạnh mà đoạt lấy. Người trong thành đáp lại, nếu các ngài chỉ dùng sự đánh nhau để giành lấy thì sẽ không bao giờ có được xá lợi Phật. Vua A Xà Thế lại sai đại thần là Vũ Hành mà đem binh đến thỉnh một phần xá lợi, bảo người trong thành Câu Thi Na rằng nếu chịu phân chia xá lợi thì tốt, bằng không chịu phân chia, chúng tôi sẽ tăng thêm binh lực, quyết dùng sức mạnh mà đoạt lấy cho bằng được. Người trong thành đáp, xin cứ tùy ý mà làm. Liền đó trong thành Câu Thi Na có bao nhiêu những tráng sĩ cho đến nhân dân nam nữ, thảy đều phòng vệ bằng cung tên, tất cả cùng kéo ra ngoài thành, bốn binh tề chỉnh, chuẩn bị giao chiến với quân các nước khác. Khi ấy nước Tỷ Ly, những người họ Lê Sa, triệu tập đủ bốn đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước A Lạc Già La, những người dòng sát đế lợi cũng tập trung đủ bốn đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước Tỷ Nậu, những người dòng Bà La Môn cũng tập trung đủ bốn đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước Già La Ca La, những người dòng họ Thích Ca cũng tập trung đủ bốn đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước Sư Già Na, những người qua Câu Lâu La cũng tập trung đủ bốn đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước Ba Kiên La, những người lực sĩ cũng tập trung đủ bốn đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Lúc ấy thành Câu Thi Na bị quân bảy nước vây quanh, tất cả đều sắp sửa tiến vào thành để đoạt lấy xá lợi Phật. Bấy giờ trong đại chúng có vị Bà La Môn là Tánh Yên ở giữa quân binh các nước mà cất tiếng nói lớn rằng: các vị đứng đầu những lực sĩ trong thành Câu Thi Na xin hãy nghe đây. Trong vô số kiếp, Đức Phật đã tích chứa điều lành, tu hạnh nhẫn nhục. Các vị cũng thường được nghe Thế Tôn ngợi khen pháp nhẫn nhục. Này có lẽ nào ngay sau khi Phật vừa diệt độ, các vị chỉ vì xá lợi Phật mà khởi binh tranh đoạt. Các vị nên biết đó không phải là kính thờ xá lợi. Nay tôi đề nghị chỉ nên chia đều xá lợi thành 8 phần, không nên tranh giành nhau. Các lực sĩ trong thành Câu Thi Na đều nói, chúng tôi xin cung kính vâng theo lời ngài. Lúc ấy Bà La Môn Tánh Yên liền phân chia xá lợi làm 8 phần bằng nhau rồi nói rằng: thưa tất cả các vị, những bình rỗng này đã từng chứa xá lợi, xin cho tôi được nhận. Tôi sẽ mang về xứ Đầu Na La xây tháp bình và dâng hoa hương phướn lọng âm nhạc để cúng dường. Mọi người đáp rằng chúng tôi chấp thuận thỉnh cầu của ngài. Bấy giờ có vị cư sĩ Bà La Môn tên là Tất Ba Diên Na lớn tiếng thưa rằng: các vị đứng đầu những lực sĩ thành Câu Thi Na xin hãy nghe đây. Tất cả cho tàn ở nơi Trà Tỷ Phật xin cho tôi được nhận. Tôi sẽ đem về nước xây tháp cho cúng dường bằng hoa hương âm nhạc. Mọi người đáp rằng chúng tôi chấp thuận thỉnh cầu của ngài. Lúc ấy người trong thành Câu Thi Na được nhận phần xá lợi Phật thứ nhất, liền xây tháp trong nước, dùng hoa hương âm nhạc các thứ để cúng dường. Người nước Ba Kiên La được nhận phần xá lợi Phật thứ nhì, mang về nước xây tháp, dùng mọi thứ phẩm vật để cúng dường. Những người Câu Lâu La của nước Sư Giả Na được nhận phần xá lợi Phật thứ ba, liền trở về xây tháp, dâng mọi thứ phẩm vật để cúng dường. Những người sát đến lợi của nước A Lạc Già La được nhận phần xá lợi Phật thứ tư, liền trở về nước xây tháp cúng dường. Những người Bà La Môn nước Tỷ Nậu được nhận phần xá lợi Phật thứ năm, liền trở về nước xây tháp, dùng mọi thứ phẩm vật để cúng dường. Những người Lê Sa nước Tỷ Ly được nhận phần xá lợi Phật thứ sáu, trở về nước xây tháp cúng dường bằng mọi thứ phẩm vật. Những người họ Thích Ca nước Già La Ca La được nhận phần xá lợi Phật thứ bảy, trở về nước xây tháp dâng hoa hương cúng dường. Vua A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà được nhận phần xá lợi Phật thứ tám, trở về thành Vương Xá xây tháp dâng hoa hương âm nhạc mọi thứ cúng dường. Bà La Môn Tánh Yên được nhận những bình đã dùng đựng xá lợi Phật, trở về xứ Đầu Na La xây tháp dâng hoa hương cúng dường. Vị cư sĩ Bà La Môn Tất Ba Diên Na được nhận tất cả cho tàn còn lại ở nơi Trà Tỷ Như Lai, tiện mang cho ấy về nước mình xây tháp cúng dường. Như vậy vào lúc ấy trong khắp cõi Diêm Phủ Đà có 8 tháp thờ xá lợi Phật. Tháp thứ 9 thờ bình đựng xá lợi, tháp thứ 10 thờ cho tàn ở nơi Trà Tỷ Như Lai. Việc phân chia xá lợi như vậy là hoàn tất. Lúc ấy các vị Bồ Tát và chúng Thanh Văn, chư thiên, loài người, loài rồng, loài quỷ, các vị quốc vương, trưởng giả, đại thần, nhân dân cho đến tất cả đại chúng đều bi thương đau đớn, đấm ngực than khóc lớn tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Sau đó tất cả đều lễ bái xá lợi Phật rồi ra về. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.